Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1341, một thông qua không cần định giá. Nhưng thế gian không bán thuốc hối hận, bắn tên không thể lấy lại được. Sau khi có bài học từ hai người Trần Viễn Lũng, Phong Quảng Thắng căn bản có chút đồng tình với bọn họ, đồng thời cũng thầm yêu cầu mình, chỉ cần làm việc không để Vương Tử Quân nắm lấy bím tóc là được. Nhưng sự cẩn thận của Phong Quảng Thắng căn bản vô tình hóa thành xu hướng tâm lý. Làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy trưởng phòng Vương cực kỳ bình dị gần gũi là sinh ra cảm giác là lạ, giống như gương mặt hòa ái dễ gần của đối phương căn bản khá đáng sợ, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói giọng quỷ, căn bản là không lộ ra chút dấu vết. Hắn nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy không rét mà run, bản thân hắn muốn trốn tránh Vương Tử Quân, không có việc cần thì căn bản không gặp. Đợi sau khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, Phòng Quảng Thắng mới đi vào bên trong. Lúc này Diêu Trung Tắc cũng không xử lý văn kiện như dĩ vãng, lãnh đạo đang đứng bên cạnh bàn làm việc để nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ trong phòng. Phòng Quảng Thắng nhìn gương mặt của Diêu Trung Tắc, hắn cảm thấy lãnh đạo đang rất vui sướng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, có phải là thần kinh của lãnh đạo có vấn đề gì không? Trước kia mỗi lần Vương Tử Quân đến thì tâm tình của lãnh đạo căn bản là không quá tốt, hôm nay sao lại khác thường như vậy? Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Phòng Quảng Thắng thấy ly trà trên bàn của Diêu Trung Tắc chỉ còn lại một nửa, thế là nhanh chóng cầm ấm rót đầy ly. Quảng Thắng, có chuyện gì không? Diêu Trung Tắc nghiêng đầu nhìn Phòng Quảng Thắng, gương mặt có vài phần nụ cười. Phòng Quảng Thắng là người đi theo Diêu Trung Tắc nhiều năm, gương mặt như hiện tại của lãnh đạo căn bản không được thấy nhiều. Lúc này hắn nhìn gương mặt ôn hòa của Diêu Trung Tắc, tâm tư khẽ chuyển động, sau đó lên tiếng. Bí thư Diêu, vừa rồi tôi có gặp Thẩm Tiềm Thiết, đã truyền đạt ý chỉ của ngài, anh ấy cảm tạ sự coi trọng của ngài. Khi Phòng Quảng Thắng chuẩn bị nói ra những lời thuần phục của Thẩm Tiềm Thiết với Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc khoát tay áo nói, chuyện này anh xem xét rồi xử lý là được. Tự mình xử lý, Phòng Quảng Thắng chợt sững sốt, hắn sở dĩ đi gặp Thẩm Tiềm Thiết chính là theo sắp xếp của Diêu Trung Tắc, bây giờ Diêu Trung Tắc lại cho mình sắp xếp, là có ý gì? Chẳng lẽ bí thư Diêu như vậy là không muốn làm cho người khác biết mình ra tay sau lưng, hay là có tính toán gì khác? Phòng Quảng Thắng là một người thông minh, hắn thấy bí thư Diêu không nói lời nào thì căn bản cũng không lên tiếng, không hỏi nhiều. Dù sao Diêu Trung Tắc là lãnh đạo hàng thứ ba trong tỉnh, có nhiều chuyện không nói quá rõ, anh biết được bao nhiêu mới là vấn đề. Bí thư Diêu, tôi vừa mới thấy trưởng phòng Vương đến phòng làm việc của ngài. Phòng Quảng Thắng cân nhắc vài vấn đề, sau đó mới khẽ nói với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn thoáng qua Phòng Quảng Thắng, sau đó thản nhiên nói, Quảng Thắng, anh cũng không còn nhỏ nữa, anh cũng nên cẩn thận một chút. Cẩn thận là gì thì Phòng Quảng Thắng biết rõ ràng, khi hắn nghe thấy Diêu Trung Tắc nói hai chữ nà thì căn bản kinh hoàng. Tuy hắn là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, thế nhưng bản thân hắn cũng là không sạch sẽ. Bí thư Diêu nhắc nhở hắn như vậy, nói rằng hắn phải cẩn thận, không phải bí thư Diêu phát hiện ra hành vi không tốt của mình sao? Phòng Quảng Thắng nghĩ đến cô sinh viên gần đây có quan hệ với mình, hắn căn bản cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, mồ hôi trán vã ra như tắm. Khi hắn cảm thấy tâm tình loạn như ma, chuẩn bị nhận sai với Diêu Trung Tắc, chợt nghe Diêu Trung Tắc nói, dù thế nào thì trưởng phòng Vương cũng là lãnh đạo của anh cũng không nên có những nghị luận lung tung về lãnh đạo của mình. Anh phải chú ý lời nói và việc làm của mình. Diêu Trung Tắc nói làm cho Phòng Quảng Thắng sinh ra cảm giác thả lỏng, hắn chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra bí thư Diêu nói mình cẩn thận chính là vì thái độ với Vương Tử Quân, làm hại mình thiếu chút nữa nói ra những chuyện xấu giấu kín bao lâu nay. Tuy cảm thấy sợ hãi nhưng Phòng Quảng Thắng căn bản không dám oán trách lãnh đạo của mình. Dù thế nào thì Diêu Trung Tắc cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, chính hắn không nên đắc tội. Nếu không sẽ chẳng có quả ngọt để ăn. Bí thư Diêu, tôi sai rồi, sau này sẽ thận trọng lời nói và việc làm, sẽ cố gắng cẩn thận và chú ý. Phòng Quảng Thắng trả lời làm cho Diêu Trung Tắc rất vui, hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói, biết sai có thể thay đổi thì căn bản là quá tốt, cũng chỉ như vậy mới có thể điều chỉnh phương hướng, mới có thể đi lên. Diêu Trung Tắc nói rồi đưa một phần văn kiện cho Phòng Quảng Thắng. Đây là văn kiện mà trưởng phòng Vương vừa rồi đến báo cáo cho tôi, anh xem qua đi. Vương Tử Quân đưa văn kiện đến cho bí thư Diêu. Phòng Quảng Thắng chợt động tâm,
hắn tiếp nhận văn kiện rồi nhìn qua, ngay sau đó đã bị nội dung của nó hấp dẫn. Sau khi xem qua phương án, ánh mắt của hắn bắt đầu sáng lên. Bí thư Diêu, Vương Tử Quân đây là muốn tìm chết, anh ta không biết rằng khó thể vạch nắp nhân sự ra sao. Phòng Quảng Thắng là người đi theo Diêu Trung Tắc lâu năm, hắn căn bản hiểu rõ những thứ cực kỳ khó động vào trong quan trường. Dù là Diêu Trung Tắc thì chỉ có thể đứng nhìn những điểm khó khăn thế này mà thôi, căn bản không có dũng khí động vào. Đối với Nam Giang, cải cách nhân sự có lợi cho xu hướng phát triển, nhưng bên trong liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, có đôi khi động vào không những không đánh lên đầu hồ ly, còn đánh ngược lên đầu mình. Lúc này Diêu Trung Tắc cũng không bất mãn vì lời nói của Phòng Quảng Thắng, hắn nhìn thoáng qua văn kiện đã được Phòng Quảng Thắng đọc xong và đặt lên bàn, sau đó nói, nhân tâm không phải là rắn nuốt voi, có một vài người có tâm cơ quá lớn. Tâm cơ quá lớn, đây là đánh giá của Bí thư Diêu. Phòng Quảng Thắng thầm suy xét lời nói của Bí thư Diêu, hắn chợt cười nói, tâm cơ quá lớn căn bản rất dễ chết. Diêu Trung Tắc khoát tay áo không nói gì thêm, sau đó hắn lại lên tiếng sắp xếp, anh sắp xếp cho ban thư ký số 2, nhanh chóng đưa văn kiện của phòng tổ chức đến cho tôi, dùng biểu hiện để chứng tỏ giúp đỡ trưởng phòng Vương. Phòng Quảng Thắng khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Diêu Trung Tắc, đầu óc lúc này nghĩ về văn kiện của Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ, Vương Tử Quân xem ra đi nhờ xe quá nhiều, dám đứng ra khiêu chiến những quy củ bất thành văn trong quan trường, chẳng lẽ không biết có bao nhiêu người đầu rơi máu chảy vì chuyện này rồi. Nếu Vương Tử Quân đụng đầu vào tường thì căn bản là quá đáng tiếc. Tuy Phòng Quảng Thắng đi theo Diêu Trung Tắc và thường bị Vương Tử Quân cho ăn thiệt thòi, thế nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn cảm thấy Vương Tử Quân đáng tôn kính hơn Diêu Trung Tắc, dù sao thì cũng là một người có khả năng, có uy tín, có năng lực, có thể làm được những điều thực chất. Chương 1341 2 thông qua không cần định giá. Nhân tâm con người là một cái cân đòn, mặc dù rất nhiều người không dựa theo cán cân này để đong đếm lập trường của mình, thế nhưng bọn họ lại có rất nhiều người dùng nó để đánh giá người khác. Trưởng phòng Vương Tử Quân có phải là vì ngồi quá vững ở Nam Giang mà ấm đầu lên không? Nếu so sánh với Phòng Quảng Thắng thì thư ký Xà Tiểu Cường lúc này càng thêm cau mày thật chặt. Trên bàn làm việc của hắn cũng có một phương án của phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn đã xem qua nội dung của phương án cải cách nhân sự, hắn cảm thấy khí huyết của mình sôi trào, thế nhưng lại cảm thấy có vài phần lạnh lẽo. Xà Tiểu Cường là cán bộ bản địa, Trử Vận Phong là chủ tịch có quyền uy lớn ở Nam Giang, thế nhưng cũng có nhiều phương diện lợi ích bị liên lụy. Mặc dù Trử Vận Phong xử lý những lợi ích này rất thành thạo, thế nhưng cũng có tồn tại nhiều vấn đề. Nhân viên nhà nước có thể đi vào có thể đi ra, vào thì phải thi, muốn ra phải nhận lỗi từ chức, đủ mọi thuật ngữ làm cho Xà Tiểu Cường cảm thấy tê dại. Nếu như chế độ này được phổ biến, như vậy nhất định sẽ tăng cao hiệu suất công tác trong tỉnh Nam Giang, nhưng nó cũng làm thương tổn đến lợi ích của rất nhiều người. Chưa nói đến những thứ gì khác, nói về phương diện nhân viên nhà nước, nếu như muốn vào làm phải thi cử, như vậy đội ngũ của nó cũng là một vấn đề. Vì có một vị lãnh đạo nào bỏ qua quyền lợi trong tay mình. Chuyện này nên báo cáo với chủ tịch Trử như thế nào? Xà Tiểu Cường có chút trầm ngâm, sau đó trực tiếp đưa văn kiện này vào phòng Trử Vận Phong. Còn chủ tịch Trử tỏ thái độ gì thì cũng không là vấn đề với hắn. Trử Vận Phong xem văn kiện của phòng tổ chức, cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ lật qua lật lại xem xét vài lần, sau đó khoanh một vòng tròn. Điều này biểu đạt ý nghĩa gì thì chỉ sợ cũng chỉ có thể phán đoán sơ lược mà thôi, Xà Tiểu Cường đưa phần văn kiện được khoanh tròn trả lại cho phòng tổ chức. Tuy nhóm người Trử Vận Phong tỏ thái độ mơ hồ nhưng Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy thì vẫn cho ra ý kiến với Vương Tử Quân. Đó là việc này nên làm từ từ thì hay hơn, lúc này có nhiều điểm dễ cho ra thành tích, Vương Tử Quân nên bỏ ngọn núi cao này thành thật chinh phục những ngọn núi thấp khác thì hơn. Vương Tử Quân căn bản chỉ cười khổ với lời khuyên của Đậu Minh Đường, vì Đậu Minh Đường khuyên như vậy cũng là xuất phát từ hảo tâm. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chưa nói Lâm Trạch Viễn muốn thông qua mình làm nơi thí điểm, bản thân hắn cũng tình nguyện thúc đẩy cải cách. Một tuần sau mở hội nghị thường ủy, hầu như phương án của phòng tổ chức tỉnh ủy được thông qua không chút gợn sóng, cũng thành lập tổ lãnh đạo nắm cải cách nhân sự, Diêu Trung Tắc khiêm nhường để cho Vương Tử Quân làm tổ trưởng tổ công tác. Nội dung thảo luận này chỉ được tiến hành vài phút trong hội nghị thường ủy, nhưng vài phút này căn bản có thể được cho vào sử sách,
dù sao nó cũng là vì làm tốt công tác cơ sở ở Nam Giang. Nhưng thông qua đơn giản mà chứng thực được cũng không dễ dàng gì. Trong phòng họp của tỉnh ủy Nam Giang có một hội nghị với sự tham gia của bí thư và trưởng phòng tổ chức các thành phố trong tỉnh. Hội nghị còn chưa bắt đầu thế nhưng đã vang lên rất nhiều lời nghị luận. Những người này phần lớn là chư hầu một phương, mặc dù hội nghị còn chưa được mở thế nhưng bọn họ đã thông qua những con đường của mình dễ biết về nội dung lần này. Đám người bọn họ phần lớn là có thái độ phản đối với phương án cải cách của tỉnh ủy lần này. Dù sao đối với bọn họ thì quyền lợi lớn nhất trong tay là nhân sự, bây giờ Vương Tử Quân thông qua cơ chế cải cách nhân sự quá trọng điểm, căn bản là hạn chế quyền lợi này của bọn họ. Đoạt quyền của người khác giống như thù giết cha, tuy sự việc này không quá sắc nhọn như vậy, thế nhưng bên trong vẫn có người không thoải mái. Hi hi, anh Trịnh, phòng tổ chức tỉnh ủy cho ra phương án như vậy, thời gian tới chúng ta căn bản không thể sống tốt được. Một người ngồi trên vị trí có ghi rõ là bí thư thị ủy Hậu Đại Hảo của thành phố Lộc Hồ khẽ giơ văn kiện về nội dung hội nghị trên bàn lên nói. Anh Trịnh chính là bí thư Trịnh Trường Quảng của thành phố Linh Hà ở vị trí bên cạnh Hậu Đại Hảo. Trịnh Trường Quảng hơn 50 tuổi, đầu có hơi ít tóc, lúc này hắn đang vuốt ve mái tóc Địa Trung Hải của mình rồi chậm rãi nói, thị ủy Linh Hà chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ quyết nghị của tỉnh ủy. Hậu Đại Hảo nghe tiếng cười của Trịnh Trường Quảng, hắn cảm thấy có chút chói tai. Hắn và người này năm xưa từng cùng chung gánh công tác ở thành phố Ô Phổ, biết rõ người này là một con cá trạch, cực kỳ trơn tuột, nếu muốn móc vào người hắn thì căn bản là khó hơn lên trời. Nhưng Hậu Đại Hảo thật sự không thoải mái với phương án cải cách này. Hậu Đại Hảo sở dĩ nói với Trịnh Trường Quảng, vì hắn còn cho rằng Trịnh Trường Quảng là người dẫn đầu nhóm người phản đối. Hắn muốn đạt được mục đích của mình mà cũng không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng Trịnh Trường Quảng căn bản không mắc câu, làm cho kế sách của Hậu Đại Hảo căn bản là không được thực hiện. Những người khác tuy bàn luận rất hăng nhưng nhìn vào thì Hậu Đại Hảo thấy không thể trông cậy vào bọn họ nói lời phản đối được. Nếu như là lãnh đạo bình thường phổ biến phương án này, phía dưới nhất định sẽ có không ít người đề xuất ý kiến phản đối. Tuy một vài ý kiến phản đối sẽ không được tỉnh ủy tiếp thu, thế nhưng sẽ làm trì hoãn việc áp dụng phương án cải cách. List này Vương Tử Quân là người phổ biến phương án cải cách nhân sự trong tỉnh Nam Giang, căn bản không ai dám cho ra đề xuất phản đối. Hậu Đại Hảo cảm thấy cũng không phải là phương án kia quá hay quá tốt không có lỗ hổng để phản đối, chẳng qua không người nào chịu đưa đầu ra tiếp nhận rủi ro từ Vương Tử Quân, cũng không dám phản ứng với địa vị của Vương Tử Quân trong tỉnh Nam Giang. Hội nghị được tổ chức đúng giờ. Bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân và phó bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc cùng trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân cùng nhau tham gia hội nghị lần này. Trong hội nghị Vương Tử Quân đọc tuyên bố của tỉnh ủy về phương án cải cách nhân sự, đặc biệt là phương diện về nhân viên nhà nước, và cho ra một số yêu cầu về các phương diện lựa chọn phân công cán bộ lãnh đạo. Trong phương án này có một phương diện cực kỳ đáng coi trọng chính là chế độ nửa năm khảo hạch một lần, chủ yếu là khảo hạch đạo đức của cán bộ và tính công chính liêm minh. Yêu cầu tiến hành chấm điểm thành tích, lấy đó làm căn cứ tham khảo để đề bạt phân công cán bộ. Sau khi Vương Tử Quân đọc phương án, Diêu Trung Tắc đưa ra yêu cầu áp dụng, còn Diệp Thừa Dân thì đứng trên độ cao toàn tỉnh cho ra những lời tha thiết hy vọng về phương án cải cách, kết thúc hội nghị căn bản chưa đến một giờ. Chương 1342, điển hình không thể thiếu, người hiểu biết cũng không thể thiếu. Sau khi kết thúc hội nghị, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, khi hắn đi vào cửa phòng thì thấy đám bí thư thị ủy và trưởng phòng tổ chức đi về phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy hắn chỉ nhìn thấy hướng đi của bọn họ, thế nhưng lại hiểu rõ mục đích của bọn họ là gì. Dù không có bất kỳ ai cho ra một lời dị nghị ở hội nghị, thế nhưng điều này cũng không chứng tỏ đám người sẽ dựa theo sắp xếp của mình mà cố gắng thúc đẩy công tác. Đám người không nói đến ý kiến phản đối, cũng là một loại phản kháng. Trước khi ồn ào thì thường sẽ có bầu không khí trầm mặc, tuy đây chỉ là một phương án, cũng không có gì là quá ghê gớm, thế nhưng khi mà các thành phố trong tỉnh đều treo cao văn kiện lên chỉ để nhìn, như vậy phương diện cải cách nhân sự sẽ là giống tuếch. Vương Tử Quân tuyệt đối không muốn nhìn phương án mà mình dốc sức thúc đẩy lại hóa thành giống tuếch, vì phòng ngừa điều này mà hắn căn bản đã cho ra nhiều chuẩn bị. Nhưng có chuẩn bị là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Lúc này Vương Tử Quân xem như đã hiểu vì sao người ta lại cho ra cảm giác cực kỳ cẩn thận. Trưởng phòng Vương,
Khi Trì Hoa Trục đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì gương mặt có vài phần tiều tụy, căn bản so với trước kia thì giống như không được nghỉ ngơi. Vương Tử Quân cười cười với Trì Hoa Trục, lúc này mới khẽ nói, Hoa Trục, công tác là cực kỳ cần thiết, thế nhưng quan trọng là bảo dưỡng sức khỏe của mình. Dù sao thì sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng, anh nếu đánh mất đi tiền vốn của mình, như vậy dù có công tác thì cũng chỉ là câu nói suông mà thôi. Khi thấy Vương Tử Quân vẫn còn nói lời vui đùa với mình thì Trì Hoa Trục chợt cảm thấy vui mừng, dù thế nào thì trưởng phòng Vương bây giờ cũng có tâm tính khá tốt, như thế cũng không dễ dàng gì. Trì Hoa Trục cũng là người tham gia hội nghị lần này, tuy hội nghị được tiến hành mà không có bất kỳ âm thanh phản đối nào, thế nhưng nhìn vẻ mặt đám người tham gia hội nghị thì Trì Hoa Trục cảm thấy một loại hình mâu thuẫn. Dù sao thì phương án cải cách cũng thay đổi nhiều quyền lợi trong tay bọn họ. Quyền lợi kia nếu đã được nắm vào trong tay thì căn bản không ai chịu nhả ra. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy muốn phổ biến phương án cũng không dễ dàng gì, mặc dù không có người nào nói gì, thế nhưng trọng điểm của phương án cải cách nhân sự chính là phương diện chấp hành. Trì Hoa Trục nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản cũng biết được những gì Trì Hoa Trục đang nghĩ, hắn cười cười rồi ném cho đối phương một điếu thuốc, lại nói, Hoa Trục, anh cảm thấy nên làm thế nào cho tốt. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy điều chúng ta cần làm nhất lúc này chính là đánh vỡ tất cả mâu thuẫn, chỉ cần mở mâu thuẫn ra, như vậy bên dưới sẽ làm tốt việc triển khai mở rộng công tác. Trì Hoa Trục căn bản đã cho ra nhiều chuẩn bị với tất cả tình huống, lúc này đối mặt với vấn đề của Vương Tử Quân thì hắn cũng không luống cuống. Hắn trầm ngâm một chút rồi lại nói, trưởng phòng, tôi cảm thấy chúng ta nên dựng lên một điển hình, từ đó có thể thông qua điển hình để làm gương. Tạo ra điển hình là một phương pháp không sai, Vương Tử Quân đưa điếu thuốc trong tay lên hút, sau đó mới nói, không thể thiếu điển hình được, nhưng cũng không thể thiếu người hiểu biết, chỉ khi nào hai bên phối hợp với nhau, như vậy mới có lực thúc đẩy cải cách ở Nam Giang. Người hiểu biết điển hình, Trì Hoa Trục chợt sững sốt, ánh mắt rơi lên mặt Vương Tử Quân. Mặc dù gương mặt trưởng phòng Vương vẫn anh tuấn hiền hòa như cũ, thế nhưng lúc này hắn nhìn vào và cảm thấy có vài phần khắc nghiệt. Cảm giác khắc nghiệt này làm cho hắn sinh ra chút đè nén. Vương Tử Quân cũng không nhìn gương mặt biến đổi của Trì Hoa Trục, hắn nói tiếp, một tháng sau sẽ là lúc khảo hạch, chúng ta xem xét thành tích của các thành phố rồi nói sau. Cải cách nhân sự chính là một hạng mục quan trọng của tỉnh Nam Giang, tính hiệu quả khảo hạch kính là một phương diện cực kỳ quan trọng của cải cách nhân sự. Nếu như lấy được thành quả tốt, như vậy sẽ có một lực chèo chống cho phương án cải cách lần này. Nhưng khảo hạch có được hiệu quả hay không, thậm chí có phát sinh ra những ý nghĩ lệch hay không, điều này là khó dự đoán được. Trưởng phòng Vương, ở thành phố Ô Phổ có chủ tịch Mạnh, nếu như thành phố Ô Phổ có thể trở thành điển hình của phương án cải cách nhân sự lần này, như vậy sẽ có tác dụng lớn với các thành phố khác trong tỉnh. Trì Hoa Trục thấy Vương Tử Quân không tiếp thu ý kiến của mình, thế là khẽ lên tiếng. Làm cấp dưới đôi khi nói nhiều cũng không được lãnh đạo thích thú. Nhưng Trì Hoa Trục lại cảm thấy lần này Vương Tử Quân căn bản không khác gì đang đánh cuộc. Nếu như phương án cải cách nhân sự lần này chỉ được xem là hình thức, nó sẽ là đả kích lớn cho địa vị mạnh mẽ vừa được xác lập của Vương Tử Quân. Chưa nói đến phương diện người bên dưới nhìn Vương Tử Quân như thế nào, dù là tuyến trên cũng có cái nhìn về năng lực chấp chính của trưởng phòng Vương. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là người cố gắng thúc đẩy công tác lần này. Vương Tử Quân nhìn gương mặt kiên trì của Trì Hoa Trục, hắn gật đầu nói, vậy anh thông báo cho Mạnh Chí Đạo, để anh ấy đến đây một chuyến. Khi Vương Tử Quân đang hẹn ngày gặp mặt Mạnh Chí Đạo, lúc này Bí thư Thị ủy Lộc Hồ là Hậu Đại Hảo đang ngồi trong phòng làm việc của Bí thư Diêu. Tuy trước kia hai người căn bản chưa từng có việc gì chung, thế nhưng quan hệ giữa hai bên không phải chỉ là tốt bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Diêu Trung Tắc, Hậu Đại Hảo dùng giọng điệu tràn đầy nịnh nọt nói với Diêu Trung Tắc, Bí thư Diêu, ngài đã lâu rồi chưa đến thành phố Lộc Hồ chúng tôi chỉ đạo công tác, điều này làm cho chúng tôi cảm thấy không yên và bất an, cảm thấy mình giống như không làm tốt công tác được giao. Kính mong lãnh đạo bỏ ra chút thời gian quan tâm đến sự phát triển của thành phố Lộc Hồ trong thời gian cấp bách. Diêu Trung Tắc cười ôn hòa với Hậu Đại Hảo. Tuy nghe lời nói của Hậu Đại Hảo thì ai cũng cảm thấy rất tục, nhưng Diêu Trung Tắc lại là người biết che giấu sự tục khí của người đối diện.
Nếu Hậu Đại Hảo không có biểu hiện như vậy thì căn bản không được ngồi lên vị trí bí thư thị ủy Lộc Hồ. Nhưng Diêu Trung Tắc lại có chút xem thường Hậu Đại Hảo, vì người này ngoài mặt thì tỏ ra thô lỗ nhưng che giấu nội tâm cực kỳ khôn khéo tinh xảo, là người cực kỳ cao minh ở địa phương của mình, nhưng thực tế khi đến đối diện với lãnh đạo tỉnh ủy thì cố gắng hạ thấp mình xuống, muốn tiến thêm một bước xem như khó hơn lên trời. Thành phố Lộc Hồ căn bản là nơi phát triển kinh tế trọng yếu của tỉnh Nam Giang, kinh tế tuy kém thành phố Đông Hồng nhưng lại có ưu thế đặc biệt của mình. Diêu Trung Tắc tuy chướng mắt với biểu hiện của Hậu Đại Hảo, thế nhưng căn bản không đuổi đối phương ra khỏi thuyền của mình. Anh Hầu, lời này của anh rõ ràng là có ý kiến với tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đi xem tòa nhà ngũ toàn của thành phố Lộc Hồ, để xem nó có bộ dạng gì. Diêu Trung Tắc dùng giọng tùy ý nói với Hậu Đại Hảo. Bí thư Diêu, ngài căn bản là hù chết tôi cũng không có ý kiến gì với ngài. Hậu Đại Hảo thấy bộ dạng vui mừng của lãnh đạo thì không khỏi cười tươi thêm vài phần, nói đến tòa nhà ngũ toàn, tôi còn có việc cần cầu bí thư Diêu. Việc gì, có phải là không đủ tiền không? Tôi nói cho anh biết, nếu như vậy thì anh nên đi tìm chủ tịch Vận Phong, nếu không thì tôi cũng giúp anh bắt chuyện cho chủ tịch Thừa Uyên một tiếng mà thôi. Diêu Trung Tắc dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói. Chương 1343, một hình tượng công an. Hậu Đại Hảo cười hì hì nói, bí thư Diêu, lần trước ngài đã phối hợp cho tôi vay ngân hàng, đã giúp đỡ chúng tôi một đại ân, nếu như không phải ngài ra mặt, như vậy chỉ sợ chỉ hoàn thành được một nửa tòa nhà ngũ toàn. Tôi là người thô kệch, tuy không nói nhưng trong lòng hiểu rõ ràng, lúc này tòa nhà ngũ toàn đã làm xong, kính mong bí thư Diêu đến cắt băng khánh thành. Bí thư Diêu, đây chính là trái tim chân thành của hơn 5 triệu dân thành phố Lộc Hồ. Kính mong ngài rút chút thời gian trong lúc cấp bách để đến cổ vũ thành phố chúng tôi một chút. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng chờ mong của Hậu Đại Hảo, trong lòng cảm thấy thoải mái, người này cái nhìn đại cục khá nhỏ, tầm mắt hẹp, thế nhưng lời nói khá hay, cũng không quá tệ. Lúc này hắn cười nói, anh đã nói như vậy thì tôi không đi căn bản là không có nhân tình, thế này đi, sáng mai anh liên hệ với Quảng Thắng, để anh ấy sắp xếp thời gian, tôi sẽ cố gắng đi qua một chút. Cảm ơn Bí Thư Diêu, tôi biết là Bí Thư Diêu quan tâm đến sự phát triển của thành phố Lộc Hồ chúng tôi. Hậu Đại Hảo còn nói đến vài tình huống trong thành phố Lộc Hồ, sau đó thay đổi chủ đề, Bí Thư Diêu, sáng hôm nay mở hội nghị mà tôi cảm thấy mây mù dày đặc, tôi hiểu nội dung của hội nghị, thế nhưng Bí Thư Diêu, ngài biết đấy, tình huống cơ sở rất phức tạp, nếu muốn giải quyết tất cả vấn đề trong một hành động, như vậy chỉ sợ sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu. Diêu Trung Tắc híp mắt không nói gì, giống như căn bản không nghe rõ lời phàn nàn của Hậu Đại Hảo. Hắn căn bản là không cam lòng, thế cho nên sự kiện này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của Bí Thư Diêu. Diêu Trung Tắc dù đang bị Vương Tử Quân áp chế ở phương diện uy danh trong tỉnh Nam Giang, thế nhưng khi công tác vẫn là một phó bí thư tỉnh ủy, có thể vững vàng áp chế một người là trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân. Nếu Hậu Đại Hảo có được sự giúp đỡ của Bí Thư Diêu, như vậy cũng xem như giảm đi vài phần lo lắng. Bí thư Diêu, có câu nói thế này, làm việc thực chất thì có thể thúc đẩy sự nghiệp, lời nói suông sẽ liên tục phát sinh sai lầm. Ngài là người đi từ cơ sở lên trên, căn bản hiểu rõ tình huống cơ sở. Có một số việc không phải chúng ta không muốn sửa, căn bản là tệ đoan kéo dài quá lâu, không phải nói một câu thì có thể giải quyết được. Nếu như có đủ nhiệt tình thì những người hầu như chúng tôi hoàn toàn có thể đi liều mạng. Nhưng vấn đề là sự việc cũng không phải như vậy, công tác nếu không tính được và mất đi những thứ quan trọng, chỉ sợ sẽ phát sinh rối loạn. Diêu Trung Tắc hừ một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn nói với gương mặt không chút biểu cảm, phương diện cải cách nhân sự chính là do một mình trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân thúc đẩy, cũng là một công tác trung tâm của tỉnh Nam Giang trong thời gian gần đây, tầm quan trọng của nó là gì thì tôi cũng không cần phải nói lại với anh. Anh là bí thư thị ủy Lộc Hồ. Tư tưởng có thể có chút vướng mắc, thế nhưng phải hiểu và chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành, hơn nữa trong hạng mục này thì cần phải dốc toàn lực và cực kỳ chính cống mới được. Diêu Trung Tắc lên tiếng làm cho tâm tình của Hậu Đại Hảo chợt trầm xuống, hắn thầm nghĩ, bí thư Diêu làm sao vậy? Đây rốt cuộc là lời nói thiệt tình hay đang giả vờ nói trái ý? Khi hắn đang phỏng đoán thì chợt nghe Diêu Trung Tắc nói tiếp, nhưng anh cũng không nên hạ thấp tâm tình của mình. Có một số việc thật sự có tồn tại khó khăn, nhưng khó khăn này không phải chỉ có ở thành phố Lộc Hồ, thậm chí còn có tính phổ biến, có khó khăn gì các anh có thể tập trung phản ánh.
Hậu Đại Hảo nhìn gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, lúc này mới khẽ gật đầu giống như chút đi gánh nặng. Niên Chí Tân có tâm tình không quá tốt, hắn là thủ trưởng của Tiểu Khương, hắn không những cảm thấy lo lắng, còn cực kỳ khó chịu vì những tin đồn lảm nhảm ở bên ngoài, những lời nói ngoài xã hội giống như một con sâu đục khoét trong lòng hắn. Hầu như lúc này tất cả mọi người đều muốn bắn chết chiến hữu của hắn, thậm chí dư luận còn nói rằng nếu không bắn chết cũng phải làm cho ngã ngựa. Lúc này tất cả dư luận đều có oán hận với bọn họ, nhận định là cảnh sát làm ác, không bắn chết thì khó thể nào làm giảm căm phẫn của lòng dân. Niên Chí Tân chỉ có thể cười khổ với dư luận, hắn cũng không quá tức giận, chỉ là cảm thấy rất thê lương mà thôi. Niên Chí Tân căn bản là tin tưởng vào nhân phẩm của một cảnh sát trẻ như Tiểu Khương, vấn đề là cho đến bây giờ thì những tin tức truyền đến từ thành phố Lâm Hồ luôn gây bất lợi cho Tiểu Khương. Lúc này báo chí đưa tin quá nhiều, căn bản bao phủ cả hệ thống công an trong tỉnh Nam Giang. Dù là đầu đường hay cuối phố thì dân chúng cũng đều mở miệng mắng bọn họ, hơn nữa lời mắng chửi là cực kỳ khó nghe. Còn đám phóng viên thì mỗi ngày đều chặn lấy văn phòng của đội cảnh sát hình sự, làm hại bọn họ mỗi ngày cần đi làm gì cũng phải ra từ cửa sau, thật sự là uất ức chết người. Sau vài ngày như vậy thì Niên Chí Tân thật sự muốn nhảy sổ ra chửi đám người khốn kiếp kia, các anh đừng lãng phí công sức trên người của công an, nếu có thời gian và có công phu thì nên đi làm những chuyện thực chất, không bằng hỗ trợ cục công an điều tra chân tướng sự việc, đây mới thật sự là trách nhiệm xã hội. Nếu như có thể vạch trần chân tướng sự việc, như vậy sự việc vốn nhức nhối này sẽ được quét sạch, hình tượng của công an lại tỏa sáng trong mắt nhân dân. Nhưng dù Niên Chí Tân có nén giận thế nào thì cũng không dám mở miệng mắng đám khốn kiếp kia, hắn căn bản ước gì có thể lý luận với bọn họ một phen, có thể nói rõ tất cả vấn đề. Hắn là lãnh đạo đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Đông Hồng, bây giờ hắn căn bản đã không ngồi yên được nữa. Hắn cố gắng ép mình tỉnh táo một chút, tuy trong lòng cực kỳ mắng nhiếc đám phóng viên không ra gì kia, thế nhưng vẫn có thể khống chế được tâm tình của mình. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là điều tra được chân tướng sự việc, thế nhưng đám thành viên tổ điều tra đi cùng Tiểu Khương đến thành phố Lâm Hồ lại căn bản không có căn cứ nào chính xác, không thể chứng minh sự trong sạch của Tiểu Khương. Dù đám người này cực kỳ cố gắng giải oan cho Tiểu Khương, thế nhưng pháp luật không căn cứ vào tình người, thứ cần thiết lúc này là chứng cứ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền vào trong, Niên Chí Tân sửa lại mái tóc và trang phục của mình, sau đó nói một câu mời vào. Đi vào là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, gương mặt tiều tụy làm cho nàng giống như mất đi vẻ tươi sáng của mình. Khi thấy cô gái này thì Niên Chí Tân tranh thủ thời gian đứng lên, tiểu mộ đấy à, mời ngồi. Chương 1343, 2, hình tượng công an. Cô gái kia cũng không ngồi xuống ghế salon theo lời mời của Niên Chí Tân, nàng dùng ánh mắt trần trờ nhìn Niên Chí Tân, sau đó nước mắt đã chảy tràn. Niên Chí Tân chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Hắn tranh thủ rót một ly trà rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái, sau đó cố gắng an ủi, tiểu mộ, em gái, em đừng có gấp, em hãy nghe anh nói, hôm qua anh vừa mới liên hệ với tổ chuyên gia trong bệnh viện, bọn họ nói tình hình của Tiểu Khương rất tốt, không bao lâu sau sẽ tỉnh lại. Lúc này chúng ta cũng không nên dọa chính mình, em hiểu không? Tiểu mộ ngẩng đầu lên thật mạnh, gương mặt buồn vui lẫn lộn. Niên Chí Tân cảm thấy rất khổ sở. Hôm qua hắn thật sự có liên hệ với tổ chuyên gia của bệnh viện, thế nhưng ý nghĩ của tổ chuyên gia chính là khả năng tỉnh lại của Tiểu Khương là rất thấp. Thấp, và thậm chí là không có, nhưng bây giờ Niên Chí Tân không dám nói ra kết quả tàn khốc này cho một người phụ nữ mới cưới như Tiểu Mộ. Hắn không đành lòng đâm một đao vào vết thương đang có sẵn trong lòng nàng. Đội trưởng Niên, bây giờ chúng ta biết phải làm sao? Cô gái khóc thút thít, sau đó giống như nói với Niên Chí Tân. Thế nhưng nửa câu sau lại không nói nên lời. Niên Chí Tân rót cho cô gái một ly nước, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói, tiểu mộ, em gái, em hãy nghe anh nói, mặc dù trước kia chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, nhưng Tiểu Khương là người cả ngày đi theo anh rất hiểu tính nết của cậu ấy. Anh chỉ mới biết hai em được 2 năm, nhưng các em đã quen nhau cả chục năm, anh mong em tin tưởng Tiểu Khương, vì cậu ấy căn bản không phải là người như vậy. Em biết rõ điều này. Nhưng bây giờ em phải làm sao? Tiểu mộ không chờ Niên Chí Tân nói xong, nước mắt đã rơi như mưa, mãi một lúc lâu sau mới ngừng khóc. Đúng lúc này có người đi vào trong phòng. Đội trưởng Niên, vừa rồi cục công an vừa gọi điện thoại đến,
nói là Chủ tịch Trần muốn đến kiểm tra công tác của Cục Công an thành phố, lát nữa sẽ đi đến chỗ chúng ta. Người đi vào chính là Phó chủ nhiệm văn phòng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng tên là Trần Thiếu Cương, hắn vừa thấy Niên Chí Tân thì vội vàng nói. Trong thành phố Đông Hồng chỉ có một vị Chủ tịch Trần, chính là Chủ tịch Trần Gia Hòa. Đông Hồng là thành phố cấp phó tỉnh, Trần Gia Hòa tuy không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cấp bậc cũng không thấp hơn Đậu Minh Đường, hơn nữa phương diện quyền lực lại rất mạnh. Mặc dù với thế cục bây giờ ở thành phố Đông Hồng thì Trần Gia Hòa căn bản là yếu hơn Đậu Minh Đường, thế nhưng Đậu Minh Đường lại lớn hơn Trần Gia Hòa chục tuổi, Trần Gia Hòa mới qua 40, căn bản là người trẻ trung khỏe mạnh, được xem trọng ở thành phố Đông Hồng. Nhiều người thầm liên hệ với hắn, có người trực tiếp nói hắn là người sẽ kế nhiệm Chủ tịch Trử Vận Phong. Những tin đồn thế này phần lớn là giả, thế nhưng có một điều có thể kết luận, chính là Chủ tịch Trần không phải một nhân vật dễ chọc vào. Niên Chí Tân công tác trong đội cảnh sát hình sự cả 20 năm, tất nhiên căn bản đã từng đón tiếp nhiều lãnh đạo thị ủy đến thăm, thế nhưng lúc này Chủ tịch Trần đến quá trùng hợp, căn bản không làm cho hắn sinh ra cảm giác không yên. Bây giờ cảnh sát hình sự và lãnh đạo thị ủy giống như những con nhím đối diện nhau, hai bên đều bất hòa, tránh được thì tránh, trốn được thì trốn. Có ai tình nguyện động vào một con nhím thế này? Nếu không cẩn thận thì sẽ bị nó đâm vào người. Cục Công an có yêu cầu gì không? Niên Chí Tân áp chế tâm tình bực bội, hắn cố gắng làm mình trở nên yên tĩnh một chút. Trần Thiếu Cương là người đi theo Niên Chí Tân khá lâu năm, hắn căn bản hiểu rõ phương thức làm việc của Niên Chí Tân. Thế là dùng giọng ngưng trọng nói, Cục Công an không có yêu cầu gì, chỉ nói chúng ta làm tốt công tác tiếp đãi là được. Niên Chí Tân khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Trần Thiếu Cương, lại chỉ vào Tiểu Mộ nói, cậu đưa Tiểu Mộ đi tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, xem Tiểu Mộ có chuyện gì cần xử lý không, đồng thời khi Tiểu Mộ đi về thì tìm xe trở về. Tiểu Mộ vốn đang có chuyện cần nói với Niên Chí Tân, lúc này thấy Niên Chí Tân có công tác tiếp đãi cần làm. Căn bản không thể quan tâm đến mình, thế nên có chút băn khoăn, không khỏi tranh thủ thời gian từ chối, đội trưởng Niên, anh cứ bận rộn đi, tôi tự mình đi là được. Tiểu Mộ, em nên điều chỉnh lại tâm tình của mình, việc công việc tư thì anh đều phải làm, em cứ yên tâm. Niên Chí Tân nói rồi khoát tay đi ra ngoài phòng làm việc. Hắn đi khá nhanh, thứ nhất là vì Trần Gia Hòa đến, hắn căn bả không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Thứ hai cũng vì hắn không biết phải đối diện với Tiểu Mộ như thế nào, hắn tràn đầy thương tiếc đối với nàng. Nếu như Tiểu Khương mãi mà không tỉnh lại, như vậy sẽ là một vận rủi lớn với Tiểu Mộ. Niên Chí Tân để cho nhân viên văn phòng thông báo cho lãnh đạo đội cảnh sát hình sự, sau đó hắn ngồi chờ trong phòng họp. Người đầu tiên đi vào chính là chính ủy Lý Cảnh Sáng của đội cảnh sát hình sự, là bạn già công tác cùng công tác khá lâu năm của Niên Chí Tân. Đội trưởng Niên, nếu không thì anh đi phá án đi. Đội số 3 có một vụ án liên quan đến tỉnh hàng xóm, không bằng anh ra mặt phối hợp một chút. Lý Cảnh Sáng ném cho Niên Chí Tân một điếu thuốc rồi trầm giọng đề nghị. Niên Chí Tân giữ im lặng, thế nhưng trái tim không khỏi dâng lên họng. Hắn biết rõ lúc này lòng mình có hơi hoảng loạn, thế nhưng vẫn dùng sức bấm ngón tay cho mình tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của Lý Cảnh Sáng, ánh mắt của đối phương có che giấu nụ cười. Lại có chút vui vẻ. Nhưng trường hợp này Niên Chí Tân căn bản không dám biểu hiện ra tình cảm riêng tư, hắn là một cán bộ lão thành của đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, hắn căn bản thầm hiểu câu nói của đối phương có nghĩa là gì. Lúc này Niên Chí Tân thật sự thấy cảm động, thật ra nhiều khi hắn và Lý Cảnh Sáng căn bản là hai dòng nước không chung một bầu. Hắn cảm thấy khó chịu vì mỗi lần phân tích vụ án nào đó thì Lý Cảnh Sáng thường dùng giọng thao thao bất tuyệt để nói về các đạo lý lớn. Nói từ chủ nghĩa duy vật đến phương pháp biện chứng. Hắn cảm thấy những thứ kia căn bản không liên quan gì đến phương diện phá án căn bản không cần nguyên tắc lý luận quá rõ ràng, chỉ cần kết hợp lý luận với thực tế mới căn bản làm được việc. Cũng vì nguyên nhân này mà Niên Chí Tân cảm thấy Lý Cảnh Sáng nói nhiều không hay, nhưng lúc này là thời điểm mấu chốt nhưng Lý Cảnh Sáng lại biết lấy đại cục làm trọng, căn bản tranh thủ cho vinh dự của đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng. Nói ra những câu như vậy là khó có được. Mục đích của Trần Gia Hòa đến đây lần này là gì thì không cần nói cũng hiểu rõ ràng. Ý nghĩ của Lý Cảnh Sáng chính là Niên Chí Tân ngồi đây chờ Trần Gia Hòa răn dậy thì không bằng trốn đi, không quan tâm và không gặp mặt thì sẽ không quá phiền não bực bội. Chương 1344, một tư tưởng lạc hậu,
làm việc chậm chạp. Đây là kế sách tốt nhất vào lúc này, thế nhưng Niên Chí Tân không đi, hắn đi thì yên tĩnh không ồn ào, thế nhưng Lý Cảnh Sáng lại là người thay thế. Niên Chí Tân trầm ngâm giây lát, hắn lắc đầu nói, anh Lý, sự việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chúng ta không chỉ cần vạch trần chân tướng, còn phải chiến đấu vì danh dự của Cục Công an thành phố. Lý Cảnh Sáng biết rõ tính nết của Niên Chí Tân, hắn thấy mình không khuyên được Niên Chí Tân thì thở dài một hơi nói, đội trưởng, anh vẫn là tính tình này, tôi đề tỉnh anh một câu, với tính tình như anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cũng không sợ, chỉ sợ nén giận trong lòng mà thôi. Niên Chí Tân vỗ bàn dùng giọng thịnh nộ nói, cũng không biết đám người thành phố Lâm Hồ có phải là ăn cứt mà sống hay cô nóc, chẳng lẽ bọn họ không biết sự việc này quá kỳ quặc. Còn muốn phô trương thật mạnh, giống như Tiểu Khương không chết thì bọn họ sẽ không yên. Lý Cảnh Sáng thở dài một hơi, dù hắn là trợ thủ của Niên Chí Tân, thế nhưng có một số việc hắn thấy rõ ràng hơn cả Niên Chí Tân. Hắn thấy đám người thành phố Lâm Hồ căn bản đều là cao thủ xử lý án, bọn họ sở dĩ nói rõ ràng như vậy là sau lưng có người điều động. Nhưng lúc này không tìm được tung tích của đối thủ, tuy Lý Cảnh Sáng thầm hiểu vấn đề nhưng căn bản không làm gì được. Công tác của chúng ta bên kia có tiến triển gì không? Lý Cảnh Sáng chần chờ giây lát rồi khẽ hỏi Niên Chí Tân. Niên Chí Tân nào không hiểu ý Lý Cảnh Sáng, hắn vỗ vỗ đầu rồi dùng giọng tức giận nói có thể có tiến triển gì được. Chuyện này chọc ra thì căn bản có chút vết bẩn dễ lau sạch, nào còn có chút dấu vết để lại. Hai người Niên Chí Tân và Lý Cảnh Sáng lại rơi vào trầm mặc, hai người đều là công tác ở đội cảnh sát hình sự lâu năm, căn bản đều hiểu rõ sự việc là thế nào. Biết rõ một khi bỏ lỡ thời cơ thì muốn tái hiện manh mối là khó thể được. Khi hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, các vị lãnh đạo khác của đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng cũng kéo đến. Niên Chí Tân dù có tâm tư mâu thuẫn với sự kiện Trần Gia Hòa đến kiểm tra chỉ đạo công tác của đội cảnh sát hình sự, thế nhưng quan lớn đè chết người, hơn nữa Trần Gia Hòa không phải chỉ lớn hơn hắn một bậc, thế cho nên chỉ có thể thành thật ngồi chờ đón lãnh đạo mà thôi. Sau khi hơn vài chục người hấp tấp làm ra chuẩn bị, thiếu chút nữa đã lật tung đội cảnh sát hình sự, căn bản là quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Khi bọn họ đang đổ mồ hôi ngồi nghỉ ngơi, một đoàn xe tiền hô hậu ủng chạy vào khu văn phòng cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng. Niên Chí Tân từng gặp mặt Trần Gia Hòa, chỉ là hai bên không có quan hệ gì. Hắn chỉ là một viên đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trên cơ bản khó thể nào kết nối quan hệ với một vị chủ tịch thành phố được. Cho dù chủ tịch có chuyện thì bình thường cũng chỉ mở miệng thông qua Đoạn Văn Đống, cũng không bao giờ mở miệng cho ra chỉ thị với một người như Niên Chí Tân. Trần Gia Hòa đeo một cặp kính gọng đen, áo sơ mi trắng, quần tây thẳng thớm, vừa đập vào mắt đã làm cho người ta cảm thấy hình tượng này hào hoa phong nhã như một giáo sư đại học. Nói về phương diện này thì Trần Gia Hòa thường nói là không nên xem nhẹ vẻ bề ngoài, nhưng nhiều người cảm thấy vẻ hào hoa phong nhã đó cũng không đúng. Vì Trần Gia Hòa căn bản là hạng người chưa từng nương tay với ai. Cùng đi với Trần Gia Hòa còn có một đám người của Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hồng, còn có Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng Đoạn Văn Đống. Tuy lúc này Đoạn Văn Đống đã là một trong những vị Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh, thế nhưng công tác chủ yếu của hắn vẫn là Cục Công an thành phố Đông Hồng. Khi bắt tay, Đoạn Văn Đống siết chặt tay Niên Chí Tân. Tuy không nói gì những hành vi đã căn bản biểu hiện ý nghĩ quá rõ ràng. Niên Chí Tân cảm nhận được lực lượng trên tay của Đoạn Văn Đống, thế nhưng lực lượng này làm hắn khó chịu, hắn biết rõ lãnh đạo của mình đang truyền đạt điều gì. Quả nhiên sau khi nghe những báo cáo đơn giản từ đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, Trần Gia Hòa nhanh chóng nói với Niên Chí Tân, đội trưởng Niên, gần đây đội cảnh sát hình sự thành phố chúng ta được chú ý rất lớn. Đáng lý ra lúc này câu trả lời thích hợp nhất của Niên Chí Tân là chúng tôi không làm tốt công tác của mình, đã để cho lãnh đạo phải lo lắng. Sau đó hắn lại biểu hiện quyết tâm, chắc chắn Trần Gia Hòa sẽ là người biết thời thế, căn bản sẽ bỏ qua vài điều không hay. Nhưng Niên Chí Tân những ngày qua vì chuyện của Tiểu Khương mà cảm thấy đầu óc nóng bừng bừng, căn bản cũng không tiếp nhận ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn nhìn gương mặt trầm trầm của Trần Gia Hòa. Sau đó dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói, Chủ tịch Trần, chúng tôi nghe những lời không hiểu chân tướng sự việc mà cảm thấy đầu óc cứ như muối kêu, thật sự rất khó chịu, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Niên Chí Tân nói có thể là lời cứng rắn, tuy hắn không điểm danh đám người nói như muỗi bay bên tai là ai,
thế nhưng căn bản lại có ý nghĩ bao bọc cả Trần Gia Hòa vào bên trong. Đoạn Văn Đống đang đứng bên cạnh Trần Gia Hòa, lúc này gương mặt hắn cũng khẽ biến đổi. Tuy Trần Gia Hòa có địa vị không bằng Đậu Minh Đường trong thành phố Đông Hồng, thế nhưng uy nghiêm của một người làm chủ tịch thành phố như Trần Gia Hòa không phải là thứ Niên Chí Tân có thể khiêu chiến. Chưa nói đến phương diện lần này Trần Gia Hòa đến đây để bới móc sự việc của đội cảnh sát hình sự. Niên Chính Tân, đây là thái độ của anh với sự giám sát của dư luận sao? Cái này chính là thái độ của Cục Công an các anh với dư luận sao? Anh có biết không, chính là vì thái độ này của các anh mà làm cho công tác của thành phố Đông Hồng gặp rất nhiều khó khăn, cũng chính vì thái độ này của các anh mà sinh ra biết bao nhiêu ảnh hưởng cho hình tượng của thành phố Đông Hồng. Gương mặt của Trần Gia Hòa càng thêm lạnh lùng, hắn nói với Đoạn Văn Đống, tôi thấy Cục Công an các anh nên thay đổi tư tưởng, vì chức năng công tác của các anh là phục vụ nhân dân, cũng không phải cho rằng mình là ông trời con thích làm gì thì làm, căn bản là tác phong quá lỗ mãng. Trần Gia Hòa nói rồi đi về phía xe của mình, đám người tùy tùng cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Đoạn Văn Đống vừa đi vừa nhìn Niên Chí Tân rồi nói, tính tình này của anh đến bao giờ mới sửa được đây? Niên Chí Tân cũng không dám tranh luận với Đoạn Văn Đống, hắn biết rõ cục trưởng Đoạn trừng mắt lên tiếng cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu không thì Đoạn Văn Đống cũng không cần nói ra những lời này, nhưng hắn nghĩ đến sự việc liên quan đến mình mà cảm thấy tâm tình cực kỳ áp chế. Tiểu Khương lúc này còn chưa biết sống chết thế nào, hơn nữa cái mũ không hay từ trên trời rơi xuống lại chụp lên đầu bọn họ, bây giờ Trần Gia Hòa mở miệng lại cho ra kết luận quá rõ ràng. Tuy Trần Gia Hòa không nói rõ, thế nhưng ý nghĩa lời nói là chụp mũ Tiểu Khương, do đó làm giảm danh dự của một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự như mình. Chương 1344-2, tư tưởng lạc hậu, làm việc chậm chạp. Niên Chí Tân là một cảnh sát vĩ đại của Cục Công an thành phố Đông Hồng, phương diện tự tin là thứ mà hắn không thể thiếu được, nhưng sự kiện này phát sinh mà hắn lại không thể cúi đầu. Dù mất đi chức vụ của mình thì hắn cũng không làm cho anh em của mình phải gánh vác một tội danh không minh bạch mà cả đời không thể gột rửa được. Đội trưởng Niên, tôi phải nói thế nào mới tốt với anh bây giờ? Lý Cảnh Sáng đi từ bên ngoài về, hắn vỗ vỗ vai Niên Chí Tân rồi nói. Niên Chí Tân nhìn Lý Cảnh Sáng, hắn cười cười nói, không biết nói gì thì không nên nói, hôm nay anh phải mời tôi uống rượu. Anh đúng là, không bao giờ chịu thiệt thòi, tôi cũng kỳ quái vì sao trước nay tôi luôn là người mời anh uống rượu, căn bản chưa từng thấy anh mời tôi bao giờ. Lý Cảnh Sáng nhìn gương mặt xuất hiện nụ cười của Niên Chí Tân, hắn không khỏi mở miệng trêu ghẹo. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười, tình nghĩa giữa đàn ông là như vậy. Căn bản không cần nói ra, mỗi câu nói mỗi động tác có thể làm cho đối phương hiểu và cảm nhận được. Tuy Niên Chí Tân nói lời chiếm tiện nghi thế nhưng sự kiện lúc này làm hắn phải trả giá lớn, tất cả đã biểu hiện ra bên ngoài. Ngày hôm sau hắn đi làm thì nhận được điện thoại của Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống tiến hành nói vài lời quan tâm đến Niên Chí Tân, sau đó trầm giọng sắp xếp, hôm nay thị ủy có hội nghị, anh đến tham gia. Tham gia hội nghị thị ủy. Niên Chí Tân cũng từng nhiều lần đến tham gia hội nghị thị ủy, thế nhưng hôm nay nghe Đoạn Văn Đống thông báo thì hắn thấy có chút bất ngờ. Dù sao thì hội nghị này cũng được mở ra sau ngày Trần Gia Hòa đến thị sát công tác của đội cảnh sát hình sự, hơn nữa là do Đoạn Văn Đống thông báo cho hắn. Cục trưởng Đoạn, chủ đề của hội nghị là gì? Niên Chí Tân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Tăng cường công tác, chỉnh đốn tác phong. Đoạn Văn Đống nói 8 chữ rồi trực tiếp cúp điện thoại. Chỉnh đốn tác phong công tác, thật sự là một hội nghị chuẩn bị cho mình. Sau khi nghe được những âm thanh tút tút trong điện thoại thì Niên Chí Tân cũng không quá quan tâm, dù sao hôm nay hắn cũng đã cho ra chuẩn bị sẵn, thứ gì đến cũng phải đến mà thôi. Khi Niên Chí Tân đi ra cửa thì Lý Cảnh Sáng đề xuất chạy xe đưa đi, nhưng Niên Chí Tân lại từ chối. Lần này hắn tự mình chạy xe đến phòng họp thị ủy, khi hắn đi vào thì bên trong có không ít người đang ngồi. Trưởng phòng Nhiếp, anh cũng đến tham gia hội nghị sao? Sau khi ngồi xuống một vị trí, Niên Chí Tân cười nói với vị trưởng phòng nông nghiệp ở bên cạnh. Trưởng phòng Nhiếp này trước kia từng có quan hệ với Niên Chí Tân, theo lời của Niên Chí Tân thì hai người có kết giao khá tốt, nhưng lúc này hắn mở miệng chào hỏi lại làm cho gương mặt đối phương biến đổi. Sau khi trưởng phòng Nhiếp cười ha hả vài câu với Niên Chí Tân, hắn cầm sổ của mình lên nói, ha ha, tôi còn có chút việc. Phải sang kia bàn luận với anh Lý một chút.
Khi trưởng phòng Nhiếp rời đi thì giống như một cái mở đầu, chỉ vài phút sau thì đám người vây quanh hắn căn bản bỏ chạy sạch sẽ. Tuy nhiên Chí Tân cảm thấy những người này không có giao tình gì với mình, thế nhưng điều này vẫn làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thì không ai muốn mình bị cô lập, nhưng bây giờ rõ ràng là Niên Chí Tân bị người ta cô lập. Tuy nhiều người cố gắng rời xa hắn, thế nhưng Niên Chí Tân thầm nói cho mình biết, bây giờ có nhiều người đang ở trong bóng tối nhìn mình, ánh mắt quan sát cũng có đủ loại. Thế nhưng khi mà hắn đưa mắt nhìn những kẻ đang chú ý mình, chủ nhân của những ánh mắt kia nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp. Con người đúng là, Niên Chí Tân cảm khái một tiếng, hắn nhìn về bốn phía, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình. Hắn nghĩ rằng dù thế nào cũng phải cố gắng vượt qua hội nghị lần này. Nhưng bầu không khí trong phòng rất khó chịu, trước kia hắn cảm thấy thời gian qua đi rất nhanh, thế nhưng bây giờ hắn lại thấy thời gian làm cho người ta khó chịu. Chỉ hơn 20 phút thế nhưng hắn lại sinh ra cảm giác còn khó chịu hơn ngồi vài giờ. Cũng may thời gian trôi qua thì hội nghị cũng dần được triển khai, đài chủ tịch trước đó trống rỗng nhưng bây giờ đã có nhiều người tiến lên chiếm vị trí. Niên Chí Tân nhìn thấy chủ tịch Trần, gương mặt của lãnh đạo cực kỳ nghiêm túc, đang ngồi ở chính giữa đài chủ tịch. Niên Chí Tân cảm thấy những lời phát biểu vào lúc này là cực kỳ nhạt nhẽo vô vị, căn bản không có thứ gì đọng lại trong lòng hắn. Hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hắn chủ yếu đối mặt với các phần tử tội phạm, công tác kinh tế không liên quan nhiều đến hắn. Khi Niên Chí Tân cảm thấy hội nghị đã được tổ chức đủ thời gian, chợt nghe thấy Phó Chủ tịch Ngô Lượng Dũng nói, lúc này mời Chủ tịch Trần phát biểu vài lời. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Niên Chí Tân đang trầm ngâm chợt bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đài Chủ tịch, thấy nhân viên công tác đang xem xét lại micro cho Chủ tịch Trần. Lúc này Chủ tịch Trần khẽ ho một tiếng, sau đó dùng giọng trầm thấp nói, các đồng chí, vừa rồi Chủ tịch Ngô đã nói về vài vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, tôi cũng không muốn nhiều lời về phương diện này. Anh Ngô là chuyên gia ở chiến trường kinh tế, mọi người cứ làm theo chỉ thị của anh ấy. Lúc này tôi muốn nhấn mạnh vài điểm, đặc biệt là phương diện hình tượng của thành phố Đông Hồng. Trần Gia Hòa nói đến đây thì dừng lại một chút. Nhưng Niên Chí Tân lại cảm thấy có vài ánh mắt nhìn về phía mình. Niên Chí Tân quá rõ những ánh mắt không đồng nhất nhìn về phía mình là có ý gì, thế là cảm thấy mình giống như con khỉ được nhốt trong chuồng ở vườn bách thú. Hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thế nhưng vẫn ngẩng đầu của mình lên cao. Ánh mắt Trần Gia Hòa giống như không chú ý đến một người bên dưới như Niên Chí Tân, hắn nâng ly lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói. Các đồng chí tham dự hội nghị đều là lãnh đạo đơn vị trong thành phố Đông Hồng, công tác của thành phố Đông Hồng có phát triển hay không là trọng trách trên vai mọi người. Lúc này tôi chỉ nói ba điểm, một là phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Khi làm việc thì đại đa số đồng chí làm tốt công tác này, thế nhưng cũng có vài đồng chí cá biệt, căn bản quá phóng túng. Tôi không nêu tên các đồng chí kia ra đây, thế nhưng tôi hy vọng sau này các đồng chí công tác thì nên xem đó là tấm gương. Cố gắng phấn chấn tinh thần, không cần phải. Trần Gia Hòa dù không nhắc đến người nào rõ ràng, thế nhưng ánh mắt lại biểu hiện rõ đang nói về Niên Chí Tân. Lúc này Niên Chí Tân rất muốn đứng lên lý luận với Trần Gia Hòa một phen, thế nhưng hắn đã có chút tỉnh táo, thế nên cố gắng áp chế cảm giác xúc động của mình. Xúc động không giải quyết được vấn đề, chỉ sợ làm cho vấn đề càng thêm rối mà thôi. Chương 1345, tôi là chính khách không mời mà đến. Gạch nối chấm chấm chấm. Thứ hai chính là các đồng chí có tư tưởng cá nhân quá nặng, chỉ lo lắng cho lợi ích của mình, không chú ý đến hình tượng của thành phố. Tôi căn bản cảm thấy rất đau lòng với những đồng chí không quan tâm đến đại cục, không để ý đến chỉnh thể như thế này. Bọn họ đều là cán bộ lão thành, năng lực công tác không tồi, vì thế tôi căn bản rất yêu quý những đồng chí thế này, nhưng cũng muốn cho bọn họ một lời cảnh tỉnh, đó là không chịu thay đổi tư duy ý nghĩ. Như vậy không có con đường thứ hai để đi. Trần Gia Hòa nói từng câu từng chữ như dao đâm về phía Niên Chí Tân. Mặc dù Trần Gia Hòa không điểm danh người nào, thế nhưng Niên Chí Tân biết rõ toàn bộ quan trường Đông Hồng sẽ coi hắn như một phần tử phản diện. Sự việc này diễn ra, căn bản không còn ai dám đứng bên cạnh hắn. Kẹt, cửa phòng bị đóng chặt được mở ra, có vài người đi vào trong. Hội nghị như thế này căn bản khá buồn tẻ. Nếu có người xuất hiện thì giống như gió lùa vào phòng trống, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc này cửa phòng họp được mở ra,
có người nghênh ngang đi vào, điều này căn bản là quá khác thường. Vô tình tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa. Bí thư Đậu sao lại đến đây? Trong mắt đám cán bộ thành phố Đông Hồng thì người xuất hiện đầu tiên là bí thư thị ủy Đậu Minh Đường. Lúc này bí thư Đậu Minh Đường đi đến phòng họp mà khối ủy ban nhân dân thành phố tự làm chủ, căn bản có chút khác thường, làm cho người ta liên tưởng đến nhiều vấn đề. Nhưng khi đám cán bộ thành phố Đông Hồng nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi bên cạnh Đậu Minh Đường thì gương mặt ai cũng cực kỳ ngưng trọng, đó là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân, sao cũng đi đến đây. Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường sóng vai nhau đi đến bên dưới đài chủ tịch, Trần Gia Hòa thấy Đậu Minh Đường và Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng dừng lời, cũng vội vàng đi xuống nghênh đón. Tuy vẻ mặt của hắn vừa rồi căn bản là rất trầm thấp, nhưng bây giờ vừa đi xuống thì đã tươi cười như hoa. Trưởng phòng Vương, bí thư Đậu, lời nói thân mật phát ra từ miệng Trần Gia Hòa căn bản làm cho người ta cảm thấy nhiệt tình như lửa. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trần Gia Hòa rồi cười cười nói, vừa rồi tôi nghe bí thư Đậu nói chủ tịch Trần mở hội nghị thị ủy về chỉnh đốn tác phong công tác, tôi muốn đến nghe một chút, chủ tịch Trần cũng không trách gì đấy chứ. Không trách được sao, Trần Gia Hòa thầm cảm thấy cực kỳ chán ghét với một vị khách không mời mà đến như Vương Tử Quân. Thế nhưng đối mặt với gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân thì hắn cũng chỉ cười theo nói, trưởng phòng Vương đến chỉ đạo công tác của thành phố Đông Hồng căn bản là vinh hạnh khó có được, mời ngài ngồi. Khi Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường đi đến thì nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị sẵn hai cái ghế. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đậu Minh Đường, sau đó không khách khí mà ngồi xuống một chiếc ghế. Dù không có sẵn chỗ ngồi, thế nhưng lúc này vị trí của Vương Tử Quân lại là dễ thấy nhất. Vì hắn ngồi giữa Đậu Minh Đường và Trần Gia Hòa, căn bản là vị trí khá bắt mắt. Trần Gia Hòa lại tiếp tục lên tiếng, lời nói thay đổi, cũng không phải là phê bình, chỉ nói vài lời chú trọng triển khai mở rộng công tác trong thành phố. Những lời này căn bản khá rõ ràng, cũng không có chút yếu kém gì. Niên Chí Tân nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra vài phần cảm kích. Hắn biết rõ lần này Vương Tử Quân hầu như là đến nghe giảng với phong thái bá đạo chỉ là hộ giá cho mình. Trần Gia Hòa cũng là người thức thời, khi thấy Vương Tử Quân đến thì căn bản trở nên thành thật, không dám phê bình mình. Lúc này những người vốn tránh xa lại nhìn về phía Niên Chí Tân với ánh mắt rất hòa ái. Tuy bọn họ không quay về chỗ cũ, thế nhưng rõ ràng cảm giác cô lập của Niên Chí Tân vừa rồi đã không còn. Hy vọng các đồng chí không ngừng cố gắng, tích cực cống hiến vì sự phát triển của thành phố Đông Hồng. Trần Gia Hòa nói thêm 20 phút rồi mới xem như kết thúc lời phát biểu của mình. Tuy hắn chỉ nói đến phương diện đẩy mạnh công tác, thế nhưng lời nói đâu vào đấy, biểu hiện bản lĩnh rõ ràng. Lúc này mời trưởng phòng Vương và bí thư Đậu cho ra những lời chỉ thị với cán bộ thành phố Đông Hồng. Người chủ trì hội nghị chính là Phó Chủ tịch Ngô, hắn là người có ánh mắt tinh anh, tuy đã không còn chương trình nội dung hội nghị, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng lưu loát nói. Đậu Minh Đường nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó chuẩn bị lên tiếng. Nhưng Vương Tử Quân nãy giờ luôn nở nụ cười đã khẽ đập vào micro rồi nói, tôi đến cũng không có chỉ thị gì trọng yếu, cũng chỉ là muốn trao đổi với mọi người về vài phương diện công tác. Chúng ta làm công tác phải nghiêm, đặc biệt có một vài sự kiện liên quan đến ích lợi của quần chúng ta cần phải xử lý thận trọng. Tuy Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại có một cảm giác cực kỳ uy nghiêm. Trần Gia Hòa ngồi bên phải Vương Tử Quân, tuy hắn chủ yếu nhìn xuống bên dưới, thế nhưng thi thoảng cũng nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này đến quá đột nhiên làm cho Trần Gia Hòa sinh ra cảm giác không kịp trở tay, hắn vừa cảm thấy khó thể chống đỡ vừa sinh ra cảm giác phẫn nộ với Vương Tử Quân. Hắn biết rõ mục đích của Vương Tử Quân là gì, rõ ràng làm chỗ dựa cho Niên Chí Tân. Tuy hắn không có thù hận với Niên Chí Tân, thế nhưng lúc này hắn tuyệt đối không thể cho Niên Chí Tân tùy ý nhảy nhót trước mặt mình. Vương Tử Quân là người Trần Gia Hòa không thể trêu vào, nhưng Niên Chí Tân cũng đừng nên trêu vào hắn. Khi hắn đang nghĩ phải làm sao để điều chỉnh Niên Chí Tân, chợt nghe Vương Tử Quân thay đổi chủ đề, tác phong nghiêm túc không phải chỉ là biểu hiện khi công tác, còn ở trên phương diện xử lý vấn đề. Mọi người cũng đã thấy quá rõ ràng. Lúc này báo chí đưa tin căn bản là rất dối, thứ gì cũng có, nhưng sự thật thì Cục Công an thành phố Lâm Hồ còn chưa cho ra kết luận gì cả. Bây giờ căn bản chỉ là những tin đồn của bên ngoài, tôi cho rằng Cục Công an thành phố Đông Hồng đã làm rất tốt công tác của mình. Vương Tử Quân nói giống như chỉ là vài lời sơ lược, thế
thế nhưng lại có chen vào một sự kiện đang diễn ra, lời này vừa dứt đã làm cho Trần Gia Hòa cảm thấy mặt mũi mình nóng bỏng. Đó cũng không phải là một lời dùng cây kim so với sợi dâu, là một tát lên mặt hắn. Trần Gia Hòa không ngờ Vương Tử Quân đến tham dự hội nghị này và căn bản không nể mặt mình. Hắn vốn cho rằng Vương Tử Quân vội vàng chạy đến là làm chỗ dựa cho Niên Chí Tân, cũng không ngờ đối phương vừa lên tiếng đã đánh lên mặt mình. Tuy cấp bậc của hắn tương đồng với Vương Tử Quân, thế nhưng lực ảnh hưởng thì kém quá xa. Hắn dù là chủ tịch thành phố Đông Hồng, thế nhưng Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, có đủ khí thế để ép chết hắn. Vừa rồi Trần Gia Hòa mở miệng phê bình mà không sợ Niên Chí Tân nhảy dựng lên chính là vì mình đứng ở độ cao chính trị vượt bậc, mặt lớn miệng rộng hơn Niên Chí Tân. Lúc này Vương Tử Quân lại dùng chính phương thức của hắn, trực tiếp đánh trả lại hắn. Tuy hắn cực kỳ không phục nhưng Vương Tử Quân là người cường thế, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Tôi cảm thấy Cục Công an thành phố Đông Hồng làm rất tốt ở phương diện này, nó có liên quan đến những lời nói chú trọng tác phong công tác của Chủ tịch Trần. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Gia Hòa, sau đó tiếp tục diễn giải. Chương 1346, một nói người ta nghe thì dễ, nói người ta phục thì rất khó. Đậu Minh Đường vừa rồi có chút hối hận, thế nhưng lúc này tất cả cảm giác đã không còn. Hắn vốn cảm thấy Vương Tử Quân đến quá phù hợp, nhưng bây giờ nghe những lời Vương Tử Quân gõ lên đầu Trần Gia Hòa, hắn cảm thấy điều này là cần thiết. Tuy hắn là người đứng đầu thành phố Đông Hồng thế nhưng Trần Gia Hòa lại là người quật khởi cường thế, có vài thứ khó tránh khỏi ma sát mạnh mẽ. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng gõ lên tư thái bệ vệ của Trần Gia Hòa, căn bản là thứ mà hắn cảm thấy rất hay. Trần Gia Hòa sở dĩ có thể làm cho nhiều người đi theo, căn bản là vì còn quá trẻ. Bây giờ một vị lãnh đạo tỉnh ủy còn trẻ hơn cả Trần Gia Hòa là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đi đến. Điều này làm cho đám người dựa vào Trần Gia Hòa sinh ra vài phần do dự. Nếu so về vị trí, về độ tuổi thì Vương Tử Quân căn bản có ưu thế mạnh hơn Trần Gia Hòa, làm cho người ta dựa vào cảm thấy yên tâm hơn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đám cán bộ bên dưới, vẻ mặt hắn khá lạnh nhạt. Hắn căn bản không quan tâm đến gương mặt của Trần Gia Hòa, cũng không cần biết bộ dạng của đối phương lúc này là gì. Khi hắn quyết định đến tham gia hội nghị này, hắn đã nghĩ kỹ càng tất cả những gì sẽ diễn ra. Cùng lắm thì Vương Tử Quân khuấy đục dòng nước, vì với vị trí hiện tại của hắn, Trần Gia Hòa không làm gì được hắn cả. Bảo trì tác phong công tác nghiêm túc và chăm chú chính là đảm bảo cho thành tích của chúng ta, tôi hy vọng. Vương Tử Quân nói 6 phút, sau đó cười nói, bây giờ mời Bí Thư Đậu phát biểu vài lời. Đậu Minh Đường vốn không muốn lên tiếng, thế nhưng Vương Tử Quân đã đưa micro vào tay mình. Hắn không thể không nói. Lúc này người bên dưới đều là lính của hắn, nếu như hắn không dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ cực kỳ mất danh tiếng và cả thể diện. Đám người bên dưới có chút lo lắng bất an, thầm nghĩ khó trách người ta nói quan trường hung hiểm khó lường, nguyên nhân của nó chính là từng người trong quan trường đều có ý nghĩ muốn tiến lên, tất cả mọi người đều phải nhìn vào tâm tình của lãnh đạo, sau đó phỏng đoán ý nghĩ của lãnh đạo. Nếu bọn họ phỏng đoán đúng thì sẽ làm cho lãnh đạo vui vẻ, nếu như không, sau này nhất định sẽ bị ép vào thế khó. Điều này giống như đi đánh bạc, nếu anh đặt sai thì căn bản là mất sạch, có liên quan đến nhân tố vận may. Đậu Minh Đường khẽ ho một tiếng, sau đó cho ra quyết định. Mặc dù hắn không muốn vạch mặt với Trần Gia Hòa, thế nhưng lúc này hắn căn bản không muốn bỏ qua cơ hội cho Trần Gia Hòa một bài học. Hắn chèn ép uy tín của Trần Gia Hòa ở thành phố Đông Hồng, như vậy sẽ có lợi cho phương diện khống chế thế cục trong tay mình. Đậu Minh Đường là người làm quan nhiều năm, đã tham gia biết bao hội nghị, mặc dù không có người chuẩn bị bản thảo thì hắn vẫn nói rất rõ ràng mạch lạc. Thưa các đồng chí, chúng ta hội họp làm gì? Tất nhiên phải có mục đích rõ ràng, tôi cảm thấy chúng ta nên thông qua hội nghị hôm nay để chứng thực tinh thần chỉ thị của trưởng phòng Vương. Tôi hy vọng các đồng chí Cục Công an thành phố Đông Hồng không nên kiêu ngạo, nên bám lấy cơ sở, cắn chặt môi dùng lực lớn để vươn tới mục tiêu cao xa hơn của mình. Đậu Minh Đường nói, lời nói lọt vào tai đám người tham gia hội nghị, tất nhiên là có một ý nghĩ khác biệt. Nếu như lời nói của Vương Tử Quân là một tát vào mặt Trần Gia Hòa, như vậy bây giờ Đậu Minh Đường lên tiếng không khác gì tiếp tục cho một tát lên vị trí vừa bị đòn vừa rồi của Trần Gia Hòa. Hơn nữa đòn đánh này của Đậu Minh Đường rất vang dội.
Vương Tử Quân là người quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp của đám cán bộ bên dưới, nhưng Đậu Minh Đường thì lại khác. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, là lãnh đạo đứng đầu Đông Hồng một cách danh chính ngôn thuận, thế nhưng lại là một vị thường ủy tỉnh ủy, thế nên đủ để làm cho đa số người trong phòng họp phải kính sợ. Lúc này Đậu Minh Đường dùng giọng điệu không chút che giấu để khen ngợi Cục Công an thành phố Đông Hồng, điều này làm cho trái tim nhiều người đập loạn lên, thậm chí có người thầm nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào mới chính là thức thời làm Trang Tuấn Kiệt. Mình có nên kéo khoảng cách với Trần Gia Hòa ra một chút không? Dù sao thì bây giờ Đậu Minh Đường cũng là lãnh đạo đứng đầu Đông Hồng, phần lớn quan viên đều nằm trong tay người này. Đậu Minh Đường nói xong thì hội nghị kết thúc. Niên Chí Tân ngồi dưới đài nghe lời nói của Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường, chỉ cảm thấy toàn thân rất sảng khoái. Lúc này hắn rất muốn tiến lên nói với trưởng phòng Vương vài câu, vì hắn cảm thấy lời nói của lãnh đạo thật sự đi vào lòng mình. Anh Niên, hai ngày nay sao không gặp anh? Có phải anh sợ chúng tôi ép anh mời khách nên tránh né không? Khi Niên Chí Tân cúi đầu đi ra khỏi phòng họp thì Trán án Lưu của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hồng tươi cười tiến lên chào đón. Vừa rồi Chánh án Lưu căn bản có thái độ cực kỳ hờ hững với Niên Chí Tân, thế nhưng bây giờ mây gió thay đổi, căn bản cực kỳ khách sáo. Nhưng năm tháng đã gọt rũa tất cả góc cạnh của Niên Chí Tân, mặc dù hắn không muốn liên hệ với loại người như Phó Chánh án Lưu, thế nhưng hắn vẫn không vạch mặt đối phương. Chánh án Lưu, ngài là người cả ngày bận rộn, khi nào mong ngài cho tôi cơ hội để mời lãnh đạo vài ly. Khi thấy Niên Chí Tân tỏ ra nhiệt tình thì Chánh án Lưu sảng khoái nói, ôi! Anh Niên, ngài cũng đừng nói như vậy, căn bản là ép chết tôi. Hôm nay vài người bạn của tôi tụ họp, đã sắp xếp sẵn hết cả rồi. Khi Phó Chánh án Lưu thân mật chào hỏi Niên Chí Tân, có vài người khác đi đến, những người này phần lớn là nhân vật có thực quyền trong thành phố Đông Hồng, bọn họ căn bản là vây quanh người Niên Chí Tân. Trần Gia Hòa cũng không chú ý đến tình huống Niên Chí Tân được người ta hoan nghênh, lúc này hắn đang cùng Đậu Minh Đường đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Căn bản là mỉm cười trò chuyện với Vương Tử Quân. Mặc dù Trần Gia Hòa cực kỳ căm hận Vương Tử Quân, thế nhưng công tác biểu hiện ra ngoài mặt thì căn bản cực kỳ đúng chỗ, cười nói tự nhiên, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn, hắn trao đổi vài ý kiến với Đậu Minh Đường, còn vô tình nói vài câu với Trần Gia Hòa, giống như cực kỳ giúp đỡ công tác của Trần Gia Hòa. Chủ tịch Gia Hòa, hai người chúng ta tuy đều ở thành phố Đông Hồng thế nhưng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Vừa rồi tôi đã hỏi bí thư Minh Đường, biết rõ sáng hôm nay anh không có nhiệm vụ tiếp đãi gì, nếu không thì chúng ta cùng đi ăn cá nhé. Vừa ăn vừa trò chuyện một chút. Dùng cơm với Vương Tử Quân căn bản là đãi ngộ đỏ mắt đối với nhiều người trong tỉnh Nam Giang. Nếu là trước kia thì Trần Gia Hòa căn bản sẽ cực kỳ kích động, nhưng hôm nay hắn nhận được ân sủng của Vương Tử Quân mà cảm thấy rất ngột ngạt. Hội nghị buổi sáng vừa bị Vương Tử Quân cho một tát vào mặt, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đau, bây giờ đối phương lại mỉm cười mời cơm, căn bản là ức hiếp quá đáng. Chương 1346-2, nói người ta nghe thì dễ, nói người ta phục thì rất khó. Tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng Trần Gia Hòa vẫn gật đầu nói, trưởng phòng Vương, cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay xem như tôi liều mình cùng quân tử. Trưởng phòng Vương, tôi không ngờ ngài vừa xuất hiện thì căn bản làm tôi chút hết tức giận trong lòng, nhưng ngài cũng đã triệt để đắc tội với Trần Gia Hòa. Đoạn Văn Đống ngồi vào trong xe của Vương Tử Quân rồi cười nói. Vương Tử Quân có thể kịp thời đến tham gia hội nghị cũng là vì nhờ vào báo cáo của Đoạn Văn Đống. Sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ của Đoạn Văn Đống, Vương Tử Quân không cần nghĩ nhiều mà chạy đến giải quyết ngay vấn đề. Đoạn Văn Đống lúc này mới thả lỏng một chút. Hắn cho rằng Vương Tử Quân sẽ liên hệ với Trần Gia Hòa, để Trần Gia Hòa không làm khó Niên Chí Tân. Hắn không ngờ một người hòa nhã dễ gần như trưởng phòng Vương lại trực tiếp dùng phương pháp bạo lực để giải quyết gọn gàng vấn đề của Niên Chí Tân. Nói ra thì phương pháp của Vương Tử Quân có vài phần dùng thế ép người, căn bản là không có kỹ xảo, không có sách lược gì hay, chỉ dùng lực của mình để ép người, hơn nữa phương pháp này căn bản làm cho đối thủ không có dư âm hoàn thủ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút lo lắng của Đoạn Văn Đống, hắn cười cười nói, chuyện này anh không cần quan tâm, Trần Gia Hòa dám đứng ra thì cũng xem như biểu hiện lập trường của mình. Hơn nữa anh ta quyết định lấy Niên Chí Tân làm điểm đột phá, như vậy phải tiếp nhận trừng phạt.
Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy rùng mình. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ, đó là bây giờ xuất hiện trước mặt hắn không phải là một Vương Tử Quân luôn mỉm cười hòa ái, rõ ràng là một vị lãnh đạo cực kỳ có thủ đoạn, có thể dậm chân một cái chấn động Nam Giang. Vương Tử Quân thông qua một loạt hành động mạnh mẽ mà xác lập nên vị trí của mình ở Nam Giang, có đầy đủ quyền lợi của một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Lúc này không phải là thời điểm hắn lo lắng đắc tội với ai, mà người ta đắc tội với hắn sẽ có hậu quả gì. Vương Tử Quân móc thuốc ra ném cho Đoạn Văn Đống một điếu, sau đó đặt điếu thuốc lên mũi khẽ ngửi một hơi, có phải đã có thêm vài manh mối mới về sự kiện của Khương Tồn Minh hay không? Còn chưa có gì, trưởng phòng Vương, tôi cũng liên hệ với đồng chí Tiểu Khương nhiều năm, những người đi theo nói khi đó cậu ấy đi ra ngoài một mình. Hành vi của Tiểu Khương ở trong khách sạn chủ yếu là lời khai từ phía bên kia, nhưng hai chiếc camera trong khách sạn căn bản lại hư vào đúng ngày này. Mau điều tra chân tướng sự việc rõ ràng, nếu không cũng không đơn giản cho ra kết luận. Trưởng phòng Vương, điều này tôi hiểu rõ, tôi tuy cũng ít tiếp xúc với Tiểu Khương, thế nhưng tôi tin tưởng cậu ấy không phải là người không phân biệt rõ nặng nhẹ. Đoạn Văn Đống dùng ngôn từ chuẩn xác nói. Sau khi rời khỏi quán canh cá nổi tiếng của thành phố Đông Hồng thì gương mặt Trần Gia Hòa vẫn cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại bừng lên ngọn lửa vô danh. Đã bao năm rồi hắn quên mất tư vị ngột ngạt mà người ta mang lại cho mình, kinh nghiệm hôm nay làm cho hắn xấu hổ và cực kỳ giận dữ, hắn không chịu nổi, căn bản khó thể kiềm chế được. Vương Tử Quân cố ý ép mình đến dùng cơm, Đậu Minh Đường lại cố ý đón lời của Vương Tử Quân, hắn là một vị chủ tịch thành phố sao có thể chối được. Hắn cần phải biểu hiện đúng tư thái của một thủ hạ chân chính. Trong lúc dùng cơm vì muốn làm sinh động bầu không khí mà hắn thậm chí còn phải tiếp lời thư ký trưởng văn phòng thị ủy để nói hai câu chuyện cười. Chủ tịch, chúng ta về nhà sao? Lái xe khẽ mở miệng xin chỉ thị. Trần Gia Hòa đang rất tức tối, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên lái xe, khi chuẩn bị phát tiết cơn giận của mình thì hắn chợt nghĩ đến hai từ ẩn nhẫn. Hai từ này giống như một vòng kim cô siết chặt lòng hắn, thế nên hắn suy nghĩ giây lát rồi dùng giọng bình tĩnh nói, đi đến hội sở Tây Viên. Lái xe cũng không quay đầu, hắn thông qua kính chiếu hậu để nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Chủ tịch Trần. Hắn là lái xe cho Trần Gia Hòa, nhiều tin tức không rời khỏi lỗ tai của hắn, hắn biết rõ hôm nay Chủ tịch Trần bị người ta áp chế, căn bản không chút thoải mái. Lúc này hắn thấy Chủ tịch Trần có thể bình tâm tĩnh khí thì không khỏi thở dài một hơi. Hắn là lái xe cho lãnh đạo, hắn thật sự cảm thấy công tác của mình là không dễ dàng chút nào. Ngoài việc làm tốt công tác của một tài xế, hắn còn phải xử lý tốt các quan hệ với lãnh đạo. Hắn cho rằng mình nên có tư tưởng tiếp thu thật tốt ý đồ của lãnh đạo, nếu như không đoán được tâm tình của lãnh đạo, anh không có ánh mắt tinh anh, như vậy chỉ có thể rơi xuống vực, sao được lãnh đạo sử dụng. Trước khi nhận chức thì tên lái xe từng nghe qua một câu chuyện cười của một người đồng sự. Đó là người này hỏi một vị lãnh đạo đang say rằng bây giờ đi đâu, lãnh đạo dùng giọng u mê nói ra hai chữ Ma Đô. Lái xe tuy cảm thấy quá không đáng tin, thế nhưng hắn cũng không dám làm nghịch lại ý chỉ của lãnh đạo, hắn đành phải chạy xe cả đêm đến Ma Đô, kết quả là sáng hôm sau lãnh đạo dùng giọng căm tức nói hai câu, quay về. Vì thế mà tên lái xe căn bản luôn lưu tâm đến phản ứng của Trần Gia Hòa, chưa từng mở miệng nói gì khi lãnh đạo mất vui. Sau khi xe dừng lại vững vàng ở hội sở Tây Viên, Trần Gia Hòa khoát tay với thư ký và lái xe của mình, hắn đi một mình vào bên trong hội sở. Nhân viên phục vụ thấy Trần Gia Hòa đi đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Trần Gia Hòa nhìn qua hai cô nhân viên phục vụ xinh đẹp, hắn khẽ nói, giám đốc Chử có trong này không? Nhân viên phục vụ biết rõ thân phận của Trần Gia Hòa, nàng tỏ ra cực kỳ cung kính, Chủ tịch Trần, giám đốc Chử vừa mới đến, bây giờ đang rèn luyện sức khỏe ở phòng 318. Hội sở Tây Viên không phải chỉ là một địa phương uống rượu giải trí, còn là một khu phức hợp dành cho người có tiền. Chỗ này không những có đầy đủ dụng cụ rèn luyện sức khỏe, còn có cả huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả thang máy cũng được thiết kế đặc thù, bên trong có đủ phòng VIP, căn bản không thiếu thứ gì. Nữ nhân viên phục vụ là người quen thuộc với Trần Gia Hòa, khi thấy Trần Gia Hòa đến một mình thì chủ động đưa hắn lên phòng 318. Khi Trần Gia Hòa đẩy cửa vào phòng thì Chử Ngôn Huy đang luyện tập thể hình dưới sự chỉ đạo của một cô gái có thân hình cực kỳ lý tưởng.
khi thấy Trần Gia Hòa đi đến thì Trử Ngôn Huy phất tay với huấn luyện viên của mình, cũng dừng động tác của mình lại. Anh Gia Hòa, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tuy chỗ này thu phí hơi cao nhưng lại rất đáng giá. Anh xem tôi này, không phải rất bay bổng sao? Trử Ngôn Huy tiếp nhận khăn mặt của huấn luyện viên, hắn vừa lau mặt vừa chào hỏi Trần Gia Hòa. Trần Gia Hòa có quan hệ với Trử Ngôn Huy cũng liên quan đến sự kiện hơn 10 năm trước. Nếu như nói trắng ra thì số người trong thành phố Đông Hồng gọi Trần Gia Hòa bằng anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng trong đó nhất định có Trử Ngôn Huy. Chương 1347, 1, vào nghịch cảnh càng phải nhẫn, làm việc lớn càng phải nhịn. Trử Ngôn Huy có quan hệ không tầm thường với Trần Gia Hòa, hai người trước kia coi như đồng bọn giúp đỡ lẫn nhau. Căn cứ vào quan hệ này mà mối liên kết giữa hai người càng thêm khăng khít. Trử Ngôn Huy nhìn vào vẻ mặt Trần Gia Hòa mà cảm thấy có chút ảm đạm. Trước kia Trần Gia Hòa có thể là một cán bộ siêu quần xuất chúng trong quan trường Nam Giang, căn bản là một chủ tịch thành phố được coi trọng. Nhưng khi Vương Tử Quân đến thì một vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi có tương lai nhất tỉnh Nam Giang lại biến thành một ngôi sao phụ trợ cho vẻ đẹp ánh trăng của Vương Tử Quân. Trước kia Trần Gia Hòa không có xung đột lợi ích gì với Vương Tử Quân, vì vậy Trần Gia Hòa dù có ghen ghét nhưng cũng chỉ giấu trong lòng. Hôm nay hắn bị Vương Tử Quân cường thế ép cho không thở nổi, thế nên hắn sinh ra cảm giác rất khó chịu. Trử Ngôn Huy mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước khoáng không rõ nhãn hiệu, đưa một chai cho Trần Gia Hòa, nhưng hắn uống được một ngụm thì nói, chuyện này anh nên phản ánh với ông cụ nhà tôi, tuy ông nhà tôi không thể vì chuyện này mà phê bình Vương Tử Quân, thế nhưng cũng sẽ cho anh một câu trả lời không sai. À, tôi cũng chuẩn bị nói chuyện phản ánh với Chủ tịch Trử về vấn đề này. Trần Gia Hòa khẽ mở nắp chai nước uống một ngụm, sau đó hắn đặt chai nước sang bên cạnh rồi nói, nhưng Vương Tử Quân vung tay làm loạn, lúc này cục công an thành phố ở bên kia. Trử Ngôn Huy khoát tay áo giống như cố ý ngăn cản Trần Gia Hòa nói ra, không có gì, sau này còn nhiều cơ hội, có lẽ sau chuyện này thì những người kia sẽ sống yên ổn hơn một chút. Trần Gia Hòa khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục nói về đề tài này, sau đó hắn nhấc điện thoại gọi cho Xà Tiểu Cường. Khi chuẩn bị nói ra ý nghĩ báo cáo công tác với Chủ tịch Trử, đột nhiên Xà Tiểu Cường mời hắn nửa giờ sau đến phòng làm việc của Trử Vận Phong. Ông cụ nhà tôi rất coi trọng đến phương diện phát triển kinh tế Nam Giang, dù có nhân tố gì không hài hòa cũng sẽ ra mặt cho Ủy ban Nhân dân, sẽ loại bỏ tất cả chướng ngại vì sự an cư lạc nghiệp của nhân dân. Khi Trần Gia Hòa đi ra khỏi cửa thì Trử Ngôn Huy khẽ nói. Trần Gia Hòa khẽ gật đầu, hắn căn bản biết rõ Trử Vận Phong coi trọng cái gì. Trử Ngôn Huy căn bản là biết rõ hơn, nhưng với tính cách của Trử Ngôn Huy thì căn bản chưa từng nói nhiều. Bây giờ dặn dò một câu như vậy cũng không phải vì Trử Ngôn Huy thay đổi tính cách, mà căn bản là coi trọng sự kiện này. Trử Ngôn Huy coi trọng thì sao mình không coi trọng? Tuy Trần Gia Hòa là chủ tịch thành phố Đông Hồng, nhiều phương diện coi như yếu hơn Đậu Minh Đường, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, chính mình có gì mà không thành thạo. Nhưng sau khi gặp mặt người này, hắn cảm thấy mình thật sự sinh ra cảm giác bó chân bó tay. Nếu như muốn kéo lại thể diện của mình, vãn hồi mặt mũi, như vậy cũng chỉ có thể nhờ Chủ tịch Trử mở miệng mà thôi. Chỉ có Chủ tịch Trử mới có thể giúp được mình, nhưng lúc này Chủ tịch Trử có thể giúp đỡ mình không? Trần Gia Hòa đi đến bên ngoài phòng làm việc của Trử Vận Phong, hắn thấy Xà Tiểu Cường. Gần đây hắn rất xem trọng Xà Tiểu Cường, vì người này chính là một khâu quan trọng đối với bất kỳ người nào muốn tiếp cận Trử Vận Phong. Tiểu Cường, chúng ta không phải là người ngoài, cậu cũng đừng khách khí với tôi như vậy. Trần Gia Hòa ngăn cản Xà Tiểu Cường rót nước rồi dùng giọng thân mật nói, hai ngày trước tôi có trao đổi chút ý kiến với trưởng phòng Trung Thiên. Khi đó trưởng phòng Trung Thiên nói rằng sẽ cố gắng bồi dưỡng cán bộ trẻ, còn nói rằng Tiểu Phong công tác rất tốt, là một mầm mống tốt. Tiểu Phong trong miệng Trần Gia Hòa chính là em trai Xà Tiểu Phong của Xà Tiểu Cường. Xà Tiểu Cường cũng không vì Trần Gia Hòa cản trở mà dừng động tác của mình, hắn căn bản là nhanh chóng rót trà cho Trần Gia Hòa. Sau đó cười nói, Chủ tịch Trần, ngài quan tâm thế nào thì Tiểu Phong đã nói rõ ràng với tôi, nếu không có sự quan tâm của ngài, chỉ sợ em trai tôi cả đời chỉ có thể dạy trong trường mà thôi. Ha ha ha, cậu quá khách khí rồi, tôi và cậu nào cần phải khách khí nhiều như vậy. Hơn nữa anh em là anh em, tôi căn bản cảm thấy nói cảm ơn với anh em là quá khách khí. Trần Gia Hòa ngồi xuống đối diện với Xà Tiểu Cường, sau đó nhìn qua Xà Tiểu Cường.
lại dùng giọng cảm khái nói, cậu bây giờ đã qua 35 rồi phải không? Vừa mới qua sinh nhật 35, Xà Tiểu Cường ngồi xuống đối diện với Trần Gia Hòa rồi khẽ nói. 35 tuổi chính là độ tuổi sáng tạo sự nghiệp, cậu đã ở bên cạnh chủ tịch Chử nhiều năm, bây giờ nên là lúc làm ra sự nghiệp cho mình rồi. Trần Gia Hòa nói đến đây thì sờ mặt nói, lúc này thành phố Đông Hồng chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới, nếu không thì cậu có thể đến giúp đỡ tôi quản lý phát triển khu kinh tế này. Khu kinh tế mới của thành phố Đông Hồng, Xà Tiểu Cường nghĩ đến nó mà không khỏi cảm thấy hít thở dồn dập. Hắn là thư ký cho chủ tịch Trử Vận Phong, hắn biết rõ vị trí của khu kinh tế mới đối với tỉnh Nam Giang là thế nào. Nếu được người là người đứng đầu khu kinh tế mới, như vậy hắn sẽ nhanh chóng tiến lên vị trí giám đốc sở, cũng xem như dễ dàng làm ra thành tích. Dù sao thì khu kinh tế mới này cũng tập trung phần lớn tư chất tư nguyên của tỉnh Nam Giang, dù hắn không muốn làm ra thành tích cũng là rất khó khăn. Chủ tịch Trần, tôi học được nhiều thứ từ người ngài, tôi cảm thấy xuống tuyến dưới rèn luyện cũng là một hành vi nếm trải, căn bản sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm tốt. Xà Tiểu Cường dù nói lưu lại một đường cho mình, thế nhưng ý nghĩ đã quá rõ ràng rồi. Trần Gia Hòa cười ha hả hai tiếng rồi nói, đại trưởng phu cần phải sáng tạo sự nghiệp, việc này căn bản là khó tránh được. Cửa phòng làm việc của Trử Vận Phong chợt vang lên, Xà Tiểu Cường đang nói lời thân cận với Trần Gia Hòa, hắn vội vàng đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Trử. 2 phút sau hắn đi ra nói, Chủ tịch Trần, Chủ tịch Trử mời ngài vào. Khi Trần Gia Hòa đứng lên thì Xà Tiểu Cường khẽ nói, tâm tình của Chủ tịch là rất tốt. Trần Gia Hòa khẽ gật đầu, hắn khẽ vỗ vai của Xà Tiểu Cường. Hắn sở dĩ lôi kéo Xà Tiểu Cường cũng là vì muốn người này nói vài lời tốt của mình trước mặt Trử Vận Phong. Xà Tiểu Cường là người đi theo Trử Vận Phong được 5 năm, là một thư ký lão thành, căn bản có thể nắm chắc vui buồn của Trử Vận Phong. Năm nay nếu như không có bất ngờ gì xảy ra trong quá trình điều chỉnh nhân sự, Xà Tiểu Cường sẽ xuống tuyến dưới làm một vị phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Chào Chủ tịch, Trần Gia Hòa là cán bộ được Trử Vận Phong đề bạt lên, trước kia đã từng đi theo công tác bên cạnh Trử Vận Phong khá lâu, thế nên bây giờ đối diện với Trử Vận Phong thì có chút tùy ý và thân cận. Chương 1347-2, vào nghịch cảnh càng phải nhẫn, làm việc lớn càng phải nhịn. Gia Hòa đến đấy à? Đã lâu rồi cậu không đến phòng làm việc của tôi thì phải. Trử Vận Phong thấy gương mặt Trần Gia Hòa treo nụ cười thì không khỏi hoạt động người trên ghế, sau đó đi ra ngồi xuống bên cạnh Trần Gia Hòa. Trử Vận Phong là lãnh đạo tỉnh ủy, lão luôn chú ý đến hình tượng của mình. Lúc này lão tùy ý như vậy, xem như không coi Trần Gia Hòa là người ngoài. Trần Gia Hòa là một cấp dưới và được lãnh đạo không xem là người ngoài, có thể nói là thành công lớn. Trần Gia Hòa tiếp nhận ly trà trong tay của Xà Tiểu Cường, lại nói, Chủ tịch Trử, tôi căn bản sẽ nghiêm túc sửa chữa căn cứ theo lời phê bình của ngài, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến báo cáo tư tưởng, chỉ sợ ngài bận rộn không có thời gian tiếp kiến mà thôi. Cậu có việc cần, tôi có thể không gặp được sao? Trử Vận Phong nở nụ cười hiền hòa với Trần Gia Hòa, sau đó lại cười nói, lúc này khu kinh tế mới như thế nào rồi? Nó liên quan đến phương diện phát triển kinh tế của thành phố Đông Hồng, xây dựng thế nào thì sẽ là chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố các anh. Tôi căn bản chỉ có một yêu cầu, chính là trước khi quy hoạch phải làm sao có định vị để khu kinh tế là động cơ thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển. Chủ tịch cứ yên tâm, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi cực kỳ coi trọng khu kinh tế mới này, đặc biệt đã ủy thác những nhà thiết kế trong ngoài nước cùng nhau chỉnh hợp quy hoạch, lúc này bản quy hoạch trên cơ bản đã được định hình. Chúng tôi chuẩn bị thông qua trong hội nghị thường ủy Đông Hồng, sau đó mới đưa lên cho ngài. Trần Gia Hòa căn bản cực kỳ quan tâm đến khu kinh tế mới ở Đông Hồng, thế nên nói về điều này chỉ là tiện tay vung lên mà thôi. Biểu hiện của Trần Gia Hòa làm cho Trử Vận Phong cảm thấy vui mừng. Sau khi thảo luận vài câu về khu kinh tế mới, lão khẽ vỗ tay lên tay cầm ghế salon rồi nói, các cậu nên buông tay buông chân đi làm tốt công tác khu kinh tế mới, nếu thiếu người thì tôi cho người. Thiếu tiền thì cứ nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của Chủ tịch, có những lời này của ngài thì tâm tình của tôi cũng cực kỳ tốt đẹp. Trần Gia Hòa nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó lên tiếng, Chủ tịch Trử, có một số việc tôi cảm thấy cần phải phản ánh với ngài. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu không giải quyết thì liên quan đến hình tượng kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Hồng,
căn bản gây bất lợi cho quá trình triển khai mở rộng công tác của khu kinh tế mới. Trử Vận Phong không nói gì, chỉ nhìn Trần Gia Hòa, mà Trần Gia Hòa cũng biết đây là lãnh đạo cho phép mình lên tiếng. Hắn nhanh chóng mở miệng, không biết chủ tịch có xem những tờ báo các ngày trước hay không, có một viên cảnh sát của thành phố Đông Hồng đi đến thành phố Lâm Hồ chấp hành công vụ, thế nhưng lại đi tìm hoa ghẹo bướm, không may là bị người ta bắt gian ngay tại trận, bị tổ công tác tệ nạn xã hội của Cục Công an thành phố Lâm Hồ bắt quả tang. Người này không những không chịu thò đầu ra, vì tránh né mà bò xuống đường ống thoát nước. Trử Vận Phong tất nhiên biết chuyện này, tuy lão có chút phẫn nộ nhưng lại là chuyện nhỏ, lão là chủ tịch tỉnh, không thích hợp tiến hành vung tay chỉ huy. Sự việc đã xảy ra, Trử Vận Phong tin tưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng và Cục Công an tỉnh sẽ nhanh chóng cho ra ý kiến xử lý, sẽ làm thật tốt. Nhưng bây giờ lão căn cứ vào lời nói của Trần Gia Hòa, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trử Vận Phong chợt trầm giọng nói, chuyện này thành phố Đông Hồng còn chưa xử lý xong sao. Vốn là một chuyện rất rõ ràng, thế nhưng lại bị người ta dùng lý do chưa tìm hiểu rõ ràng chân tướng để tiếp tục buông lỏng. Vấn đề này tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Đông Hồng. Hôm nay tôi trò chuyện hợp tác với một vài thương nhân, người ta căn bản đưa ra nghi vấn về hiệu suất công tác của thành phố Đông Hồng. Trần Gia Hòa nói hết lời thì nhìn vào mặt Trử Vận Phong, chờ phản ứng của lãnh đạo. Hắn tuy cảm thấy nắm chắc nhưng vào thời điểm này vẫn có chút không yên, chẳng lẽ vì sự kiện này liên quan đến người kia mà chính mình đã lo nghĩ được mất rồi sao? Trần Gia Hòa căn bản không phải hiểu quá sâu về Trử Ngôn Huy, thế nhưng hắn biết rõ Trử Ngôn Huy là người cực kỳ có thủ đoạn và mưu kế. Chỉ cần nhìn Trử Ngôn Huy chạy một chiếc xe Santana, làm một nhà đầu tư nhỏ cũng thấy đây là hạng người không phải chỉ là thông minh mà thôi. Trần Gia Hòa căn bản là biết nhưng không nói gì về trò cố làm ra vẻ của Trử Ngôn Huy, hắn cảm thấy biết đối phương quá sâu cũng không có lợi cho kết giao. Ngôn Huy, tôi cũng không thể so với anh, dù sao anh cũng là lãnh đạo doanh nghiệp, bỏ ra vài trăm ngàn để rèn luyện sức khỏe cũng không là vấn đề, nhưng tôi thì không được rồi. Tiền lương của tôi căn bản còn không nhiều bằng tiền phí nơi đây, nếu thường xuyên đi vào chốn xa hoa thế này cũng khó tránh khỏi người ta nói này nọ. Trần Gia Hòa dùng sức đẩy bao cát trước mặt rồi dùng giọng cảm khái nói. Trử Ngôn Huy cười ha hả, lại dùng giọng có chút đùa cợt nói, anh Gia Hòa, anh cảm thấy làm chủ tịch quá khó xử, như vậy không bằng đổi vị trí cho tôi, anh cho tôi làm chủ tịch thành phố Đông Hồng 2 ngày nhé. Anh đúng là biết nói giỡn, khóe miệng Trần Gia Hòa có hơi co giật, hắn tranh thủ thời gian mỉm cười pha trò. Trử Ngôn Huy cũng không tiếp tục dừng lại ở chủ đề này. Hắn đi đến nằm xuống ghế nói, tôi đã nghe nói về sự việc hôm nay, không ngờ Vương Tử Quân lại đến, trước kia anh ta cũng không phải là một người không cẩn thận. Trần Gia Hòa trầm mặc một lát rồi nói, lúc này vị trí của Vương Tử Quân đã khác, căn bản biểu hiện cũng phải khác đi. Tuy bây giờ không ai nói rõ ràng nhưng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân có danh tiếng quá mạnh, lực lượng mạnh không kém, xem như chính thức đưa chân vào hàng ngũ lãnh đạo Nam Giang. Trần Gia Hòa nói đến điều này thì có vài phần ghen ghét. Hắn là người kinh doanh lâu năm ở Nam Giang, hơn nữa cũng đã bỏ lên vị trí quan trọng là chủ tịch thành phố Đông Hồng, nhưng dù hắn có như thế nào thì cũng không được người ta xếp vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân vừa đến Nam Giang được 1 năm nhưng đã dựng lên uy tín của mình, thậm chí có người còn xếp hắn trên đầu Diêu Trung Tắc. Trần Gia Hòa đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vì những người ở vào vị trí như hắn căn bản là lúc nào cũng phải cẩn thận như sắp rơi xuống vực sâu, nếu có bất kỳ chi tiết nào suy xét không thấu đáo thì sẽ sinh ra kết quả khó chịu, thậm chí còn lật thuyền trong mương. Anh cần phải làm cho vị trí của mình càng thêm vững vàng, không nên đi ngược lại xu thế trong tỉnh. Có vài người ở trong quan trường nhưng căn bản không thể nào đi lên, nói chung là vì bọn họ lơ đãng phạm vào sai lầm chí mạng. Chính mình có nhiều chuyện xấu với Vương Tử Quân. Có phải đã trồng xuống một cây gai trong lòng Vương Tử Quân rồi không? Thông báo, đợt nghỉ lễ này sẽ tung bùm bí thư cho các huynh đệ, Oni 49, Oni 54, Oni 82, Oni 53. Chương 1348 một đắc thế vênh váo tự đắc, thất ý thì uy phong bị đả kích. Trần Gia Hòa rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong mà cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù Trử Vận Phong nói sẽ quan tâm đến sự việc này, thế nhưng căn bản cho ra đáp án quá mơ hồ. Trần Gia Hòa là người ở trong quan trường lâu năm,
hắn căn bản biết rõ thái độ của lãnh đạo là thế nào. Có một người thích nghiên cứu chi tiết về quan trường có nói thế này, lãnh đạo tỏ thái độ cũng có dấu vết để lần theo. Ví dụ như anh có việc cần nhờ lãnh đạo, cần phải để cho lãnh đạo tiến hành phê bình, như vậy lãnh đạo sẽ phê chỉ thị lên văn kiện của anh. Lãnh đạo ký tên lên văn kiện căn bản cực kỳ chú ý, một vài văn kiện quan trọng thì căn bản là tự mình phê chỉ thị, thậm chí lời phê cũng là ít lời mà nhiều nội dung, vừa xem đã hiểu ngay, rất dễ hiểu. Cũng có một vài hạng mục có vẻ đặc thù, cho dù lãnh đạo đồng ý thì người bên dưới làm việc cũng cần chú ý. Sự chú ý này cũng không đồng nghĩa với hai từ đồng ý, mà chính là những dấu chấm sau hai chữ đồng ý kia. Nếu như sau hai chữ đồng ý có một dấu chấm câu, như vậy căn bản là không có kết luận, có thể không phải làm. Nếu như có dấu ngắt câu, như vậy cần phải xem xét lại kỹ càng hơn. Nếu như lãnh đạo khoanh một vòng tròn, như vậy là toàn tâm toàn ý hoàn thành. Nếu như là khoanh tròn và bên trong có một dấu chấm, như vậy rõ ràng là chữ ký lãnh đạo cũng như không. Phương diện phê duyệt văn kiện đã khó chịu như vậy, huống hồ là lãnh đạo tự mở miệng nói, sẽ hỏi đến. Câu nói này vừa ngẫu nhiên không biểu hiện thái độ, cũng có thể nói là cho ra thái độ của mình. Hai lựa chọn này chênh lệch nhau quá lâu, Trần Gia Hòa căn bản cảm thấy khó thể hiểu được cho rõ. Nhưng Trần Gia Hòa cũng không dám biểu hiện thất ý trước mặt Trử Vận Phong. Hắn biết rõ Trử Vận Phong là nhân vật thế nào, nếu để cho chủ tịch biết mình không có chuẩn bị tốt, như vậy sẽ bị đánh lên mặt. Khi Trần Gia Hòa chưa lập được vòng quan hệ cho mình, hắn cần phải dựa vào Trử Vận Phong. Vì một chút thể diện mà để cho Trử Vận Phong ném bỏ tín nhiệm với mình, điều này có thể nói là tổn thất quá lớn với hắn. Trử Vận Phong ngồi sau bàn làm việc của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ về câu chuyện vừa rồi của Trần Gia Hòa. Sở dĩ lão không tỏ thái độ cũng không vì không tín nhiệm Trần Gia Hòa, căn bản là sự việc này làm cho lão cảm thấy không đơn giản. Trử Vận Phong là người chìm nổi quan trường nhiều năm, có đôi khi nhìn sự việc rất rõ ràng, căn bản không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào một chút đã thấy có vấn đề nào bên trong hay không. Trử Vận Phong biết rõ vị trí hiện tại của Trần Gia Hòa ở thành phố Đông Hồng. Tuy Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy, thế nhưng Đậu Minh Đường có được sự ủng hộ của mình nên cũng không bị Đậu Minh Đường áp chế, thậm chí có nhiều lúc còn chơi trò cứng tay với Đậu Minh Đường. Chuyện này không chỉ là việc nhỏ với Trử Vận Phong, còn là chuyện cực kỳ nhỏ nhặt của Trần Gia Hòa. Lúc này Trần Gia Hòa cầm một chuyện nhỏ như vậy để phản ứng với mình, thế là lão chợt nghĩ một phương diện, có lẽ liên quan đến tranh luận giữa Đậu Minh Đường và Trần Gia Hòa. Hai người đều ở thành phố Đông Hồng, nếu quyết nghị của Trần Gia Hòa bị ngăn cản thì chỉ có Đậu Minh Đường mới đủ lực mà thôi. Tuy Trử Vận Phong căn bản giúp đỡ Trần Gia Hòa ở nhiều phương diện, thế nhưng cũng không có nghĩa là sẽ giúp đỡ Trần Gia Hòa mà bất chấp nguyên tắc. Nếu như Trần Gia Hòa không có quyết định chính xác, lão cũng sẽ đánh ngược sự việc này quay về. Khi Trử Vận Phong thầm suy nghĩ thì Xà Tiểu Cường đến thu dọn trà nước. Trử Vận Phong nhìn mái tóc có vài sợi bạc của Xà Tiểu Cường, bộ phận mềm mại nhất trong lòng giống như có chút chấn động. Năm xưa khi Xà Tiểu Cường được điều đến phòng làm việc của mình, người này căn bản là cán bộ trẻ tuổi hào hoa, bây giờ mới đó đã đi về phía trung niên rồi. Trử Vận Phong tuy không thích thư ký đảng, nhưng không thể phủ nhận thư ký đi theo lãnh đạo nhiều năm thay căn bản có công lao không lớn mà khổ lao thì nhiều. Dù là ở phương diện giúp đỡ lãnh đạo công tác hay là bất cứ thứ gì khác, đám thư ký kia ở bên cạnh lãnh đạo nhiều năm, tất nhiên lãnh đạo cũng sinh ra cảm tình. Trử Vận Phong căn bản dùng ánh mắt như thấy con cháu để nhìn Xà Tiểu Cường. Những năm qua cho dù là con trai Trử Ngôn Huy cũng không ở bên cạnh lão nhiều bằng thư ký Xà Tiểu Cường. Tiểu Cường, cậu công tác bên cạnh tôi được bao lâu rồi? Trử Vận Phong đi đến bên cạnh Xà Tiểu Cường rồi khẽ hỏi. Tâm tư của Xà Tiểu Cường khẽ động, hắn thầm nghĩ không phải là Chủ tịch Trần nói thay cho mình trước mặt Chủ tịch Trử Vận Phong đấy chứ. Hắn cảm thấy rất vui mừng, thế là khẽ nói, Chủ tịch, đã hơn 5 năm rồi. 5 năm công tác liên tục cũng làm cho con người cảm thấy mệt mỏi. Trử Vận Phong cảm khái nói một câu rồi lại cười, cậu có muốn xuống tuyến dưới rèn luyện không? Dù thế nào thì cậu cũng không thể ở mãi bên cạnh tôi, cậu cần phải bay đi. Kinh nghiệm cơ sở lại không thể thiếu được. Lúc này căn bản là khảo nghiệm với Xà Tiểu Cường, hắn muốn bịa đặt ý nghĩ muốn đi của mình, thế nhưng hắn lại không nên để cho Trử Vận Phong biết hắn đang cực kỳ muốn chạy. Chủ tịch, tôi tình nguyện ở bên cạnh ngài,
chỉ sợ thư ký mới sẽ làm tốt công tác đời thường của ngài. Xà Tiểu Cường là người cực kỳ thông minh, thế nhưng nói ra những lời này cũng cảm thấy khốn khổ. Hắn đi theo chủ tịch Trử Vận Phong nhiều năm, hắn cũng có cả tình với Trử Vận Phong. Trử Vận Phong cười cười cũng không tiếp tục ở phương diện này, lời nói khẽ thay đổi, cậu có biết chuyện xảy ra liên quan đến Cục Công an thành phố Đông Hồng hay không? Xà Tiểu Cường tất nhiên biết rõ sự kiện kia, hắn suy tư giây lát rồi khẽ nói, chủ tịch, theo tôi nghe nói thì bây giờ báo chí đang cố gắng làm dùm beng vụ này. Gia Hòa đã nhắc đến chuyện này với tôi, vì sao bây giờ Cục Công an Thạch Phong Huy Đông Hồng còn chưa cho ra ý kiến gì với sự kiện này? Có phải là thị ủy Đông Hồng có ý kiến gì không? Trử Vận Phong nói rồi đưa mắt nhìn Xà Tiểu Cường, ánh mắt căn bản gây áp lực lớn cho Xà Tiểu Cường. Xà Tiểu Cường là thư ký của Trử Vận Phong, ở rất nhiều thời điểm hắn giống như tai mắt của Trử Vận Phong. Những tin tức muốn lọt vào lỗ tai của Trử Vận Phong, ít nhất cũng phải được hắn biết đến. Xà Tiểu Cường căn bản biết rõ chuyện hội nghị buổi sáng hôm nay ở thành phố Đông Hồng, hắn muốn mượn cơ hội này báo cáo cho Trử Vận Phong. Lúc này hắn nhìn Trử Vận Phong rồi nói, chuyện này vốn Chủ tịch Trần đã bắt tay vào cho ý kiến, thế nhưng trưởng phòng Vương lại. Xà Tiểu Cường cũng không thêm mắm dặm muối, hắn nói ra những gì xảy ra ở hội nghị hôm nay của thành phố Đông Hồng cho Trử Vận Phong. Lúc này hai hàng chân mày của Trử Vận Phong chợt nhíu lại, lão vốn nghĩ rằng chuyện này chỉ là xung đột giữa Trần Gia Hòa và Đậu Minh Đường, không ngờ nó còn liên quan đến Vương Tử Quân. Chương 1348-2, đắc thế vênh váo tự đắc, thất ý thì uy phong bị đả kích. Trử Vận Phong căn bản có chút vò đầu vì đồng sự Vương Tử Quân, đồng thời cũng không thiếu tán thưởng. Lão cảm thấy Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi có năng lực mạnh nhất Nam Giang. Nếu như không phải vị trí hiện tại của Vương Tử Quân là quá mẫn cảm, không phải đang nắm công tác nhân sự, thậm chí lão hy vọng Vương Tử Quân sẽ chạy sang giúp mình ở khối công tác kinh tế trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân bây giờ cố ý xuất hiện, điều này chính là kết luận của Trử Vận Phong sau khi nghe xong báo cáo của Xà Tiểu Cường. Vương Tử Quân làm như vậy có phải là đang cố gắng bảo trì thể diện cho Cục Công an thành phố Đông Hồng mà thậm chí là đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Đông Hồng hay không? Trử Vận Phong dù đang ở trên vị trí cao vời của tỉnh Nam Giang, thế nhưng lão lại biết rất rõ tình huống cơ bản ở Nam Giang. Lão biết rõ Vương Tử Quân nắm bắt thật chặt Cục Công an thành phố Đông Hồng, nhưng chút chuyện nhỏ như vậy cũng không đáng bận tâm. Bây giờ Trần Gia Hòa chọc sự việc đến người lão, căn bản là muốn tìm sự giúp đỡ từ phía chủ tịch, thế nhưng lão giúp đỡ Trần Gia Hòa thì lại áp chế Vương Tử Quân. Trử Vận Phong từ một người bình thường đi đến vị trí như hôm nay thì căn bản không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện. Khi người ta nhắc đến lão thì không khỏi tán thưởng giỏi quyết đoán, nhưng lúc này lão lại khó thể nào cho ra ý nghĩ gì hay. Nói từ phương diện lý trí thì chuyện này nên xử lý càng nhanh càng tốt, kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Đông Hồng và thậm chí là của Nam Giang. Hơn nữa Trần Gia Hòa là người được Trử Vận Phong coi trọng. Thế nên sự kiện này xảy ra thì lão nên vung tay giúp Trần Gia Hòa một chút. Nhưng tâm lý của Trử Vận Phong lại không muốn vì sự kiện này mà đứng về phía đối lập với Vương Tử Quân. Lão biết rõ chỉ cần mình tỏ thái độ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Vương Tử Quân. Trử Vận Phong trầm ngâm một lát rồi nhấc điện thoại lên, lão nghĩ trái nghĩ phải, khi đang do dự thì ánh mắt chuyển lên bức thư pháp trong phòng. Bức thư pháp kia cũng không phải lấy được từ tay danh gia. Ngoài có thể nhìn một chút cho hay thì căn bản không có giá trị siêu tầm. Nhưng lúc này bức tranh kia căn bản có giá trị đặc thù với Trử Vận Phong, vì đó là bức tranh chữ do một vị lãnh đạo tặng cho lão, nội dung là ngẩng mặt không hổ với trời, cúi mặt không hẹn với đất. Không phải mình thật sự bị ảnh hưởng bởi Vương Tử Quân đấy chứ? Trử Vận Phong lắc đầu, lão cầm điện thoại lên rồi bấm số của Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trân Hồng Lỗi. Sau khi Trân Hồng Lỗi nhận được điện thoại của Trử Vận Phong, hắn cũng không đến Cục Công an thành phố Đông Hồng, trực tiếp cho ra văn kiện, cho ra quyết định của Cục Công an tỉnh. Nội dung của văn kiện chính là tiến hành phê bình công tác của đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Đông Hồng, cũng tiến hành xử phạt khai trừ với Khương Tồn Minh. Sau khi nhận được văn kiện này thì Đoạn Văn Đống không lên tiếng, nguyên nhân Trân Hồng Lỗi cho ra quyết định cũng rơi vào trong tai hắn. Là Chủ tịch Trử Vận Phong cho ra chỉ thị yêu cầu Cục Công an phải xử lý vấn đề, nhanh chóng cho ra quyết định. Đoạn Văn Đống nhìn quyết định chỉ có vài dòng chữ của Cục Công an tỉnh mà không khỏi cảm thấy không thoải mái.
Quyết định này căn bản là làm khó khăn cho Khương Tồn Minh, căn bản là đả kích với Vương Tử Quân. Hôm nay trưởng phòng Vương còn cho ra đánh giá tốt với Cục Công an thành phố Đông Hồng, đánh vào mặt Trần Gia Hòa, nhưng mới qua được chút thời gian thì Cục Công an tỉnh đã căn cứ vào chỉ thị của Trử Vận Phong để tiến hành phê bình Cục Công an thành phố Đông Hồng, xử phạt đồng chí Khương Tồn Minh. Vì vậy mà thể diện của Vương Tử Quân bị ảnh hưởng, sự kiện này căn bản là Vương Tử Quân dùng đá đập chân mình. Chuyện này xem như Vương Tử Quân dùng vị trí của mình để ép Trần Gia Hòa, thế nhưng cuối cùng lại không làm gì được, ngược lại còn để cho Trử Vận Phong đè lên người mình. Cục trưởng Đoạn, quyết định của Cục Công an tỉnh đây là gì? Chuyện này phía thành phố Lâm Hồ còn chưa cho ra đáp án chính xác, Cục Công an tỉnh đã gấp gáp cho ra xử lý với Khương Tồn Minh, không phải là sát muối lên vết thương của Khương Tồn Minh sao? Niên Chí Tân cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng của Đoạn Văn Đống. Hắn lớn tiếng chất vấn Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống hiểu rõ tâm tình của Niên Chí Tân, hắn cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên, hắn hiểu cảm tình của một đội trưởng với cấp dưới bị oan là thế nào, hơn nữa bây giờ Khương Tồn Minh còn đang ở trên giường bệnh, còn chưa tỉnh lại. Nhưng Đoạn Văn Đống có thể nói được gì? Tuy hắn là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng hắn khó thể nào khiêu chiến quyền uy của Trân Hồng Lỗi. Đừng nói là sự việc này Trân Hồng Lỗi tuân theo chỉ thị của Chủ tịch Trử Vận Phong. Lúc này sự việc nếu không thay đổi, căn bản không có bất kỳ điều gì đẩy ngã được quyết định này. Diệp Thừa Dân sẽ không vì một việc nhỏ như vậy mà chống đối với Trử Vận Phong, không làm cho mâu thuẫn ở Nam Giang thêm gay gắt. Chính Tân, anh ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một chút. Đoạn Văn Đống nhìn thoáng qua Niên Chí Tân, sau đó trầm giọng nói. Cục trưởng, tôi muốn tỉnh táo trò chuyện với ngài, thế nhưng căn bản là không thể tỉnh táo được. Ngài biết rõ người trong đội chúng tôi nghe được quyết định này thì có bộ dạng thế nào không? Tất cả mọi người cùng công tác với Khương Tồn Minh lâu năm, căn bản đều hiểu rõ Tiểu Khương là người thế nào, chúng tôi thậm chí hoài nghi sự việc này có vấn đề. Lúc này Cục Công an tỉnh cho ra quyết định, chúng tôi chỉ có thể nuốt nghi ngờ vào bụng mà thôi. Niên Chí Tân không ngồi xuống mà giọng nói còn lớn hơn vừa rồi vài phần. Đoạn Văn Đống lắc đầu đứng lên vỗ vai Niên Chí Tân rồi nói, tôi biết rõ các anh không thoải mái, tôi cũng không thoải mái gì. Chuyện này dù là với Khương Tồn Minh hay với Cục Công an thành phố Đông Hồng thì đều là sỉ nhục. Nhưng tổ chức có nguyên tắc của mình, đó là hạ cấp phục tùng thượng cấp, dù anh không hiểu thì cũng phải chấp hành quyết định của Cục Công an tỉnh. Niên Chí Tân căn bản hiểu mình phải phục tùng quyết định của Cục Công an tỉnh. Hắn vội vàng chạy đến phòng làm việc của Đoạn Văn Đống chính là muốn xem sự việc này còn dư âm phản hồi gì không. Nhưng thái độ của Đoạn Văn Đống lại cho thấy không còn dư âm phản hồi. Bầu không khí trong phòng cực kỳ trầm lắng, không biết bao lâu sau Niên Chí Tân chợt nói, Cục trưởng, nếu như Tiểu Khương bị khai trừ, như vậy phí tổn trị liệu. Đoạn Văn Đống có chút run rẩy, hắn mới nói, vì sự việc có chút chưa rõ ràng, hơn nữa cũng không phải bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Thế cho nên, Cục Công an không thể tiếp tục chi trả phí trị liệu. Nhưng anh yên tâm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Tôi đã bắt chuyện qua với một người bạn của mình, anh ta có nắm một quỹ giúp đỡ bệnh nhân, có thể giúp đỡ Khương Tồn Minh, mà Cục Công an thành phố Đông Hồng chúng ta cũng nên bắt đầu quyên tiền. Niên Chí Tân không lên tiếng, ánh mắt mở thật lớn, vẻ mặt như cô đọng lại. Hắn luôn có biểu hiện là một người đàn ông sắt trong đơn vị. Nhưng lúc này hắn thật sự muốn rơi lệ. Niên Chí Tân cảm thấy lính của mình đi ra ngoài sẽ không có vấn đề gì, hắn thấy Tiểu Khương phát sinh vấn đề cũng là vì đi đến thành phố Lâm Hồ điều tra một vụ án giết người, hắn cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi những đồng sự, những anh em đã công tác bên cạnh mình, đồng thời cũng rất xấu hổ. Hắn không muốn cúi đầu, hắn không muốn buông tha, thế là trần chờ giây lát rồi nói, Cục trưởng, nếu như chúng ta nói với trưởng phòng Vương, liệu có cơ hội xoay mình hay không? Chương 1349, một bên trên thành thật bên dưới ầm ĩ. Tìm trưởng phòng Vương là phản ứng theo bản năng của Niên Chí Tân, hắn thấy nếu như không có trưởng phòng Vương thì căn bản không giải quyết được chuyện này. Dù vấn đề gì phiền toái nhưng rơi vào trong tay của trưởng phòng Vương thì tất cả chỉ là binh đến tướng đỡ nước lên đắp đê mà thôi. Khi Niên Chí Tân đang dùng ánh mắt bức thiết nhìn Đoạn Văn Đống, lúc này Đoạn Văn Đống lại cho hắn một câu trả lời cứng rắn, chính Niên, chuyện này không cần làm phiền đến trưởng phòng Vương. Anh biết không,
Lần này sở dĩ anh còn ngồi trên vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng là vì trưởng phòng Vương đã ra mặt phối hợp. Niên Chí Tân có chút sững sốt, sau đó hắn nhanh chóng cho ra phản ứng. Hắn không phải là người ngu, chuyện này được xử lý nhẹ nhàng, vì sao lại như vậy? Bên trong nhất định là có người cố kỵ mặt mũi của trưởng phòng Vương. Mặc dù không nói rõ ràng nhưng ý nghĩa của sự việc là như vậy, mọi người cũng xem như ngầm hiểu. Trưởng phòng Vương đã lên tiếng trong hội nghị của thành phố Đông Hồng, tuy chuyện này vì có sự tham gia của Trử Vận Phong mà cho ra quyết định xử lý Khương Tồn Minh, thế nhưng người ta vẫn phải quan tâm đến mặt mũi của Vương Tử Quân, căn bản cũng không dám truy cứu trách nhiệm của một người làm lãnh đạo trực tiếp như Niên Chí Tân. Quan trường căn bản là rất phi diệu, có nhiều chuyện có thể được coi là lý do, cũng có thể bị người ta lấy cớ, thế nhưng khi sự việc rơi vào thế cực đoan, cần phải xem anh có người chống đỡ phía sau hay không. Niên Chí Tân xem như là một người có cây đại thụ sau lưng, nhưng nhìn từ phương diện nào đó thì thể diện của Vương Tử Quân cũng bị Trần Gia Hòa dẫm xuống đất. Càng là người có vị trí cao thì càng quan tâm đến thể diện của mình, vì mình mà trưởng phòng Vương đã mất đi thể diện, điều này làm cho Niên Chí Tân cảm thấy mình không nên tiếp tục đi cầu tình trưởng phòng Vương. Vô tình trong lòng Niên Chí Tân giống như bừng sóng. Thật sự không biết nói gì cho phải, hắn cảm thấy cực kỳ áy náy với Vương Tử Quân. Cục trưởng Đoạn, tôi đi đến nhận sai với trưởng phòng Vương. Khóe miệng Niên Chí Tân có chút co giật, hắn khẽ nói. Đoạn Văn Đống khua tay áo nói, anh có tâm tư như vậy là tốt rồi, nhưng bây giờ anh không thích hợp đến phòng làm việc tìm trưởng phòng Vương, anh gọi điện thoại là được. Niên Chí Tân có chút do dự, hắn cầm điện thoại lên gọi cho số văn phòng của trưởng phòng Vương. Điện thoại vang lên vài tiếng chuông, Niên Chí Tân cảm thấy trái tim đập dồn dập, cũng không biết nên biểu đạt lời xin lỗi thế nào. Vì Vương Tử Quân mất thể diện cũng không phải là chuyện nhỏ, dù sao thì đây cũng chính là sự kiện được cả tỉnh Nam Giang chú tâm. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm bổng của Vương Tử Quân. Niên Chí Tân nghe giọng nói này mà có chút nghẹn lời. Khi Vương Tử Quân nói lần thứ hai thì hắn mới dùng giọng nghẹn ngào nói, trưởng phòng Vương, tôi là Niên Chí Tân, tôi thật sự xin lỗi vì mang đến phiền toái cho ngài. Sau khi nghe Niên Chí Tân nói thì Vương Tử Quân bên kia cười lên ha hả, Chính Tân, thái độ của anh như vậy không giống với phong thái của một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi cũng không thích anh như vậy. Trưởng phòng Vương, nếu như không phải vì tôi thì ngài cũng không bị mất mặt như vậy. Vương Tử Quân cười cười. Hắn tuy không gặp trực tiếp Niên Chí Tân, thế nhưng hắn vẫn hiểu tâm tình của Niên Chí Tân, anh cảm thấy Tiểu Khương bị oan sao. Trưởng phòng Vương, mặc kệ là ai hỏi điều này thì tôi cũng chỉ có thể cho ra một câu trả lời khẳng định, đó là Tiểu Khương sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy. Niên Chí Tân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Anh cho rằng Tiểu Khương bị oan, như vậy cần điều tra cho rõ, vì thế mà anh cũng không cần phải áy náy với tôi. Vì anh căn bản là không sai ở sự kiện này, cảm giác của tôi cũng giống như anh, cảm thấy sự việc này cực kỳ đáng ngờ. Tuy Cục Công an tỉnh đã cho ra kết quả xử lý, thế nhưng sự việc còn chưa chấm dứt. Đội trưởng Chính Niên, anh phải nghênh đón khó khăn, phải điều tra ra manh mối, đây không phải là vì Tiểu Khương, còn là chiến đấu vì vinh dự của lực lượng công an. Vương Tử Quân nói không nhiều thế nhưng lại làm cho Niên Chí Tân sinh ra hy vọng. Hắn dùng giọng kiên định nói, trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi biết mình nên làm thế nào. Niên Chí Tân cúp điện thoại và khôi phục vài phần tinh thần của mình. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt của Niên Chí Tân, hắn vỗ vỗ vai của Niên Chí Tân nói, Chính Tân, trưởng phòng Vương đã nhận đi nhiều áp lực cho chúng ta cũng không nên làm cho trưởng phòng Vương thất vọng được. Niên Chí Tân khẽ gật đầu, tuy Đoạn Văn Đống cũng không nói quá rõ ràng, thế nhưng hắn hiểu được ý nghĩ của lãnh đạo. Nếu như hôm nay hắn cảm thấy Vương Tử Quân áp chế Trần Gia Hòa ở hội nghị thành phố Đông Hồng là chuyện sảng khoái, bây giờ hắn lại ý thức được sự nguy hiểm bên trong là thế nào. Bây giờ Niên Chí Tân mới nghĩ đến nguy hiểm này, nhưng đối với trưởng phòng Vương thì chỉ sợ đã biết trước có hậu quả gì rồi. Dưới tình huống như vậy mà trưởng phòng Vương vẫn ra tay giúp đỡ mình, mục đích rõ ràng là muốn bảo toàn mình. Niên Chí Tân mình có đức gì mà được trưởng phòng Vương giữ gìn như vậy? Nếu như hắn không làm ra thành tích, không điều tra rõ ràng sự việc, không phải đã phụ lòng trưởng phòng Vương rồi sao? Niên Chí Tân khẽ lắc đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Cục trưởng, tôi đi đến bệnh viện thăm Tiểu Khương đây.
Đoạn Văn Đống không cản Niên Chí Tân, hắn đi theo Niên Chí Tân rồi lấy ra 5.000 nói, đây là số tiền hút thuốc của riêng tôi, bà nhà không biết được, anh cầm lấy đi qua đi. Cục trưởng, điều này, Niên Chí Tân biết rõ Đoạn Văn Đống là người thế nào, tuy căn bản không nhận đồ vật này nọ thế nhưng tối đa chỉ thu vào chút thuốc rượu, 5.000 đối với Đoạn Văn Đống cũng không phải là con số nhỏ. Lề mề cái gì, Tiểu Khương là lính của anh, cũng không phải lính của tôi. Đoạn Văn Đống nói rồi nhanh chóng đẩy Niên Chí Tân ra khỏi phòng làm việc của mình. Trên đường đi đến bệnh viện thì xe của Niên Chí Tân thi thoảng bị chặn lại, thỉnh thoảng có người chạy đến nhét tiền vào tay hắn. Hắn cầm số tiền cũng khá nặng trong tay, cảm thấy trái tim của mình cực kỳ nặng nề. Mặc dù tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng, chủ yếu là tâm tư tình cảm của mọi người với Tiểu Khương. Đội trưởng, ngài đến rồi à? Khi Niên Chí Tân đi đến bên dưới phòng bệnh thì Tiểu Hào phụ trách chăm nom cho Tiểu Khương chạy đến, hắn căn cứ vào gương mặt của Tiểu Hào mà biết tình hình nơi này cũng không tốt lắm. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Niên Chí Tân nhìn Tiểu Hào rồi trầm giọng hỏi. Đội trưởng, có nhiều phóng viên đến đây, bây giờ đã vây quanh bố mẹ của Tiểu Khương và Tiểu Mộ, mà Tiểu Mộ cũng đã biết được kết quả xử lý Tiểu Khương rồi. Tiểu Hào nói, vẻ mặt hắn có vài phần khó chịu. Niên Chí Tân không ngờ sự việc lại diễn tiến như vậy, hắn căn bản dùng giọng có chút tức giận hỏi, đám phóng viên kia đến đây làm gì? Chương 1349, 2, bên trên thành thật bên dưới ầm ĩ. Bọn họ nói là muốn phỏng vấn Tiểu Mộ, hỏi xem Tiểu Mộ và cha mẹ Tiểu Khương có ý kiến gì hay không. Tiểu Hào nói đến đây thì dùng giọng có chút chần chờ nói, tôi muốn đuổi bọn họ đi, thế nhưng đám người kia là quá nhiều, tôi. Hừ, sự việc rối loạn cũng là vì đám người này, Tiểu Mộ bây giờ thế nào rồi? Niên Chí Tân lúc này cũng bất chấp những thứ khác mà hỏi Tiểu Hào. Tiểu Hào có chút chần chờ nói, Tiểu Mộ nhìn qua cũng khá tốt, nhưng đội trưởng Niên, tình huống này ngài cũng không cần phải đi qua. Tuy Tiểu Hào không nói ra nhưng ý nghĩa lời nói là quá rõ ràng, Niên Chí Tân cũng hiểu được. Tuy hắn cực kỳ thừa nhận ý nghĩ của Tiểu Hào, thế nhưng hắn cũng biết đối phương có ý tốt. Niên Chí Tân áp chế cảm giác tức giận trong lòng, hắn dùng sức vỗ vỗ lên tai Tiểu Hào rồi nói, Tiểu Hào, có một số việc chúng ta có thể tránh đi. Thế nhưng cũng có một số việc mà chúng ta căn bản không thể lùi bước. Tiểu Khương chính là anh em của chúng ta, khi mà cậu ấy còn chưa biết sống chết thế nào, chúng ta tuyệt đối không để cho người ta làm tổn thương đến người nhà cậu ấy. Lúc này bên ngoài phòng bệnh của Tiểu Khương đã đầy người, có không ít phóng viên đang cầm máy quay và micro, đang ồn ào nói chuyện, ở cách đó không xa lại có một đám thân nhân người bệnh trong bệnh viện đang đứng xem náo nhiệt. Niên Chí Tân không tự chủ được sinh ra cảm giác chán ghét những người đến tham gia náo nhiệt, đồng thời những lời nói của đám người chung quanh lọt vào ai lại càng làm hắn cảm thấy không thoải mái. CPS đủ mọi lời nghị luận, nhiều nhất là trào phúng về Tiểu Khương, Niên Chí Tân vừa đi được vài bước thì đã nghe được 5-6 câu nói rằng kết quả xử lý là trừng phạt đúng tội. Tiểu Khương thật sự là bị trừng phạt đúng tội sao? Niên Chí Tân dùng giọng oán hận nghĩ một cảnh sát tốt đẹp sao có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Cô Mộ, cô cảm thấy thế nào với kết quả xử lý của tuyến trên? Cô luôn miệng nói chồng mình bị oan, như vậy bây giờ Cục Công an tỉnh đã cho ra quyết định, chồng của cô cũng đã bị cách chức, xin hỏi tâm tình của cô bây giờ có phải là cực kỳ phức tạp không? Cô có cho rằng chồng đã phản bội lại tình cảm của mình không? Cô có cảm thấy rằng mình nên tiếp tục sống với anh ta hay không? Một nữ phóng viên mặc áo choàng khá dài dùng giọng dịu dàng nhưng sắc bén như dao kiếm hỏi Tiểu Mộ. Khi cô gái phóng viên kia vừa hỏi thì đã có người nói theo, tôi nghe nói cô vừa kết hôn không được bao lâu, xin hỏi có phải là tình cảm giữa hai người không được tốt, thế cho nên chồng cô mới cho ra hành vi như vậy, thế nên cô đang tự trách mình sao? Cô Mộ, tôi là người của báo Buổi Sáng Nam Giang. Tiểu Mộ bị đám phóng viên vây quanh mà gương mặt chợt trắng bệch. Nàng nhìn bốn phía, giống như sắp ngất xỉu. Niên Chí Tân nhìn gương mặt của Tiểu Mộ, hắn cũng không bất chấp nhiều thứ, cất bước đi về phía nàng. Tôi có chứng cứ chứng minh chồng tôi là trong sạch, tôi có chứng cứ. Tiểu Mộ đột nhiên la lớn lên như bị điên. Cổng khu văn phòng thị ủy Đông Hồng rất rộng rãi, lúc này ánh nắng chan hòa làm say lòng người đang chiếu xuống khắp nơi, biển hiệu văn phòng thị ủy Đông Hồng càng giống như bừng sáng. Trần Gia Hòa từ trong xe đi ra, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt,
nụ cười này rơi vào trong mắt đám nhân viên công tác, bọn họ cảm thấy nó giống như một luồng gió ấm áp thổi tan sương mù mùa đông. Trần Gia Hòa thân thiết lên tiếng đáp lại những lời chào khắp bốn phía, một vài người cảm thấy mình có thân phận thì căn bản vây quanh hắn đi về phía bên trên giống như một đám thị vệ, rất có tư thái tiền hô hậu ủng. Chủ tịch Trần hôm nay có tâm tình rất tốt, tôi còn tưởng rằng có phát sinh bão tố ấy chứ. Sau khi đi vào phòng làm việc của mình, cán bộ ban thông tin là Lý Minh Châu dùng giọng kinh ngạc nói với Phó chủ nhiệm Triệu Đức Nguyên đang ngồi bên cạnh bàn làm việc. Triệu Đức Nguyên nhìn thoáng qua Lý Minh Châu, sau đó trong mắt có vài phần chờ mong. Hắn là một người đàn ông đã kết hôn, hắn căn bản có chút chờ mong mập mờ với những cô gái trẻ trong văn phòng của mình, tuy sự chờ mong này căn bản không có hy vọng quá lớn. Minh Châu, cô dựa vào cái gì để nói tâm tình của Chủ tịch Trần là không tốt? Triệu Đức Nguyên cố tình che giấu tâm tư của mình, hắn cười hì hì nói. Lý Minh Châu nhìn thoáng qua Triệu Đức Nguyên, tuy nàng không phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng lại có vài phần quyến rũ, thế cho nên đưa mắt nhìn không khỏi làm cho Triệu Đức Nguyên có vài phần ngất ngây. Anh cũng không phải không biết đến nội dung hội nghị ngày hôm qua, như vậy tâm tình của Chủ tịch Trần sẽ tốt được sao? Tôi bây giờ nghĩ đến mà còn cảm thấy có chút kinh sợ. Cũng không ngờ bây giờ Chủ tịch Trần lại rất vui vẻ hòa ái, nếu như không phải Tiểu Tôn đứng bên cạnh Chủ tịch Trần, tôi còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Cô đấy, đừng căn cứ vào bộ dạng thành thật của anh Tôn mà lầm, người này biểu hiện với tuyến trên thì thành thật như vậy, thế nhưng bên dưới lại sinh ra nhiều động tĩnh ồn ào. Tôi nghe nói anh ta có người tình trong học viện nghệ thuật, nghe nói cô gái kia căn bản đã 3 lần có thai với anh ta rồi. Triệu Đức Nguyên thấy trong mắt Lý Minh Châu có vài phần hướng đến Tiểu Tôn, thế là dùng giọng có chút ghen ghét nói. Anh Triệu, anh nghe ai nói những lời như vậy thế? Tôi thấy anh Tôn là người rất có trách nhiệm với vợ con. Lý Minh Châu nói đến đây thì khoát tay áo nói, Tiểu Tôn có thế nào cũng không liên quan đến tôi, chúng ta bây giờ cần phải xác định Chủ tịch Trần có phải thật sự vui vẻ thoải mái hay không, nếu như tâm tình của Chủ tịch Trần là tốt đẹp như vậy, thế thì công tác của chúng ta mới thoải mái được. Điều này thì cô không cần phải nghi ngờ, vì tâm tình của Chủ tịch Trần căn bản là rất tốt. Triệu Đức Nguyên khoát tay áo cực kỳ đắc ý, hắn dùng giọng khẳng định nói. Thật vậy sao, Chủ tịch Trần không phải đang cố gắng biểu hiện đấy chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao sau sự kiện hôm qua thì tâm tình của Chủ tịch Trần lại tốt đẹp như vậy? Lý Minh Châu tuy mới biết đến Chủ tịch Trần, thế nhưng nàng cũng biết Chủ tịch Trần là người có tính tình không hay. Đôi khi không bằng lòng sẽ trầm mặt, căn bản làm cho nhân viên cảm thấy rất áp lực. Triệu Đức Nguyên tuy ghen ghét Lý Minh Châu ném tâm tư cho Tiểu Tôn, thế nhưng lúc này có cơ hội biểu hiện mình là người có kiến thức rộng rãi, hắn cũng không chịu bỏ qua. Hắn cười cười, sau đó dùng giọng có chút thần bí nói, cô không biết đâu, hôm qua Cục Công an tỉnh đã cho ra thông báo, đã cho ra kết luận với sự kiện của Cục Công an thành phố Đông Hồng, như vậy Chủ tịch Trần sao mất vui cho được. Thật vậy sao, Cục Công an tỉnh thật sự xác nhận rồi à? Lý Minh Châu nhìn Triệu Đức Nguyên, cái miệng nhỏ nhắn chợt mở lớn. Triệu Đức Nguyên thấy Lý Minh Châu không tin lời nói của mình thì cảm thấy có chút không thoải mái, hắn cố gắng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc nói, cô Lý, việc này tôi nói mà cô không tin sao? Không phải tôi không tin, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ, mà vị Cục trưởng Cục Công an tỉnh sao lại trở nên cứng tay như vậy rồi? Lý Minh Châu tuy còn trẻ nhưng cũng là người tám mặt lung linh, nàng thấy lời nói của mình làm cho Triệu Đức Nguyên không thoải mái, thế là nhanh chóng lên tiếng. Chương 1350, một có ân sủng thì hét lớn. Đàn ông tất nhiên lúc nào cũng muốn mình là người hiểu biết trước mặt phụ nữ, mặc dù người phụ nữ này không phải là người yêu của mình, thế nhưng nụ cười trên mặt Triệu Đức Nguyên vẫn sáng lạn. Hắn nhìn thoáng qua bộ ngực đang bị bó chặt của Lý Minh Châu. Sau đó nuốt nước miếng nói, Cục Công an khi nào thì mạnh tay cứng rắn như vậy. Chủ tịch Trừ chỉ thị thế nên Cục Công an tỉnh mới tận tâm như thế. Thì ra là Chủ tịch Trừ lên tiếng, hèn gì sự việc mới tiến triển như vậy. Nhưng lần này xem như Chủ tịch của chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với trưởng phòng Vương rồi. Lý Minh Châu nói đến trưởng phòng Vương thì hai mắt có vài phần mơ màng. Cảm giác mơ màng thế này của phụ nữ rõ ràng là đang sùng bái một người nào đó. Tuy Lý Minh Châu chỉ là hôm qua phụ vụ hội nghị thì được gặp tận mặt Vương Tử Quân, thế nhưng khi thấy trưởng phòng Vương ép cho Chủ tịch Trần không thở nổi, nàng sinh ra ý nghĩ muốn gả cho hắn. Nhưng Lý Minh Châu muốn gả cho Vương Tử Quân cũng không dễ dàng, trạch
chẳng qua đó là quyền lợi mơ tưởng của nàng, không ai cấm đoán được. Bây giờ nghe thấy thần tượng của mình gặp phải vấn đề, tất nhiên nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Khi Lý Minh Châu chuẩn bị tìm hiểu thêm vài thông tin từ miệng Triệu Đức Nguyên, chợt nghe thấy có người nói các anh chị đang làm gì mà náo nhiệt như vậy. Khi nhân viên công tác nghị luận về lãnh đạo của mình và bị người ta bắt quả tang thì căn bản sẽ rất kinh hoàng, Triệu Đức Nguyên và Lý Minh Châu không khỏi đưa mắt nhìn ra cửa, chợt thấy một người đàn ông hơn 20 tuổi mặc áo sơ mi quần tây đi vào. Khi thấy người này thì nụ cười trên mặt Lý Minh Châu càng thêm sáng lạn, nàng hầu như ghé sát vào người đàn ông kia, anh Tôn, anh xem mình kìa, đến cũng không nói một tiếng, thiếu chút nữa làm em sợ hét toáng lên rồi. Lý Minh Châu vừa nói vừa dùng tay khẽ vuốt bộ ngực cao ngất của mình, bộ dạng cực kỳ quyến rũ. Lúc này ánh mắt của Tiểu Tôn cũng bị nàng hấp dẫn, thế là không khỏi đưa mắt nhìn về phía bộ ngực của nàng. Gương mặt Triệu Đức Nguyên lại có vài phần lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó lại tươi cười nói với Tiểu Tôn, trưởng ban Tôn, anh đại giá quang lâm làm cho chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Mời anh ngồi, chỗ này của tôi có trà ngon, mời ngài nếm thử. Tiểu Tôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Triệu Đức Nguyên, sau đó dùng giọng lạnh nhạt nói, anh Triệu, anh cứ giữ lại trà của mình, bây giờ tôi có chuyện, cũng không có thời gian. Không có thời gian mà chạy đến nơi này, đúng là chó đuôi lớn, căn bản giả vờ làm quân tử. Tuy trong lòng thầm mắng nhưng Triệu Đức Nguyên vẫn phải cười nói, vậy thì chờ lần sau, nếu sau này trưởng ban Tôn có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau dùng trà. Tuy Lý Minh Châu và Triệu Đức Nguyên không có chút quan hệ gì, thế nhưng Triệu Đức Nguyên vẫn cảm thấy mình là người đến trước, thế nên có chút chủ quyền riêng. Tuy chủ quyền này chính là thứ mà chính hắn tự nhận định, căn bản không có hiệu lực pháp luật, nhưng như vậy thì có sao? Dù gì thì hắn cũng là người ở gần hơn. Thấy được ánh trăng sớm và sáng hơn. Được rồi, lần sau nhất định sẽ uống. Tiểu Tôn đang nói thì đưa mắt nhìn Lý Minh Châu, em Minh Châu, giúp anh tìm số liệu vận hành kinh tế của thành phố trong năm nay. Mặc dù Tiểu Tôn không phải là lãnh đạo trực tiếp của Lý Minh Châu, thế nhưng Lý Minh Châu căn bản không cho ra bất kỳ lời dị nghị nào với sắp xếp của Tiểu Tôn. Triệu Đức Nguyên thì thầm oán trong lòng, lúc này cũng phải nhiệt tình đi tìm tài liệu cho Tiểu Tôn. Trưởng ban Tôn, sao anh lại đến đây tìm tài liệu này? Lý Minh Châu có ưu thế của một nữ cán bộ, nàng vừa lật xem tư liệu vừa khẽ hỏi. Anh cũng không muốn gây phiền cho em, chẳng qua chủ tịch đang cần. Tiểu Tôn ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Lý Minh Châu, hắn trêu đùa, vẫn là ghế của Minh Châu thì tốt, ngồi xuống đã thấy hương thơm tươi mát. Anh Triệu, tiểu tử anh rõ ràng có phúc, văn phòng ở trong bụi hoa, căn bản là sướng chết người. Triệu Đức Nguyên cười ha hả nói, trưởng ban Tôn, anh cũng không biết tôi căn bản là rất dày vò, tuy hương thơm ngát nhưng tâm tư của Minh Châu lại đặt lên người khác mất rồi. Hai người nói đùa với nhau vài câu, Lý Minh Châu đã lấy ra một văn kiện, sau đó nàng đưa cho Tiểu Tôn rồi nói, trưởng ban Tôn, hai anh rõ ràng là không đứng đắn, tôi sẽ nói những lời của hai anh cho chị nhà nghe đấy. Ha ha ha, Minh Châu thật sự lợi hại, nhưng anh không sợ. Chỉ sợ anh Triệu sẽ gặp vấn đề mà thôi. Thế này đi, xem như anh nói sai lời, anh xin lỗi em, mà cũng mong em đừng làm khó anh Triệu. Tiểu Tôn tiếp nhận tài liệu rồi cười hì hì nói. Trưởng ban Tôn, có phải là có vấn đề gì về số liệu nên Chủ tịch Trần mới tìm lại văn kiện này không? Triệu Đức Nguyên là một phó chủ nhiệm, vị trí của hắn trong văn phòng căn bản là khá chính đáng, hắn chỉ sợ làm cho lãnh đạo nổi giận, thế nên dùng giọng chú ý hỏi Tiểu Tôn. Con số cũng không có gì sai, hơn nữa dù có sai sót thì lãnh đạo cũng không truy cứu. Tiểu Tôn cầm tài liệu lên, sau đó xoay người rồi nói, Chủ tịch Trần sẽ tham gia hội nghị kinh tế toàn tỉnh vào sáng nay, thế nên muốn làm quen với số liệu một chút. Tiểu Tôn nghênh ngang rời đi, Triệu Đức Nguyên tiễn chân ra đến ngoài cửa. Dù gương mặt Triệu Đức Nguyên căn bản là cười tươi như hoa, thế nhưng sau khi đối phương rời đi thì nhanh chóng trầm xuống. Khi hắn đang cảm thấy có chút bức bối, thậm chí là vừa ghen ghét vừa hâm mộ Tiểu Tôn, chợt nghe thấy Lý Minh Châu dùng giọng có chút trần trờ nói, không phải có Chủ tịch Vương tham gia hội nghị kinh tế toàn tỉnh sao? Vì sao bây giờ lại là Chủ tịch Trần đi tham gia hội nghị? Chủ tịch Vương chính là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Hồng, hắn là người được xác định tham gia hội nghị kinh tế toàn tỉnh, nhưng bây giờ lại đổi thành Chủ tịch Trần, căn bản có vài vấn đề khó nghĩ ra. Triệu Đức Nguyên vốn cũng không thoải mái,
lúc này bị câu nói của Lý Minh Châu làm cho bừng tỉnh, hắn trầm ngâm giây lát thì hiểu ra vấn đề. Hắn ngồi xuống ghế uống một hớp nước, sau đó mới dùng giọng có vài phần ý nghĩa dạy bảo nói, Minh Châu, cô cũng không biết đấy thôi, thực tế thì sự việc này rất đơn giản. Hôm qua Chủ tịch Trần xem như bị mất mặt, bây giờ đã tìm được thể diện của mình, tất nhiên phải lộ mặt nhiều hơn, cô nói xem có đúng không? Lý Minh Châu có chút ngạc nhiên, nàng không thể tin được, thế nhưng vẫn cảm thấy lời nói của Triệu Đức Nguyên có vài phần đúng đắn. Hi hi, không cần làm cho hình tượng của lãnh đạo thêm thần bí như vậy, năm xưa Sở Bá Vương còn nói công thành danh toại không khác gì Cẩm Y Dạ Hành, huống hồ là Chủ tịch Trần. Chương 1350, hai có ân sủng thì hét lớn. Chủ tịch Vương, công tác tài chính thuế vụ chính là một trong những cơ sở phát triển của thành phố Đông Hồng, anh nhất định phải nắm chắc công tác này. Lúc này tổ chức hội nghị tài chính thuế vụ, anh nên khen thưởng thì khen thưởng, nên phê bình thì phê bình, nếu có người nào không ủng hộ công tác của anh cứ nói với tôi sẽ thu thập bọn họ. Trần Gia Hòa vừa đi ra ngoài vừa nói với Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Hồng là Vương Gai Huy ở bên cạnh. Vương Gai Huy là một người hơn 50 tuổi, bộ dạng mập mạp làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm ổn trưởng thành. Hắn đi bên cạnh Trần Gia Hòa nhỏ hơn mình 10 tuổi nhưng vẫn dùng giọng cung kính nói, Chủ tịch Trần, ngài yên tâm, tôi sẽ nhất định truyền đạt xuống người bên dưới chỉ thị của ngài. Trần Gia Hòa khẽ gật đầu, hắn bày ra bộ dạng chờ tin tức tốt từ anh. Sau khi lái xe mở cửa xe, hắn ngồi vào bên trong. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Vương Giai Huy ở phía sau, đó là một gương mặt cười tươi hớn hở, nhưng Trần Gia Hòa căn bản biết gương mặt kia căn bản chưa từng bao giờ đồng lòng với mình. Đừng nhìn vào nụ cười sáng lạn của Vương Giai Huy mà lầm, rõ ràng là người này có chút thất ý, còn hôm qua thì sao? Hôm qua gương mặt người này căn bản rất nghiêm túc, thế nhưng rõ ràng là vui mừng như nở hoa. Trước khi Trần Gia Hòa tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Hồng, Vương Giai Huy vẫn luôn là một nhân tuyển cạnh tranh cực mạnh cho vị trí này. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là Trần Gia Hòa tiến lên ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố. Vương Giai Huy tỏ thái độ vô cùng tốt, nói là nhất định sẽ phối hợp công tác với chủ tịch Trần, thế nhưng thực tế có chuyện gì xảy ra thì ai cũng hiểu rõ ràng. Lúc này Trần Gia Hòa sẽ đến tỉnh ủy để làm nổi bật tâm tư của mình, hắn cũng không phải chỉ có một lựa chọn như vậy. Hắn cướp mất miếng ăn trong miệng của Vương Giai Huy, cướp lấy vinh quang đến tham gia hội nghị kinh tế toàn tỉnh, căn bản làm cho Vương Giai Huy không được thoải mái. Trần Gia Hòa chưa từng bao giờ tỏ ra thương tiếc Vương Giai Huy, mình thương tiếc người ta thì ai thương tiếc cho mình. Nếu như không phải hôm qua Chủ tịch Trử ra tay giúp đỡ, chỉ sợ lúc này đã hóa thành đối tượng cười nhạo của đám người Vương Giai Huy. Lần này Trần Gia Hòa đến tham gia hội nghị trong tỉnh rõ ràng là một cách thức bày tỏ thái độ. Hắn là một cán bộ cấp phó tỉnh, hắn tin tưởng tin tức mình bị Vương Tử Quân chèn ép ở hội nghị ngày hôm qua đã được truyền đi khắp nơi. Sau đó Chủ tịch Trử xuất hiện giúp đỡ mình, mặc dù mình không nói đến chuyện này, thế nhưng biểu hiện của nó là quá rõ ràng, không thể che giấu được. Nếu như mình không lên tiếng, người ta sẽ cho rằng mình là quả hồng mềm, muốn hái thế nào thì hái. Hội nghị kinh tế toàn tỉnh là một hội nghị quan trọng đối với các phương án vận hành kinh tế trong tỉnh. Khi Trần Gia Hòa xuống xe thì bên ngoài bãi đỗ xe đã dừng đầy các loại xe. Khi hắn xuống xe, một chiếc xe có biển số thành phố Ngân Bằng chậm rãi chạy đến và dừng lại. Chủ tịch Trần, anh căn bản làm cho tôi cảm thấy rất bội phục đấy. Một gương mặt với nụ cười tươi rói xuất hiện, nhưng nụ cười của đối phương lại làm cho Trần Gia Hòa sinh ra cảm giác ngoài cười trong không. Trần Gia Hòa tất nhiên không xa lạ gì người này, chính là Chủ tịch thành phố Ngân Bằng Cảnh Kính Anh. Cũng có cấp phó tỉnh như hắn. Hai người vốn có sự cạnh tranh về vị trí, hơn nữa hai thành phố Ngân Bằng và Đông Hồng cũng có cạnh tranh với nhau, thế cho nên căn bản không thể nào là bạn bè tốt được. Sau khi nghe những lời cực kỳ có ý nghĩa của Cảnh Kính Anh, Trần Gia Hòa cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hắn cũng không muốn gương mặt không thoải mái của mình rơi vào trong mắt Cảnh Kính Anh, hắn cười hì hì nói, được lãnh đạo coi trọng cũng là thứ mà tôi không thể làm cách nào khác đi được. Trần Gia Hòa cố ý dùng giọng trịnh trọng nói mình được lãnh đạo coi trọng, lời vừa ra khỏi miệng thì không khỏi làm cho gương mặt Cảnh Kính Anh chợt biến đổi. Dù trên mặt Cảnh Kính Anh vẫn treo nụ cười nồng nhiệt, thế nhưng Trần Gia Hòa có thể khẳng định đối phương vừa bị lời nói của mình kích thích. Chủ tịch Trần, tôi nói với ngài một câu thật lòng, oan gia nên giải không nên kết,
có vài người không nên đắc tội thì hay hơn. Cảnh Kính Anh sóng vai cùng Trần Gia Hòa đi vào trong phòng họp, vừa đi vừa dùng giọng thấm thía khuyên nhủ. Trần Gia Hòa nghe và hiểu lời nói của Cảnh Kính Anh, những lời này căn bản là sự thật. Nhưng hắn đắc tội với Vương Tử Quân cũng không còn cách nào hơn, không có lựa chọn nào khác. Sau khi nghe xong lời khuyên bảo ngoài cười trong không của Cảnh Kính Anh, hắn thầm hận người này rõ ràng là đang sát muối vào vết thương trong lòng mình, thế nên hắn dùng giọng không chút yếu thế nói, anh Cảnh, những người tính cách hiền lành như anh là không được, việc nhỏ có thể nói đến đoàn kết, nhưng việc lớn cần phải quan tâm đến nguyên tắc. Chủ tịch căn bản rất không thích những người có tính cách như anh. Ha ha ha, Cảnh Kính Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Gia Hòa rồi cười khan một tiếng, cũng không nói thêm điều gì. Tuy hắn không thích bộ mặt trẻ tuổi đắc chí càn rỡ của Trần Gia Hòa, thế nhưng lúc này hắn biết mình có nói gì thêm cũng tốn nước miếng, căn bản là không chiếm được tiện nghi từ người Trần Gia Hòa. Khi Trần Gia Hòa đi vào phòng họp, chợt có người đưa tay lên vẫy vẫy, Chủ tịch Trần, ngồi bên này đi. Trần Gia Hòa nhìn về phía người vẫy tay với mình, hắn đi đến nói, Bí thư Thích, sao ngài lại đến đây? Trần Gia Hòa căn bản có quan hệ không tệ với Thích Phúc Lai, mặc dù Trần Gia Hòa có cấp bậc cao hơn, thế nhưng hắn biết Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ và vẫn có nhiều thứ không thua kém mình. Biết đâu Thích Phúc Lai sẽ có một ngày đột nhiên nổi tiếng, sẽ nhảy lên làm thường ủy tỉnh ủy. Một người có tiềm lực như vậy sao không chú trọng kết giao cho được? Chủ tịch thành phố chúng tôi đến thủ đô bàn về một hạng mục, thế nên không thể đến được, những người khác thì đang bận, tôi căn bản đang có chút thời gian, thế cho nên đến tham gia hội nghị. Thích Phúc Lai chờ Trần Gia Hòa ngồi xuống thì cười nói. Trần Gia Hòa không chút tin tưởng lời nói của Thích Phúc Lai, người ta bận rộn mà Thích Phúc Lai có thời gian sao? Đúng là chỉ có thể gạt con nít mà thôi, nếu như không phải là chủ tịch trừ tự mình tham dự hội nghị này. Như vậy chỉ sợ Thích Phúc Lai anh đã không điên cuồng chạy đến tham gia rồi. Nhưng có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng là được, nói thẳng ra căn bản là không hay. Thế cho nên Trần Gia Hòa mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề. Khi hắn và Thích Phúc Lai đang nói về hợp tác giữa hai thành phố, chợt Thích Phúc Lai khẽ nói, Chủ tịch Trần, tối nay chúng ta phải uống vài ly mới được. Thứ nhất là chúc mừng cậu, thứ hai cũng là cảm ơn cậu đã cho tôi thời gian thở một hơi. Thích Phúc Lai dù không nói rõ nhưng Trần Gia Hòa căn bản hiểu rõ chúc mừng như vậy là có ý gì. Chuyện này trong mắt người ta thì căn bản rất đáng được chúc mừng, vì hắn không những bảo vệ được thanh danh của mình, hơn nữa danh vọng cũng tăng tiến. Chương 1351, lãnh đạo nghỉ ngơi một chút, cột cờ tôi khiêng thay cho ngài. Ngay từ đầu hắn đã nhận được sự giúp đỡ của Chủ tịch Trử, như vậy đã hoàn toàn nắm chắc khả năng là người thay thế cho vị trí của Trử Vận Phong ở Nam Giang. Thích Phúc Lai nói lời cảm ơn có ý gì? Trần Gia Hòa căn bản cũng hiểu rõ. Thích Phúc Lai căn bản không đối phó được với Vương Tử Quân. Nếu như không phải Vương Tử Quân vung tay ngăn cản thì Thích Phúc Lai biết đâu đã là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Ha ha ha, bí thư Thích, thành phố Đông Hồng chúng tôi sao lại để cho anh phải mời khách, nếu truyền ra ngoài không phải bị người ta cười không biết lễ tiết sao? Trần Gia Hòa khẽ đụng người lên người của Thích Phúc Lai rồi khẽ nói. Thích Phúc Lai cười hì hì nói, Chủ tịch Trần, nếu là khi khác anh nói tôi không được mời khách thì căn bản còn không muốn, nhưng lúc này tôi nhất định phải mời khách. Chuyện hôm qua làm tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi cho rằng cậu sẽ bại, không ngờ cậu lại có thể làm cho Chủ tịch Trử ra tay giúp đỡ. Khi Trần Gia Hòa định nói đùa thêm vài câu với Thích Phúc Lai, chợt nghe có người chào hỏi, Chủ tịch Trần, đã vài ngày không gặp, có phải hôm nay anh nên mời cơm rồi không? Trần Gia Hòa quay đầu nhìn, thấy người mở miệng là trưởng phòng Lý Chiến Quốc của phòng tài chính tỉnh. Tuy cấp bậc của Lý Chiến Quốc có thấp hơn hắn một chút, thế nhưng người này căn bản là thần tài trong tỉnh Nam Giang, thế cho nên hắn căn bản tình nguyện tiếp chuyện với đối phương. Lý Chiến Quốc lên tiếng chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó có nhiều người đến tiếp cận Trần Gia Hòa để nói những lời thân mật. Tuy những người này nói lời nào cũng cực kỳ chú ý. Thế nhưng Trần Gia Hòa căn cứ vào đó để thấy được mình căn bản giống như là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Những người kia căn bản đang vận chuyển chung quanh mình. Tuy trước kia Trần Gia Hòa cũng luôn được hưởng cảm giác sao sáng vây quanh trăng, thế nhưng tình huống hiện tại căn bản là không giống, vì người vây quanh hắn căn bản là khác biệt. Trước kia đám người vây quanh hắn chủ yếu là cấp dưới, bây giờ đổi lại là những người có vị trí tương đương với hắn.
Những người này có vị trí không thấp hơn mình, thế nhưng bọn họ lại nói với Trần Gia Hòa những lời như vậy, nguyên nhân chính là vị trí của hắn được xác lập. Kết quả này chính là thứ mà Trần Gia Hòa căn bản là khó dự liệu được. Xem ra hội nghị lần này chính là cơ hội để mình đẩy mạnh tâm tư nhân vật. Trần Gia Hòa hắn được chủ tịch Trừ Tô Đậm, lúc này lại được đám người Thích Phúc Lai hưởng ứng, thế nên việc tiến lên thêm một bước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Khi Trần Gia Hòa đang cảm thấy rất vui thì Thích Phúc Lai khẽ vỗ lên vai một cái, hắn nhìn theo ánh mắt của Thích Phúc Lai, chợt thấy chủ tịch Mạnh Chí Đạo của thành phố Ô Phổ đang ngồi cách đó không xa. Mạnh Chí Đạo từ vị trí một phó bí thư ủy ban tư pháp bị cho ra rìa tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, bên trong đó là công lao của ai, căn bản người ngồi đây đều hiểu rõ ràng, càng có nhiều người đưa Mạnh Chí Đạo lên con thuyền của phái Vương Tử Quân. Trần Gia Hòa cũng không có giao tình với Mạnh Chí Đạo, tuy hắn đã vạch mặt với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không muốn làm ra những chuyện làm mất mặt khi trêu chọc Mạnh Chí Đạo. Trần Gia Hòa không làm thì chưa hẳn người khác sẽ không làm. Khi hắn đờ nát suy tư nên tăng tiến quan hệ của mình với chủ tịch Trử Vận Phong như thế nào thì chợt nghe Thích Phúc Lai lớn tiếng nói với Mạnh Chí Đạo, "Chủ tịch Mạnh, trưa nay mọi người định làm thịt chủ tịch Trần, anh cũng không nên không đến được." Thích Phúc Lai nói một câu như vậy căn bản là thu hút ánh mắt nhìn về phía Mạnh Chí Đạo, không biết ai nở nụ cười đầu tiên, lúc này trong phòng họp đầy tiếng cười. Vẻ mặt Mạnh Chí Đạo tuy bình thường nhưng Trần Gia Hòa xem ra đó chỉ là cố gắng chống đỡ vẻ bề ngoài mà thôi, cũng chẳng có gì là quá hay ho. Nhưng lúc này hắn lại có chút tiếc nuối, đó chính là đổi Mạnh Chí Đạo là người kia, như vậy chắc chắn mình sẽ càng thoải mái hơn. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Trần Gia Hòa cảm thấy điều này là không thể, vì nếu người kia ngồi đó, chưa nói đến phương diện Thích Phúc Lai có dám lên tiếng hay không, chỉ sợ đám người ngồi nơi đây cũng không dám cười. Trần Gia Hòa nghĩ đến những thứ này mà không khỏi sinh ra động lực cho mình, hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, cuộc sống sau này sẽ cho đối phương biết thế nào là lợi hại, sẽ cho đối phương nếm mùi vị của thất bại. Trử Vận Phong đến, các vị phó chủ tịch tỉnh cũng ngồi lên vị trí của mình, hội nghị kinh tế toàn tỉnh Nam Giang bắt đầu. Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý kinh tế là Kim Hành Thuấn đặc biệt cho ra báo cáo về kinh tế trong tỉnh, chủ tịch Trử Vận Phong cũng cho ra không ít lời bình. Trần Gia Hòa căn bản cực kỳ chú tâm đến lời phát biểu của Trử Vận Phong, tuy bên trong có không ít lời khách sáo, thế nhưng phần lớn là lời nói ẩn giấu ý nghĩ của Chủ tịch Vận Phong. Trần Gia Hòa nghĩ rằng mình chỉ cần sắp xếp theo đúng như tinh thần chỉ thị này, như vậy sẽ càng được Chủ tịch Trử Vận Phong coi trọng, mà người kia cũng không dễ dàng động vào hắn được nữa. Tút tút tút, điện thoại khẽ chấn động, Trần Gia Hòa cầm lấy nhìn thoáng qua. Thấy có một tin nhắn với nội dung, khi nào có thời gian thì tụ tập cho vui. Những tin nhắn này Trần Gia Hòa căn bản là nhận được khá nhiều, hôm nay cũng một tin nhắn như vậy làm cho hắn cảm thấy vui mừng, vì người nhắn tin đến chính là Trân Hồng Lỗi. Đây là một chiến tướng của Trử Vận Phong, thế nên vị trí của Trân Hồng Lỗi là cực kỳ quan trọng, bây giờ đối phương đặc biệt tìm đến hắn, ý nghĩa của nó là gì thì quá rõ ràng rồi. Tốt quá, Trần Gia Hòa nhắn lại một tin. Hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lúc này hắn đã xác định quy hoạch phát triển của thành phố Đông Hồng, bây giờ mọi thứ càng thêm rõ ràng. Hắn tin chỉ cần sắp xếp theo quy hoạch này, nhất định sẽ nâng cao vị thế của hắn trong lòng chủ tịch Trử lên độ cao mới. Khi hội nghị trải qua một giờ, thư ký Sa Tiểu Cường của Trử Vận Phong đi đến, vẻ mặt tuy không có gì khác trước, thế nhưng Trần Gia Hòa lại cảm thấy bước chân của người này có hơi rối loạn. Trần Gia Hòa sở dĩ có kết giao với Sa Tiểu Cường, tuy nguyên nhân chủ yếu vì Sa Tiểu Cường là thư ký của Chủ tịch Trử Vận Phong, thế nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là ở chính bản thân Sa Tiểu Cường. Có một số phương diện mà Sa Tiểu Cường căn bản có khí độ và trưởng thành còn mạnh hơn các nhân vật nắm quyền một phương trong tỉnh. Nhưng hôm nay làm sao vậy? Sa Tiểu Cường sao lại đi đứng rối loạn như thế? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Trần Gia Hòa suy tư xem rốt cuộc có chuyện gì mà làm cho thư ký của Chủ tịch Trử Vận Phong hoảng loạn như vậy. Trử Vận Phong cũng thật sự giật mình, đây là có chuyện gì phát sinh. Khi lão đang rất nghi hoặc thì Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị cũng đã nói xong. Biết đâu sự việc này không liên quan đến thành phố Đông Hồng. Trần Gia Hòa tự an ủi mình, thật ra Nam Giang có nhiều thành phố, sự việc có thể làm cho vẻ mặt Trử Vận Phong biến đổi cũng chưa chắc chỉ liên quan đến thành phố Đông Hồng. Tút tút tút, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên,
một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của Trần Gia Hòa. Tin nhắn này chỉ hơn 100 chữ, thế nhưng Trần Gia Hòa vốn tràn đầy lực lượng lại giống như bị mang đi hấp trong lòng. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, sau khi dụi dụi mắt thì nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại. Sao lại như vậy? Trần Gia Hòa nhìn nội dung tin nhắn mà sinh ra cảm giác tan vỡ. Chương 1352, một tên lính lạc đàn. Ngay ngày hôm sau thì khắp đường lớn ngõ nhỏ đã ồn ào xôn xao, mọi người đều kháo nhau về thông tin chấn động trên mặt báo, mọi người căn bản đều cảm thấy đau đớn. Vô tình mọi người giống như bị cuốn theo dòng chảy tin tức, ngàn vạn người căn bản có vẻ mặt hoảng hốt, khóc không ra tiếng. Mọi người căn bản là đồng tình, thậm chí còn có nhiều người khóc thương, đây là một người vợ nhân tình như thế nào? Nhân gian đều có chân tình, vì sao bọn họ lại giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn? Đơn giản là bọn họ có quan hệ vợ chồng, không phải là có người đang muốn làm đảo loạn cuộc sống của bọn họ sao? Nếu như không phải vì sự trong sạch của chồng, những người dân có tâm tính thiện lương kia tin tưởng cô gái xinh đẹp thanh xuân kia sẽ không bao giờ nói ra bí mật mình cất giữ trong lòng nhiều năm qua như vậy. Trưởng phòng Vương, anh xem, sự kiện này vẫn được truyền bá ra ngoài. Đoạn Văn Đống ở đầu dây bên kia dùng giọng ngập ngừng nói. Lúc này Vương Tử Quân tuy cực kỳ cảm khái thế nhưng cũng hiểu đó là bình thường, hắn chợt có chút cảm động, vụ án này được nhân dân chú ý trọng điểm, thế cho nên khó thể nào áp chế được tin tức chấn động như vậy. Đoạn Văn Đống trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, thậm chí phóng viên đã đưa tin tức này lên Internet. Nhiều phóng viên sau khi nghe được thông tin thì căn bản khó thể nào chần chờ được. Bọn họ cảm thấy đây là tin tức có tính bùng nổ rất mạnh, sao có thể thờ ơ cho được. Thế nên càng phải được bọn họ chú trọng đưa tin mới đúng. Nhưng Đoạn Văn Đống cũng không đành lòng để cho người phụ nữ nhu nhược lại bị tổn thương tinh thần vì những lời ồn ào của dư luận bên ngoài. Chỉ là tình thế hiện tại đã thoát ly khỏi tầm khống chế của một người là cục trưởng cục công an thành phố như Đoạn Văn Đống, vừa rồi thấy phóng viên cố gắng tiếp cận Tiểu Mộ thì hắn căn bản còn cực kỳ căm tức. Hắn muốn trách mắng đám người chỉ biết gây rối kia một trận theo bản năng, các anh làm loạn như vậy, để lộ tin tức của người ta, các anh có thông báo với người ta một tiếng không? Có bắt chuyện với chính quyền hay không? Dù các anh không phải là báo đảng thì cũng phải có lương tri của một nhà báo phóng viên chứ? Sao có thể chọc ra sự kiện như vậy mà không lời phân trần cho được? Khi lời nói sắp ra khỏi miệng thì cảm xúc của Đoạn Văn Đống cũng không quá tốt. Nhưng hắn chợt thấy một phóng viên chen đến với micro trên tay, lại có tiêu chí của báo pháp luật Nam Giang. Hắn nhìn mà hoảng sợ, vì thế tranh thủ nở nụ cười chân thành nói, cảm ơn các đồng chí đã giám sát dư luận, hoan nghênh các đồng chí đã tiến thêm một bước đưa tin để đẩy mạnh điều tra bắt giữ tội phạm. Lời nói ngược này của Đoạn Văn Đống căn bản làm cho đám phóng viên càng thêm vui vẻ, càng thêm sống động. Lúc này sự thật đã quá rõ ràng. Nhưng Đoạn Văn Đống vẫn cảm động vì tình yêu của Tiểu Khương và Tiểu Mộ. Hai người này căn bản không có tiếng tăm gì, thế nhưng câu chuyện của bọn họ lại đang làm cho nhiều người cảm động không thôi. Các anh cần phải xử lý thích đáng chuyện này. Vương Tử Quân nói những lời này với Đoạn Văn Đống rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân tuy không biết tình hình hiện tại là như thế nào, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy sự kiện biến chuyển là cực kỳ tốt cho một người có tinh thần trọng nghĩa như Tiểu Khương. Sở dĩ hắn gây áp lực với Trần Gia Hòa, nói trắng ra chính là bảo vệ vị trí của Niên Chí Tân, nhưng sự việc phát triển ngoài sức dự đoán của hắn. Những người trước đó đắc ý chắc bây giờ đã ngồi không yên được nữa rồi. Nhưng như vậy cũng không làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui vẻ, hắn thậm chí còn không muốn mở rộng sự kiện này để làm gì. Tuy lợi dụng chuyện này có thể có được mũi dao sắc bén để hạ gục đối phương, thế nhưng nhìn từ góc độ lương tâm, Vương Tử Quân cảm thấy lợi dụng nó là quá hèn mọn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi nghe máy. Trưởng phòng Vương, tôi là Lỗ Kính Tu, ngài có nghe qua những chuyện đang phát sinh hay không? Vương Tử Quân biết rõ Lỗ Kính Tu nói chuyện gì, hắn gật đầu nói, Bí thư Kính Tu, tôi có nghe nói về chuyện này. Lỗ Kính Tu giống như đã hiểu lời nói không quan tâm của Vương Tử Quân. Hắn có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng mở miệng nói, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy rất đau lòng vì những kết luận quá khinh suất của đám người chân hồng lỗi, tôi cảm thấy đây là tác phong công tác có vấn đề. Chuyện của Tiểu Khương căn bản là quá chấn động, thế nhưng bài học của nó là chúng ta không nên cứ cho ra những suy đoán và kết luận quá chủ quan được.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy hắn không muốn nói nhiều đến chuyện này, thế nhưng cũng không thể để cho Tiểu Khương bị tổn thương như vậy được. Vì sao Tiểu Khương đi tìm gái làng chơi, mà tổ điều tra tệ nạn xã hội của Cục Công an thành phố Lâm Hồ lại đến kịp thời như vậy? Vì sao bây giờ lại luôn miệng một lời nói rằng Tiểu Khương vì vô ý mà rơi xuống lầu? Rốt cuộc là ai sai ở vụ án này, tất cả vấn đề phải được điều tra rõ ràng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, Bí thư Kính Tu, tôi cho rằng tính chất của vụ án này là quá ác liệt, nếu như Trần Hồng Lỗi không điều tra rõ ràng sự việc, tôi sẽ đề nghị với tỉnh ủy, đổi người có biện pháp điều tra rõ ràng đến làm chủ công tác của Cục Công an tỉnh. Lỗ Kính Tu chợt kinh hoàng, hắn liên hệ với Vương Tử Quân với mục đích gì thì không cần nói cũng biết. Nhưng thái độ của Vương Tử Quân là quá kiên quyết, điều này làm hắn cảm thấy rất bất ngờ. Với vị trí và tính cách của Vương Tử Quân, nói đề nghị thay người cũng căn bản là không cho chút dư âm quay về với Trần Hồng Lỗi. Mặc dù Lỗ Kính Tu là bí thư ủy ban tư pháp, thế nhưng hắn cũng biết rõ mình căn bản không dám nói ra những lời như vậy. Đây có lẽ là vì mình quá cẩn thận và chặt chẽ, cũng có thể là. Lỗ Kính Tu căn bản không muốn nghĩ thêm, hắn biết kế tiếp mình nên làm gì, nhưng hắn không muốn thừa nhận sự yếu kém của mình. Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, nếu như không điều tra rõ ràng vụ này thì tôi sẽ không từ bỏ ý đồ. Bí thư Lỗ, có cần tôi gọi điện thoại cho Trần Hồng Lỗi, để anh ấy đến gặp mặt một chuyến không? Vu Trường Long dùng ánh mắt chú ý nhìn Lỗ Kính Tu rồi khẽ xin chỉ thị. Vu Trường Long luôn là người giỏi luồn cúi, hơn nữa được Vương Tử Quân đề cử nên nhanh chóng là tâm phúc của Lỗ Kính Tu. Khi công tác của Lỗ Kính Tu dần được triển khai mở rộng ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, vị trí của Vu Trường Long càng thêm quan trọng đối với Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu trầm ngâm giây lát, sau đó hắn vỗ tay lên bàn nói, lúc này Cục trưởng Trần rất bận rộn, chúng ta nên tự mình đến gặp thì hay hơn. Khi Lỗ Kính Tu đang ngồi lên xe chạy đến Cục Công an tỉnh, lúc này Trần Hồng Lỗi đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn lên một trang web đang mở ra trên màn hình, là một trang báo giải trí. Chương 1352, hai tên lính lạc đàn. Phải nói là bài viết này cực kỳ kém, sau khi xem xong thì người ta căn bản không khỏi thầm nghĩ, một người có bệnh không tiện nói ra, sao có thể đi tìm gái làng chơi được. Trần Hồng Lỗi cảm thấy chướng mắt vì tiêu đề của bài viết, gương mặt cũng trở nên đen nhẻm, hắn vô thức cảm thấy tình thế khó khăn đang ùn ùn kéo đến. Có y học vào cuộc chứng minh, có bác sĩ phụ trách hiện trường cho ra lời phát biểu. Những thứ này đủ chứng minh tất cả là thật. Trần Hồng Lỗi sao lại phạm vào sai lầm như vậy? Rõ ràng lướt qua kết luận của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Bây giờ thì tốt lắm, một người bị ép tội mua dâm lại có bệnh không tiện nói ra, tất cả trở thành trò cười cho bản dân thiên hạ. Hơn nữa Trần Hồng Lỗi cho ra quyết định xử lý càng đắc tội với người kia. Dựa theo tính cách có thù tất báo của người kia, hắn có thể dự cảm được tương lai không xa mình sẽ nhận lại gấp 10 lần những gì cho đi. Hắn thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy sau lưng lạnh như băng. Chỗ dựa lớn của mình có thể đứng ra nói vài lời hòa giải hay không? Trần Hồng Lỗi nghĩ như vậy mà thầm cười khổ. Chủ tịch Trừ tự mình cho ra chỉ thị, đã đặt hắn vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Bây giờ nếu muốn giải vây cho hắn thì quá khó khăn, thậm chí là lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ hắn sẽ gặp phải hoàn cảnh cây đại thụ sau lưng ngã lên người? Trần Hồng Lỗi nghĩ như thế và cảm thấy không rét mà run. Một khi xuất hiện bại cục thì tình cảnh của hắn là cực kỳ khó khăn, công tác sẽ bị cản tay liên tục. Theo như hắn phán đoán, trong Nam Giang này ngoài chủ tịch Trử thì không còn ai có thể giúp mình, hắn giống như là một binh lính lạc bầy giữa chiến trường sôi động. Quan trường có nguy hiểm của riêng nó, người người đứng vào hàng đều phải cực kỳ cẩn thận, điều này hầu như là ai trong quan trường cũng hiểu rõ và cố gắng làm cho tốt. Nhưng nếu như anh lúc nào cũng bảo trì trạng thái ung dung, căn bản là trung lập, không quá dựa vào ai, anh cũng có quan hệ không tệ trong quan trường. Chẳng qua bất kỳ phe phái nào cũng không bao giờ chấp nhận những người như vậy quay đầu vào trong hàng ngũ của mình. Nửa giờ trước Trần Hồng Lỗi vẫn còn đang cực kỳ sảng khoái, nhưng bây giờ sau khi xem thông tin thì căn bản cảm thấy khốn khổ, dòng tiêu đề liên tục nhấp nháy của tờ báo mạng càng giống như đang cười nhạo hắn. Trần Hồng Lỗi vốn cho rằng mình chiếm hết tất cả thượng phong trong sự kiện này, cũng xem như quét xác trên uy tín của người kia, thế nhưng không ngờ bây giờ sự việc quay đầu, vị trí của mình căn bản đang lung lay sắp đổ. Chuông điện thoại vang lên,
Trần Hồng Lỗi nhìn qua số điện thoại gọi đến, vẻ mặt hắn chợt có chút hy vọng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới nhấc điện thoại lên nói, chào anh, tôi là Trần Hồng Lỗi. Cục trưởng Trần, chủ tịch nói tôi hỏi anh một câu, có phải sự thật là như vậy không? Giọng nói của Xà Tiểu Cường từ bên kia truyền đến, tuy giọng nói không nóng không lạnh thế nhưng cũng không phải là tươi cười hớn hở như ngày thường. Trần Hồng Lỗi trầm ngâm giây lát rồi báo cáo chi tiết, tuy trước mắt còn chưa nhận được báo cáo chính xác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng độ tin cậy của sự việc này là rất cao. Chủ tịch Trừ nói nếu như chuyện này là thật, anh ấy cảm thấy rất vui mừng. Dù sao thì sự kiện này cũng chứng minh hàng ngũ công an căn bản là chống lại khảo nghiệm, không làm tổn hại đến hình tượng đối với nhân dân. Chủ tịch yêu cầu ngài nhất định phải điều tra chân tướng vụ việc này cho rõ ràng, cho ra một câu trả lời thuyết phục với nhân nhân của đồng chí Tiểu Khương. Lời nói của Xà Tiểu Cường làm cho Trần Hồng Lỗi có chút choáng váng, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ý nghĩa, đó chính là hắn nên chủ động điều tra cho rõ, chiếm thế chủ động cuối cùng trong sự kiện này. Mong lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng xử lý vụ này, tuyệt đối không làm cho anh hùng phải đổ lệ. Trần Hồng Lỗi dùng giọng điệu chuẩn xác để đảm bảo với Xà Tiểu Cường, sau đó hắn nghe thấy bên kia cúp điện thoại. Trần Hồng Lỗi chuẩn bị tranh thủ điều tra sự việc, nhưng bàn tay của hắn lại đặt lên điện thoại. Khi hắn chuẩn bị gọi đi, một dãy số lạ chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tuy đó là một dãy số lạ, thế nhưng khi mà Trần Hồng Lỗi nhìn vào những con số cuối thì tâm tình chợt biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ của mình, sau đó hạ thấp âm thanh nói, alo, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ha hả, sau đó chợt nghe thấy có người nói, sự việc có biến, có phải thật sự là vậy không? Trần Hồng Lỗi rất muốn nói những thứ này là vô căn cứ, thế nhưng hắn tin tưởng đối phương cũng có tin tức xác thực. Sở dĩ đối phương gọi điện thoại cho mình cũng là vì muốn xem thái độ của mình là thế nào, nếu như hắn nói ngược, không phải là tự làm khó mình sao? Trần Hồng Lỗi trầm mặc rõ ràng là chứng minh lời nói của đối phương là sự thật, người bên kia cũng hiểu điều này. Bầu không khí có chút tẻ ngắt, một lúc sau người bên kia chợt nói, anh đốc thúc xử lý nhanh một chút, tôi sẽ nhanh chóng xử lý gọn gàng những gì còn sót lại. Xử lý những gì còn sót lại? Trần Hồng Lỗi không khỏi cảm thấy trái tim mình run lên, hắn biết rõ ý nghĩa của câu nói kia là gì, hắn cũng không muốn bày tỏ ý kiến của mình. Hắn căn bản chỉ có thể giả vờ như không biết, căn bản có thể cố gắng lấy cớ để giữ tư thái đường hoàng cho mình. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc. Sau khi tiến kiến một tổ nghiên cứu học hỏi kinh tế của tỉnh hàng xóm, bí thư Diệp mệt mỏi ngồi trên ghế rồi duỗi lưng một cái. Giữa chưa có nhiệm vụ tiếp đãi gì không? Diệp Thừa Dân thấy Khuất Trấn Hưng đi đến thì khẽ hỏi. Khuất Trấn Hưng biết rõ tâm tư lãnh đạo của mình, hắn nhanh chóng xem qua sổ lịch trình rồi cười nói, hôm nay có một vị lãnh đạo bộ tuyên truyền đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang, trưởng phòng Trương hy vọng ngài có thể ra mặt một chút vào buổi cơm trưa. Diệp Thừa Dân khoát tay áo nói, cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Thu Mi, nói là cô ấy nên làm tốt công tác tiếp đãi, tôi còn có chuyện bận. Không qua được. Khuất Trấn Hưng đồng ý một tiếng rồi không nói gì thêm, đúng lúc này thư ký trưởng Đào Nhất Hành gõ cửa đi vào. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng của Diệp Thừa Dân, hắn có quyền lợi tùy ý gõ cửa đi vào trong. Sau khi ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn nhanh chóng đưa một tư liệu cho Diệp Thừa Dân, bí thư Diệp, đây là một bài viết trên báo mạng, mong ngài xem qua một chút. Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua bài báo, hai hàng chân mày nhíu lại. Lão cũng chú ý đến sự kiện của Khương Tồn Minh ở thành phố Lâm Hồ, nhưng chú ý là một chuyện còn tỏ ý kiến là chuyện khác. Lúc bắt đầu thì Diệp Thừa Dân tỏ ra căm tức, chuyện này căn bản làm tổn hại đến hình tượng của tỉnh Nam Giang. Nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện ở hội nghị của thành phố Đông Hồng để áp chế mạnh tay Trần Gia Hòa, lão chợt bừng tỉnh, chợt ý thức được sự việc không đơn giản như vậy. Trử Vận Phong cho ra chỉ thị xử lý sự việc, Cục Công an tỉnh căn bản hành động quá nhanh. Điều này càng rõ ràng trong mắt Diệp Thừa Dân. Nhìn từ phản ứng của Vương Tử Quân và phía Cục Công an tỉnh, Diệp Thừa Dân cơ bản đã xác định được mục đích của Vương Tử Quân. Dùng thể diện của mình để giữ lại vị trí của một người, đây rõ ràng là một hành vi không hay của Vương Tử Quân, thật sự có chút không đáng. Nhưng sự việc đã phát triển như vậy, Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, là một chính khách lão luyện, lão cần phải có phong thái của người cầm lái một tỉnh.
Thế nên lão không nói lời nào, chỉ lặng lẽ theo dõi kỳ biến mà thôi. Chương 1353, một giỏi đào hầm. Dù sao thì chuyện này cũng có sự tham dự của Trử Vận Phong và Vương Tử Quân, cũng xem như là quá đủ rồi. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão còn nhiều chuyện lớn cần cho ra quyết sách, nếu như suốt ngày la sầy vào tranh đấu nhỏ nhặt như vậy, căn bản là thất sách, có thái độ quá chú trọng tiểu tiết. Xem ra chuyện này cần phải chăm chú điều tra cho thật kỹ càng mới được. Diệp Thừa Dân đặt tư liệu lên mặt bàn rồi trầm giọng nói. Đào Nhất Hành gật đầu nói, tuy chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, thế nhưng bên trong nhất định có cất giấu nhiều vấn đề. Theo dự cảm của tôi cảm thấy Cục Công an quận Tây Thành của thành phố Lâm Hồ có liên quan rất nặng nề với sự kiện này. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi nói, lúc này phía Cục Công an tỉnh có phản ứng gì hay không? Còn chưa có tin tức gì, nhưng nghe nói Bí Thư Lỗ đã đi đến Cục Công an tỉnh. Đào Nhất Hành đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi dùng giọng chú ý nói, tỉnh ủy có nên tỏ chút thái độ gì không? Nếu Bí Thư Lỗ đã đi qua, như vậy cứ để anh ấy đốc thúc sự việc. Diệp Thừa Dân do dự giây lát rồi nhanh chóng cho ra quyết định. Đào Nhất Hành cũng không cảm thấy bất ngờ với lời nói tỏ thái độ của Diệp Thừa Dân, với vị trí của Bí Thư Diệp, căn bản chỉ chú trọng đến đại cục. Nếu đại cục ở Nam Giang ổn định, kinh tế phát triển mạnh mẽ, như vậy dù hai vị lãnh đạo đứng đầu có chút mâu thuẫn thì không có vấn đề. Nhưng bây giờ không thể phủ nhận hai vị lãnh đạo đứng đầu đã ma sát rất nhiều, đang cùng nhau đưa con thuyền Nam Giang tiến ra biển rộng, thế cho nên lúc này Bí Thư Diệp Thừa Dân cũng không muốn phát sinh thêm nhiều ma sát với Trử Vận Phong để rồi ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Bí Thư Diệp, trưởng phòng Vương ở bên kia, Đào Nhất Hành nói một nửa lời, thế nhưng ý nghĩa lại rõ ràng. Hắn biết rõ mình chỉ cần nói đến đúng điểm thì dừng là tốt nhất, vì Bí Thư Diệp cũng nghe và hiểu rất rõ. Quả nhiên Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, trưởng phòng Vương cũng sẽ không có ý kiến gì, anh ấy vốn không kiêng nể gì mà đứng ra bảo toàn vị trí cho một vị thủ hạ, lúc này không những không mất mặt, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, còn có gì không hài lòng mà lên tiếng nữa. Đào Nhất Hành cười cười, hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Hắn có thể thấy nhiều người căn bản không chờ đợi được, điều này liên quan đến ánh mắt chính trị của từng người. Nhưng Vương Tử Quân lại khác, sau khi nghe thông tin về Vương Tử Quân tham gia hội nghị ở thành phố Đông Hồng, Đào Nhất Hành căn bản đã hiểu rõ vấn đề. Một người có thể quan tâm đến cấp dưới của mình như vậy là không dễ dàng, khi trời nắng thì ban ánh sáng cho anh, khi trời mưa sẽ là cây dù che chắn cho anh, một lãnh đạo như vậy sao anh không mang ơn cho được. Đào Nhất Hành căn bản cảm thán vì phúc khí của Niên Chí Tân, đồng thời lại cảm thấy Vương Tử Quân có chút lỗ mãng. Dù sao thì uy tín của Vương Tử Quân dựng lên trong thời gian qua là không dễ dàng gì, tuy làm vậy không phát sinh tổn thương lớn, thế nhưng sẽ làm cho sự việc mang tính phức tạp. Chỉ là sự việc phát triển quá bất ngờ, khi Đào Nhất Hành nhìn thấy bài báo này thì căn bản thiếu chút nữa nghi ngờ Vương Tử Quân nắm chặt tất cả trong tay, thay đổi kết quả của sự việc gây bất lợi cho mình. Căn bản là quá lợi hại. Bí Thư Diệp, ngài có cảm thấy trước khi tham gia hội nghị ở thành phố Đông Hồng thì trưởng phòng Vương đã nắm chắc tất cả rồi không? Đào Nhất Hành cố gắng tìm từ, sau đó nói ra nghi vấn trong lòng mình. Đào Nhất Hành cảm thấy sự việc quá kỳ quặc, sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa rõ ràng là bệnh tình của viên cảnh sát trẻ kia không tiện nói ra, những chuyện thế này khó thể làm giả được. Hơn nữa dựa vào hàng loạt biểu hiện trước đó của Vương Tử Quân ở Nam Giang, có thể thấy những sự kiện mà Vương Tử Quân tham dự đều có kết quả khác thường. Người này căn bản là công nhân kỹ thuật giỏi đào hầm cho người ta nhảy vào sao. Nếu như thật sự là Vương Tử Quân biết trước tất cả, như vậy rõ ràng là đào hầm cho Trử Vận Phong nhảy vào. Không, cậu ấy cũng không phải là thần tiên. Diệp Thừa Dân vung tay lên dùng giọng quả quyết phủ nhận suy đoán của Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành cười cười tự giễu mình quá nhạy cảm. Chuyện này Vương Tử Quân có lẽ là không thể biết trước được, nếu như thật sự là như vậy thì trưởng phòng Vương căn bản là quá khủng khiếp rồi. Khi Đào Nhất Hành đang báo cáo công tác với Diệp Thừa Dân, lúc này Kim Hành Thuấn cũng ngồi trong phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong, đang tiến hành hỏi những câu tương đối giống như của Đào Nhất Hành. Câu trả lời của Trử Vận Phong cũng không cần nghĩ ngợi như Diệp Thừa Dân, lão không cho rằng Vương Tử Quân là người biết rõ vấn đề. Sau khi lão biết rõ thông tin từ Xà Tiểu Cường, lão cảm thấy cực kỳ áy náy.
vì rửa sạch tội danh cho chồng mà người phụ nữ kia đã chịu đựng quá lâu, bây giờ cuối cùng nói ra bí mật của mình, chắc chắn là sẽ cực kỳ khó chịu. Giống như lột sạch quần áo trên người ra ngoài, anh xem như lỏa lồ trước mặt toàn dân thiên hạ, tình cảnh như vậy sao có thể làm cho một người phụ nữ chịu đựng được. Có lẽ trước đó nàng cũng đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần mình nói ra sự thật, chính mình sẽ bị dư luận đưa lên đầu sóng ngọn gió. Mà người phụ nữ kia cuối cùng lại cho ra quyết định như vậy, xem ra nó có liên quan mật thiết đến chỉ thị của Trử Vận Phong. Đứng từ góc độ của Trử Vận Phong, lão trỏ ra chỉ thị như vậy là không chút sai lầm, vì lão cần phải nhanh chóng cho ra kết luận xử lý với vụ việc kia, không để nó kéo dài làm ảnh hưởng đến hình tượng và xu thế phát triển của Nam Giang. Lúc này Trử Vận Phong cực kỳ áy náy với người phụ nữ kia, cảm giác áy náy này căn bản xuất phát từ chính bản thân. Chủ tịch Trử, ngài nói xem, nếu như Vương Tử Quân níu kéo không tha, nhất định phải nắm bắt hồng lỗi, như vậy phải làm sao bây giờ? Ngài nên sớm ra tay, phải biết rằng mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và hồng lỗi luôn không được tốt, bây giờ có cơ hội tốt, hắn sẽ không nhân cơ hội mà trả thù sao? Kim Hành Thuấn nâng ly trà xà Tiểu Cường đưa đến lên uống một ngụm, sau đó dùng giọng có chút lo lắng nói với Trử Vận Phong. Tuy Trần Hồng Lỗi là một cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng vị trí của hắn trong phe phái của Trử Vận Phong là cực kỳ quan trọng. Nếu như Vương Tử Quân thay thế Trần Hồng Lỗi bằng một người khác, như vậy là cực kỳ khó tiếp nhận đối với đám người đi quanh Trử Vận Phong. Chương 1353, 2, giỏi đào hầm. Không biết, Trử Vận Phong nói đến đây thì trầm giọng với Xà Tiểu Cường, cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương, tôi có vài việc cần liên hệ với anh ấy. Xà Tiểu Cường đồng ý một tiếng, sau đó bấm điện thoại của Vương Tử Quân. Kim Hành Thuấn ngồi bên cạnh mà trong lòng lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn là bộ hạ nhiều năm qua của Trử Vận Phong, hắn biết rõ tính cách của Trử Vận Phong, bây giờ Trử Vận Phong gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, rõ ràng là một biểu hiện thỏa hiệp. Ít nhất cũng là bày tỏ thái độ thỏa hiệp. Trử Vận Phong luôn là một người cứng rắn mạnh mẽ ở Nam Giang, bây giờ vì chuyện này mà chủ động liên hệ với Vương Tử Quân. Thứ nhất là Trử Vận Phong cảm thấy Vương Tử Quân có tư cách để cho mình chủ động liên hệ, thứ hai là chính lão quá lỗ mãng ở sự kiện này. Tuy Kim Hành Thuấn không muốn thừa nhận câu nói Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, thế nhưng hắn không khỏi không cảm khái về sự thật quá rõ ràng này. Hắn là người công tác ở Nam Giang lâu năm, có thể nói là tiến lên từng bước, thế nhưng Vương Tử Quân là cán bộ vừa đi vào Nam Giang đã có được vị trí và uy vọng cao vời vượt qua mình. Trưởng phòng Tử Quân, tôi là Trử Vận Phong. Sau khi Xà Tiểu Cường nối thông điện thoại, Trử Vận Phong trầm giọng nói với Vương Tử Quân ở phía bên kia. Vương Tử Quân ở phía bên kia cực kỳ nhiệt tình với Trử Vận Phong, chủ tịch, ngài gọi điện thoại đến cho tôi vào lúc này, có phải là có chỉ thị gì cần phân phó hay không? Trử Vận Phong cười cười, lão cũng không khách sáo với Vương Tử Quân, tôi có chút lỗ mãng ở sự kiện liên quan đến đồng chí Khương Tồn Minh, cũng không ngờ sự việc lại thật sự là như vậy. Vương Tử Quân cầm điện thoại mà cảm xúc bành trướng, tuy hắn không bao giờ nói mình luôn đứng ở vị trí đối lập với Trử Vận Phong, thế nhưng lúc này Trử Vận Phong đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát thừa nhận mình vội vàng lỗ mãng, dũng khí này căn bản làm cho hắn cực kỳ bội phục. Tuy Vương Tử Quân căn bản rất mất mặt vì chỉ thị của Trử Vận Phong, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng Trử Vận Phong căn bản không có sai lầm gì lớn ở sự kiện này. Nếu như Trử Vận Phong nói rằng mình vì sự phát triển của Nam Giang mà cho ra quyết định như vậy, cũng không ai dám phản đối, càng không ai dám nói Chủ tịch Trử không đúng. Lúc này Trử Vận Phong thừa nhận sai lầm của mình, chưa nói đến những thứ khác, phần ý chí này căn bản là người thường khó thể nào nghĩ đến. Vương Tử Quân tràn đầy cảm xúc, hắn nói, Chủ tịch Trử, chuyện này cũng không ai ngờ có ẩn tình như vậy. Nói thật, khi đó tôi nghe báo cáo mà cảm thấy đầu óc tê dại. Trử Vận Phong cười cười, cũng không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này. Lão chỉ truyền đạt vài lời thăm hỏi đến gia đình Tiểu Khương, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Du Giang Vĩ rồi cười cười nói, cậu nói xem tôi thật sự là người thích chơi trò bỏ đá xuống giếng sao. Trần Gia Hòa tuy đi đến phòng họp với bộ dạng cực kỳ phấn chấn tinh thần nhưng trong lòng không chút thoải mái. Khốn nổi dù thế nào thì hắn cũng phải tươi cười, hắn cần để cho mọi người biết mình cũng không ngã xuống dễ dàng như vậy được. Sự kiện của Trần Gia Hòa và Vương Tử Quân giống như được gió truyền đi. Bây giờ đã lan khắp quan trường thành phố Đông Hồng.
Tuy Trần Gia Hòa biết rõ cấp dưới sẽ không dám nói gì trước mặt mình, thế nhưng người ta sẽ cười vào mặt hắn. Trần Gia Hòa có chỗ dựa cực kỳ tốt là chủ tịch Trử Vận Phong, thế nhưng hắn lại đào hầm cho chủ tịch Trử ngã ngựa, những tin đồn này mà truyền ra ngoài thì sau này hắn khó thể nào phát triển ở Nam Giang. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể vứt bỏ uy phong của mình. Trong thời buổi kinh tế khắp nơi phát triển mạnh mẽ, thành phố Đông Hồng nhất định phải tự thân vận động, dựa vào tiềm lực của bản thân để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đầu trong tỉnh Nam Giang. Những lời nói dõng dạc liên tục được phát ra từ miệng Trần Gia Hòa, hắn cảm thấy gương mặt của mình không chút biến đổi. Nhưng lúc này vẻ mặt đám người đang ở bên dưới lắng nghe rơi vào mắt làm hắn cảm nhận được ý nghĩ đùa cợt. Ngoài việc mất mặt thì sự kiện này còn làm cho Trần Gia Hòa có một lo lắng, chính là thái độ của Trử Ngôn Huy ở sự kiện này. Hắn là bạn thân của Trử Ngôn Huy, hắn tuy không tham dự vào việc làm của đối phương, thế nhưng hắn cũng hiểu vài phần về những gì mà Trử Ngôn Huy đang làm. Tuy Trử Ngôn Huy không nói vì sao cần nhờ Trần Gia Hòa hỗ trợ, thế nhưng căn cứ vào chuyện này, Trần Gia Hòa cảm thấy Trử Ngôn Huy nhất định là có tham dự vào bên trong, thậm chí có thể nói là đang che giấu chuyện gì đó. Nếu như sự việc được điều tra rõ ràng, như vậy Trử Ngôn Huy căn bản là không sạch sẽ chút nào. Nếu Trử Ngôn Huy xảy ra chuyện, như vậy. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trần Gia Hòa chợt cảm thấy sốt ruột. Hắn cố gắng chống đỡ cho hết hội nghị, sau đó nóng lòng chạy ngay về phòng làm việc của mình. Thư ký Tiểu Tôn đi theo phía sau lãnh đạo cũng không dám nói lời nào. Tiểu Tôn luôn là người thận trọng trước mặt Trần Gia Hòa. Hắn là người thông minh, hắn biết rõ lãnh đạo đang mất hứng, càng không nên làm cho lãnh đạo tức giận. Chủ tịch, vừa rồi tôi có liên hệ với thư ký của Cục trưởng Trân, cậu ấy nói Cục trưởng Trân đang báo cáo công tác với Bí thư Lỗ. Lúc này Bí thư Lỗ cho ra không ít ý kiến với Cục Công an tỉnh, mặc dù không nói lời phê bình, thế nhưng gương mặt Cục trưởng Trân căn bản là không được tốt cho lắm. Sau khi Tiểu Tôn đi vào phòng thì khẽ báo cáo với Trần Gia Hòa. Trần Gia Hòa khẽ gật đầu, hắn biết lần này Trân Hồng Lỗi căn bản khó vượt qua kiểm tra. Trân Hồng Lỗi là một người mà công tác không thèm quan tâm đến Lỗ Kính Tu, căn bản không chú ý đến chỉ thị của Lỗ Kính Tu. Vì Lỗ Kính Tu là người mới đến Nam Giang, chủ yếu dựa vào lực lượng của Vương Tử Quân để đứng vững trên vị trí bí thư ủy ban tư pháp Nam Giang. Bây giờ Lỗ Kính Tu không ra tay thì không phải bị người ta chửi quá ngu sao? Tôi biết rồi, Trần Gia Hòa nói ra ba chữ rồi khoát tay áo với Tiểu Tôn. Thư ký Tiểu Tôn vốn định nói thêm vài lời với lãnh đạo của mình, bây giờ thấy Trần Gia Hòa khoát tay thì nhanh chóng rời đi. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, Trần Gia Hòa trầm ngâm giây lát, sau đó nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật lên. Nhưng khi hắn bấm được hai số thì lại đặt điện thoại xuống. Trần Gia Hòa cảm thấy mình không gọi đi thì hay hơn. Hắn thầm nghĩ đến nụ cười của Trử Ngôn Huy, gương mặt của đối phương căn bản rất hòa ái dễ gần, thế là không khỏi nở nụ cười. Chương 1354, thì ra cuộc sống có thể tươi đẹp hơn. Trong một căn biệt thự ở thành phố Lâm Hồ, tuy lúc này mặt trời đã mọc qua ba cây sào nhưng chủ nhân vẫn chưa thức dậy. Dù là vị trí hay thiết bị lắp đặt bên trong cũng biểu hiện quá rõ thực lực kinh tế của chủ nhân căn nhà này là thế nào. Phòng ngủ lầu 2 rộng hơn 80 mét vuông, bên trên một chiếc giường lớn rộng hơn 3 mét là một nam hai nữ đang ôm nhau ngủ. Người đàn ông này hơn 30 tuổi, đang khoát tay lên người một người phụ nữ ngủ bên cạnh, tiếng thở nặng nề. Có lẽ là vì tối qua hoạt động quá mệt mỏi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người đàn ông khỏi giấc mộng đẹp, hắn mơ màng mở mắt ra, sau đó mắng một câu, thằng khốn nào gọi vào lúc này. Tuy tên đàn ông này rất không tình nguyện nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên quá dồn dập, hắn đành phải không tình nguyện rời bàn tay khỏi bộ ngực của người phụ nữ bên trái. Hắn cầm điện thoại, cũng không nhìn số gọi đến mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói, thằng khốn nạn. Nói cho ông biết một lý do tốt, nếu không ông sẽ. Tên đàn ông còn chưa kịp nói xong thì bên kia vang lên một giọng nói rất trầm thấp, Hào Tam, cậu muốn thế nào? Giọng nói này tuy không quá lớn nhưng nghe vào tai lại làm cho người đàn ông tên là Hào Tam nhanh chóng bừng tỉnh với gương mặt cổ quái. Hắn chợt đứng lên khỏi giường, sau đó nở nụ cười làm lành, đại ca, tối qua em uống rượu hơi nhiều nên bây giờ mới tỉnh. Cũng không biết là anh gọi điện thoại đến thế cho nên mới như vậy. Em thật sự đáng chết, nếu em biết là anh gọi điện thoại đến, nào dám nói ra những lời như vậy.
Hừ, nói nhiều vô ích, tôi không quan tâm tối qua cậu rong chơi nơi nào, có một việc tôi cần phải nói rõ với cậu. Sau này cậu tiếp điện thoại thì làm ơn mở mắt ra mà xem ai gọi đến, có biết không? Giọng nói của người ở đầu dây bên kia càng thêm trầm bổng, đại ca, em biết rồi, sau này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Hi hi, tối qua thật sự là bị hai cô gái làm cho xấu hổ, gái bây giờ là như vậy, căn bản là quá phóng khoáng. Đại ca, nếu như anh có cần, tôi sẽ đưa đến cho ngài hai cô gái cực phẩm để nhấm nháp. Hào Tam dùng giọng cực kỳ chú ý để nịnh nọt người ở đầu dây bên kia. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt nở nụ cười, giọng điệu đã khá hơn, chợt nghe hắn lên tiếng, Hào Tam, tiểu tử cậu xem như còn nhớ đến tôi, cậu yên tâm, có chuyện tốt gì tôi sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên. Hào Tam nghe vị đại ca bên kia thay đổi giọng điệu thì không khỏi thở dài một hơi, hắn nói vài câu với đại ca, sau đó cười, đại ca, ngài có chuyện gì thì cứ phân phó, dù là chuyện lớn gì em cũng sẽ giải quyết gọn gàng cho ngài giống như vài ngày trước. Được rồi, chuyện này cậu cần phải nuốt lời vào bụng. Người đàn ông dầu dây bên kia trầm ngâm dây lát rồi nói, cậu thu dọn đi, 10 giờ đến chỗ tôi một chuyến, tôi có chuyện cần nói. Hào Tam đồng ý một tiếng, sau khi nghe đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút thì mới buông điện thoại. Lúc này hắn đã đổ đầy mồ hôi, dù trong mắt người khác thì hắn rõ ràng là nghe lời đại ca mà sợ mất mật, thế nhưng bản thân hắn biết rõ mình kém đại ca kia như thế nào. Nếu như vị đại ca kia muốn làm khó Hào Tam, căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Hắn tuy cảm thấy mình đã làm được nhiều chuyện tốt, thế nhưng cũng biết mình có bao nhiêu khác biệt với đại ca của mình. Ôi, khi Hào Tam ngồi dậy, một người phụ nữ bên cạnh chợt khẽ nhúc nhích cơ thể, thế là dáng người đẹp tuyệt hiện rõ trong mắt hắn. Hắn nghĩ đến thời điểm tối qua điên cuồng với nàng, lại nhìn đồng hồ, thế là không khỏi ghé người lên hoạt động một phen. Dù chỉ hoạt động một lúc nhưng Hào Tam vẫn cảm thấy rất mỹ mãn. Sau đó hắn đi xuống leo lên chiếc xe của mình, rú ga chạy ra vùng ngoại ô. Không biết có phải vì mới được phát tiết hay không mà hắn cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bỗng, giống như muốn bay lên. Hừ, con bà nó có biết lái xe không, dám cản đường ông. Sau khi chạy qua một chiếc Santana màu trắng thì Hào Tam lớn tiếng hét lên. Chủ nhân của chiếc xe Santana tuy cực kỳ bực bội, thế nhưng khi thấy Hào Tam lộ mặt thì căn bản rất hoảng sợ, vốn đang định nhấn chân ga nhưng nhanh chóng giảm tốc độ. Hào Tam nhìn gương mặt sợ hãi của tên kia mà không khỏi cười lên ha hả, sau đó chạy nhanh hơn vài phần. Đối với Hào Tam thì đám cảnh sát giao thông không là gì cả, đèn đỏ lại càng không tồn tại trong từ điển của hắn. Xe vượt qua hàng loạt đèn đỏ, sau đó dừng lại ở một trang viên ngoài ngoại ô. Chào chú Triệu, đại ca gọi cháu đến. Tuy ở bên ngoài thì Hào Tam cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng khi đi vào trong trang viên này thì hắn giống như lại cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Hắn căn bản tỏ ra cực kỳ cung kính với ông lão đi ra mở cửa. Ông lão mở cửa khẽ cười với Hào Tam, sau đó mời hắn đi vào, vừa đi vừa khẽ nói, ông chủ Trịnh vừa mới pha một bình trà ngon, cậu nhanh chóng đi vào uống trà nói chuyện với anh ấy đi. Hào Tam nghe nói mình được uống trà trò chuyện với anh Trịnh mà không khỏi hưng phấn không thôi. Tuy hắn là nhân vật có máu mặt ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng hắn biết những người như mình bên dưới đại ca là không thiếu. Nếu như muốn thay thế chính mình, anh Trịnh chỉ cần nói một câu mà thôi. Vì vậy hắn căn bản là cực kỳ sợ hãi anh Trịnh, thế nên hắn càng cầu mong có được cơ hội tiếp cận và nối gần quan hệ với đại ca của mình. Dù sao nếu có quan hệ tốt với đại ca, hắn căn bản càng tìm được nhiều đường tắt cho mình. Nhưng Hào Tam cảm thấy mình sắp tiến lên một bước nữa, dù sao khi sự việc kia diễn ra thì anh Hầu đã nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để hắn trắng tay. Với tính cách luận công ban thưởng của anh Trịnh, hắn sẽ không bạc đãi mình. Anh Trịnh tuy là người làm cho Hào Tam cực kỳ sợ hãi, thế nhưng nhìn từ biểu hiện thì thấy người này không giống như một kẻ đại ca có lực. Anh Trịnh ngồi lên ghế bành cổ, nhìn qua giống như một vị giáo sư đại học. Một bình trà bốc khói nghi ngút, sau khi Hào Tam cung kính đi vào thì anh Trịnh khoát tay áo, cho hắn ngồi xuống. Sau đó anh Trịnh mới khẽ nói, Hào Tam, cậu cũng không còn nhỏ tuổi, không thể cứ mãi chung chạ như vậy được, cậu nên chú ý sức khỏe của mình. Hào Tam nghe đại ca nói lời quan tâm thì trong lòng càng kích động và nóng hầm hập, hắn ưỡn ngực lên nói, anh cứ yên tâm, em rất khỏe,
tên khốn kia cũng chính là do một tay em nhấc lên ném xuống bên dưới. Hào Tam nói được một nửa thì dừng lời, hắn nhìn gương mặt chợt trầm xuống của anh Trịnh, thế là vội vàng cho mình một tát, đại ca, em sai rồi, em thật sự sai rồi, sau này sẽ không bao giờ mở miệng nói hưu nói vượn như vậy nữa. Ha ha, Hào Tam, chỉ có hai người chúng ta, cậu nói một câu cũng không có vấn đề gì. Anh Trịnh nở nụ cười nhàn nhạt rồi vỗ vỗ vai Hào Tam nói, thật ra chuyện này cũng đã được Cục Công an tỉnh cho ra kết luận, cũng không ai làm trái lại được. Đại ca, tôi cũng biết việc gì ngài đều làm được, nhưng... Hào Tam muốn nịnh nọt đại ca của mình vài câu, thế nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp, bộ dạng vò đầu bứt tai. Anh Trịnh sao không hiểu ý nghĩ của Hào Tam, hắn vỗ vỗ vai của đối phương rồi cười nói, được rồi, cũng đừng nói những lời nịnh hót nữa. Cậu nên giữ lại đám gái của mình, anh em chúng ta cũng không thịnh hành trò trao đổi này. Hào Tam xoa xoa hai bàn tay có chút gò bó, khi hắn chuẩn bị lên tiếng, anh Trịnh chợt cầm lấy điều khiển từ xa nhấn một cái về phía chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng, trên màn hình chợt xuất hiện bản đồ quy hoạch về thành phố Lâm Hồ. Hào Tam nhìn động tác của anh Trịnh mà chợt cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó trong mắt lại có chút tham lam. Cậu Hào Tam! Đây là địa bàn của chúng ta ở thành phố Lâm Hồ, vị trí của cậu là ở thành Tây. Tôi cảm thấy cậu là người đủ năng lực, anh Lục ở thành Nam những ngày qua lại có chuyện khác, thế cho nên tôi chuẩn bị cho cậu quản cả địa bàn thành Nam. Anh Trịnh nhìn gương mặt của Hào Tam rồi nở nụ cười tự đắc nói. Khuếch trương địa bàn không những chứng tỏ địa vị của Hào Tam tiến lên mạnh mẽ, càng đại biểu sau này hắn có nhiều tiền tài hơn, có nhiều gái hơn, uy phong hơn. Tóm lại đó sẽ là một cuộc sống vàng son, yên vui sung sướng, cảm giác của nó là khó thể miêu tả cho người ngoài. Khoảnh khắc này đầu óc Hào Tam giống như cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn nụ cười của đại ca, cảm thấy nó giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp vũ trụ. Chương 1355, một tiêu diệt. Đại ca, tôi đây, Hào Tam cực kỳ kích động, đại ca để mắt đến mình như vậy, chính mình còn có thể nói gì được đây? Hào Tam rất muốn khiêm tốn một chút với anh Trịnh, thế nhưng lúc này lòng tham đã chiếm thế thượng phong, hắn cảm thấy dù thế nào thì mình cũng không thể khiêm tốn được. Phải biết rằng thành Nam chính là khu vực phồn hoa ở thành phố Lâm Hồ, nếu như hắn chiếm được vị trí này, như thế sẽ không khác nào ngồi lên một chậu châu báu. Ha ha ha, cậu là anh em của tôi, cần gì khách khí như vậy? Đại ca Trịnh giống như nhìn thấu tâm lý của Hào Tam, hắn khoát khoát tay. Sau đó dùng giọng cực kỳ khí phách nói, uống trà đi, chúng ta uống xong thì nói những thứ khác. Hào Tam nâng ly trà lên mà cảm động đến rơi nước mắt, hắn uống một ngụm, làm mát cổ họng khô khốc của mình, lúc này mới dùng giọng sắt son nói, đại ca, hôm nay tôi nói một câu, từ hôm nay trở đi ngài nói tôi đi hướng đông thì nhất quyết không đi hướng tây, ngài nói tôi đánh chó thì tôi quyết không đuổi gà. Cho dù ngài muốn cái mệnh của tôi cũng không thèm chớp mắt. Hào Tam nói ra những lời này thì trong lòng có vài phần toan tính, những lời này căn bản là quá cảm động, hắn cảm thấy lời nói của mình đã có thêm vài trình độ. Nụ cười trên mặt anh Trịnh là cực kỳ sáng lạn, giống như rất hưởng thụ lời nói của Hào Tam. Vậy thì cậu chết đi, mặc dù anh Trịnh nói những lời này có kèm theo nụ cười, thế nhưng Hào Tam nghe vào tai lại cảm thấy rất u ám, hắn thật sự hoài nghi đại ca sao lại nói những lời như vậy. Hắn chỉ là tỏ thái độ trung thành. Đại ca sao lại mở miệng nói chặn họng hắn như vậy? Khi hắn cảm thấy rất bức bối thì chợt nghe đại ca lên tiếng, Hào Tam, cậu là anh em tốt của tôi, nhưng có một số việc mà không thích hợp cho nhiều người biết rõ. Sau này bí mật sẽ theo cậu mà đi thôi. Cậu biết không, sự hiện hữu của cậu uy hiếp đến tổ chức, tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng cậu cứ yên tâm ra đi, tôi sẽ quan tâm đến người nhà của cậu. Hào Tam thật sự rất hoảng sợ. Hắn muốn há miệng hô lớn, thế nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Hắn cố gắng mở to mắt, muốn nhìn gương mặt của đại ca, thế nhưng lúc này ánh mắt của hắn đã rất mơ hồ. Lúc này trong đầu Hào Tam chỉ còn lại một hình ảnh, khoảnh khắc khi hắn ném tên cảnh sát trẻ tuổi kia xuống bên dưới, đối phương chăm chú nhìn hắn, lúc này ánh mắt của đối phương lại cực kỳ rõ ràng trong đầu hắn. Hào Tam ngã xuống đất, hắn mở to mắt. Căn bản không tin được tất cả những gì đang diễn ra, nhưng sự thật tàn khốc lại nói cho hắn biết, mình không còn giá trị tồn tại, căn bản phải chết. Chú Triệu mở cửa cho Hào Tam không biết đã đi vào từ khi nào. Đại ca Trịnh ngẩng đầu nhìn chú Triệu,
hắn mới khẽ nói, Hào Tam là một người được việc, nói thật thì tôi cũng không muốn kết thúc nó sớm như vậy, phải biết rằng đối với tôi thì một người thế này cũng không dễ có được. Chú Triệu nói, tôi biết rõ điều này, anh không muốn kết thúc mạng hắn, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, chúng ta đã không còn đường lui, nếu không diệt trừ hắn thì sẽ là tai họa cho tổ chức. Hào Tam là người có thể không tiếc mạng sống vì anh em huynh đệ, chuyện này qua đi thì anh nhớ nhắc nhở tôi, phải đối xử tốt với người nhà của cậu ấy. Đại ca Trịnh nói đến đây thì vỗ bàn thật mạnh, nhưng người tính căn bản không bằng trời tính, tôi cũng không ngờ sự việc lại phát sinh vấn đề như vậy. Tôi cũng không ngờ, ngay cả đại công tử cũng không ngờ, chúng ta không thể ngờ được cũng là bình thường. Vì vậy sự kiện này đại công tử cũng không trách anh. Chú Triệu nói đến ba chữ đại công tử thì vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vẻ mặt đại ca Trịnh đã khôi phục lại như thường, hắn lắc đầu nói, tuy đại công tử không trách tôi ở chuyện này, thế nhưng tóm lại thì tôi vẫn thấy mình làm sự việc phát sinh vấn đề, tôi chuẩn bị nói lời từ chức với công tử, để tôi ra nước ngoài để tỉnh lại mình. Chú Triệu cười nói, anh Trịnh, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh là người theo chân công tử giành lấy những gì ngày hôm nay, công tử còn cần anh chủ trì công việc ở thành phố Lâm Hồ, sao anh lại bỏ đi được? Đại công tử căn bản rất thành tâm, tôi cực kỳ cảm kích, nhưng tôi tự mình hiểu lấy mình, nếu như tôi tiếp tục ở vị trí này sẽ làm cho công tử khó xử. Anh Trịnh nói đến đây thì chợt nói, phía bên kia cũng được giải quyết rồi chứ. Hôm nay Trần Tĩnh Khắc lái xe vì thắng không còn tốt thế nên va chạm vào xe tải, bây giờ căn bản đã không thể cứu chữa được, đã tử vong. Chú Triệu nói đến hai chữ tử vong thì hào hứng giống như một sinh mệnh vừa được cho ra đời. Nhưng cái tên Trần Tĩnh Khắc kia căn bản là khá quen thuộc với người thành phố Lâm Hồ, vì người này là Phó Cục trưởng Cục Công an quận Thành Tây, tuy chỉ là cán bộ cấp phó phòng nhưng căn bản có năng lượng cực kỳ lớn ở Lâm Hồ. Bây giờ người từng được xưng tụng là sát tinh của kẻ cướp đã chết một cách không tiếng động. Tốt, làm như vậy thì đại công tử cũng không quá lo lắng nữa rồi. Anh Trịnh nói, sau đó dùng giọng cảm khái nói, anh Triệu, anh em ta đã sát cánh với nhau khá lâu, cũng lâu rồi không nói nhiều như hôm nay, mời anh điếu thuốc. Anh Triệu cười cười, bàn tay vừa định duỗi ra phía sau, đúng lúc này chợt cảm thấy da đầu tê dại. Vì đó cũng không phải là điếu thuốc. Chính là một khẩu súng với nòng súng đen ngòm. Anh muốn làm gì? Anh Triệu nhìn anh Trịnh rồi dùng giọng khó tin nói, lời nói lắp bắp. Anh Trịnh nhìn anh Triệu rồi cười hì hì nói, tôi biết rõ anh chuẩn bị làm gì. Anh Triệu, anh cho rằng tôi không biết anh nhận được chỉ lệnh của đại công tử, căn bản là xử cả tôi sao? Tôi làm thế này cũng là tự bảo vệ mình, anh đừng trách tôi. Đoàng! Anh Triệu còn định lên tiếng nhưng đại ca Trịnh đã không cho hắn cơ hội, khi tiếng súng vang lên, thi thể anh Triệu ngã xuống. Khi anh Triệu ngã xuống, khẩu súng trên một bàn tay còn lại cũng rơi xuống sàn. Đại ca Trịnh cúi người nhặt khẩu súng lên, sau đó hắn cười cười nói, anh Triệu, đại công tử đã không cho tôi đường sống, như vậy tôi cũng chỉ có thể tự tìm đường sống cho mình. Anh cũng đừng trách tôi cũng không còn cách nào khác, chúng ta vì cái gì mà sống. Không phải là vì cái mạng của mình sao? Khi Đoạn Văn Đống lấy thân phận Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh đi đến thành phố Lâm Hồ, lúc này những người nên khống chế đã bị khống chế. Vì có chứng cứ rõ ràng, thế cho nên nữ nhân viên của quán ba căn bản bị đột phá phòng tuyến tâm lý, nàng thừa nhận mình làm theo sắp xếp của giám đốc quán ba. Nhưng sau khi bắt được đám người của quán ba, manh mối chĩa về phía Hào Tam. Đoạn Văn Đống cho người đi bắt Hào Tam. Căn bản là người này đã biến mất không chút tăm tích. Một manh mối khác chính là Phó Cục trưởng Cục Công an quận Thành Nam. Vị Phó Cục trưởng này đã chết vì tai nạn xe hơi, lúc này giống như trời xanh có mắt, tất cả những kẻ ác đều bị diệt sạch, nhưng kết quả này lại làm cho ra đầu Đoạn Văn Đống chợt tê dại. Chương 1355, hai tiêu diệt. Tráng sĩ đứt cổ tay, đây là người ta cố gắng chặt đứt tay của mình. Tuy Đoạn Văn Đống thầm hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn căn bản không tìm ra manh mối gì khác, thậm chí muốn tìm ra cũng không dễ dàng gì. Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy sự việc khó giải quyết, hắn nhận được tin tức ông chủ Trịnh Uy Quân của công ty bất động sản lớn nhất Lâm Hồ đã chết cháy trong phòng mình, lúc này trong phòng chỉ còn lại một thi thể cháy xém mà thôi. Sự việc giống như không liên quan, thế nhưng Đoạn Văn Đống lại giống như cảm nhận được điều gì đó. Hắn sắp xếp cho tổ chuyên án xem xét thật kỹ vụ này.
Khi Đoạn Văn Đống đang tìm manh mối trong thành phố Lâm Hồ, lúc này trong một gian phòng không lớn ở thành phố Đông Hồng, Chử Ngôn Huy đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn báo cáo từ thành phố Lâm Hồ. Tuy báo cáo nói người chết là Trịnh Huy Quân, thế nhưng hắn lại biết rõ người chết thật sự là ai. Chử Ngôn Huy cảm thấy mình căn bản là người tính toán không bỏ sót, không ngờ sự việc này vẫn để cho cá lọt lưới. Hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, cũng cảm thấy nhục nhã, gần đây hắn là người cao hơn người ta một cái đầu, thế nhưng lại bị người ta đùa bỡn. Trịnh Huy Quân đúng là một quả bom hẹn giờ, nếu như không thể xử lý người này, biết đâu sẽ có một ngày đối phương mang đến đòn chí mạng cho sự nghiệp của Chử Ngôn Huy. Sau khi suy xét trước sau, một chỉ lệnh truy sát Trịnh Huy Quân đã được Chử Ngôn Huy thông qua con đường của mình để truyền ra ngoài. Vương Tử Quân thông qua Đoạn Văn Đống mà biết được rõ ràng sự việc ở thành phố Lâm Hồ, nhưng sự việc này lại làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tuy hắn không trông cậy Đoạn Văn Đống có thể vung tay xử lý đám buôn lậu ngay lập tức, thế nhưng tình huống này diễn ra lại cho thấy đối phương căn bản là quá danh ma và manh động. Nhưng bây giờ công tác chủ yếu của Vương Tử Quân là thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang. Những ngày qua tuy hắn chủ yếu quan tâm đến sự kiện của Khương Tồn Minh, thế nhưng phương án cải cách vẫn liên tục được đẩy mạnh. Trưởng phòng Vương, đã có 5 thành phố báo cáo phương án cải cách lên cho chúng ta. Du Giang Vĩ đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn đặt vài văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện cũng không lập tức xem qua, hắn nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ rồi nói, Giang Vĩ, gần đây có quá nhiều chuyện, cậu cũng nên xuống bên dưới tìm hiểu tình hình thực tế. Đi theo bên cạnh Vương Tử Quân chí là công tác chủ yếu và quan trọng của Du Giang Vĩ, chỉ khi nào đi theo Vương Tử Quân thì địa vị của hắn mới tăng tiến. Nhưng Vương Tử Quân đã nói ra những lời vừa rồi, đây là thứ mà hắn khó thể nào tự quyết định, thế nên hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, tôi nghe lời trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân cười một chút rồi nói, tôi đã nghiên cứu với trưởng phòng Long, quyết định thành lập một tổ giám sát, tiến hành đi đôn đốc cải cách nhân sự ở khắp các thành phố trong tỉnh. Cậu đi tìm trưởng phòng Long, để anh ấy cho cậu một vị trí, đi xuống tuyến dưới xem xét. Vâng, Du Giang Vĩ không phải là kẻ ngốc, hắn vốn có suy đoán của mình, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi càng khẳng định 10 phần. Hắn là người đi theo công tác bên cạnh trưởng phòng Vương, hắn biết trưởng phòng Vương căn bản là cực kỳ coi trọng cải cách nhân sự lần này, một bộ phận quan trọng nhất trong đó chính là vấn đề về nhân sự. Cổ Kim đều nói hễ cải cách nhân sự thì luôn liên quan đến lợi ích của các bên, nếu xử lý không tốt thì căn bản là chọc ra một lỗ hổng lớn, hơn nữa khi hành động sẽ có đủ mọi lực cản xuất hiện từ rất nhiều phương hướng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Lúc này Vương Tử Quân đẩy mạnh cải cách nhân sự, cũng không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị ngáng chân. Lần này mình đi xuống xem xét, có lẽ biến thành con mắt của trưởng phòng Vương, bất cứ lúc nào cũng trực tiếp báo cáo cho trưởng phòng Vương. Du Giang Vĩ nghĩ đến chuyện mình sắp được gánh vác sứ mạng lớn mà cảm xúc không khỏi bành trướng. Hắn đi theo trưởng phòng Vương đã khá lâu, rất muốn phát huy tác dụng với lãnh đạo của mình. Khi Du Giang Vĩ định hỏi xem trưởng phòng Vương có gì cần nhắc nhở hay không, điện thoại của Vương Tử Quân lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn nhanh chóng nghe máy, cục trưởng Đoạn, có chuyện gì không? Trưởng phòng Vương, đã trải qua xác nhận. Người chết ở thành phố Lâm Hồ không phải là Trịnh Huy Quân. Đoạn Văn Đống thở dài một hơi rồi nói tiếp, bây giờ không tìm ra tung tích của Trịnh Huy Quân, nhưng có một việc có thể xác định, đó là người này còn sống. Sáng sớm đã có những hạt mưa rơi xuống, những đám mây màu xám làm cho cả thành phố Đông Hồng như được bao phủ trong không khí u sầu. Đối với những nam thanh nữ tú thì bầu không khí này căn bản khá nên thơ, nhưng đối với một số người đang u buồn, tình cảnh này càng làm cho bọn họ đau xót thêm. Sáng sớm có đầy người đi làm ở cổng ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng, cũng có nhiều chiếc xe dừng lại bên trong sân. Trong số đó có một chiếc xe cảnh sát rất bắt mắt, không ít nhân viên công tác phải nhìn về phía chiếc xe cảnh sát kia. Không phải có chuyện gì xảy ra hay sao, mới làm cho người của Cục Công an đến ủy ban nhân dân thành phố báo cáo công tác? Hay là có chuyện gì khác, khi mọi người đang thầm suy đoán, chợt thấy một người đàn ông trung niên từ trong xe đi ra. Đây không phải là cục trưởng Đoạn Văn Đống sao? Anh ta sao lại đến đây rồi? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Một tên cán bộ thanh niên thấy Đoạn Văn Đống đi vào trong văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, hắn khẽ nói với người đồng sự bên cạnh.
Người đồng sự nhìn thoáng qua đoạn văn đống, sau đó mới khẽ nói, được rồi, anh không nên nói lung tung, lần này đoạn văn đống đến có lẽ là vì muốn tìm lãnh đạo nói chuyện. Có chuyện gì mà phải tìm nói chuyện? Đoạn văn đống là một người thực lực mạnh mẽ, bây giờ cũng là phó cục trưởng cục công an tỉnh, có gì đáng để anh ấy vội vàng như vậy? Một người đồng sự khác đi qua rồi dùng giọng tò mò hỏi. Rất nhiều người căn bản rất tò mò về việc đoạn văn đống xuất hiện trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc này càng có không ít ánh mắt nhìn đoạn văn đống. Cậu đúng là cái gì cũng không biết, tôi nghĩ lần này cục trưởng đoạn đến tìm bí thư Lý Hồng Phảng. Một viên cán bộ nhìn theo ánh mắt mọi người rồi dùng giọng đắc ý nói. Nhưng câu trả lời của người này cũng không làm cho những người bên cạnh giải tỏa sự tò mò, có người khẽ cười nhạo, đoạn văn đống là cục trưởng cục công an thành phố. Anh ấy không đến tìm bí thư ủy ban tư pháp thị ủy mới là lạ. Người kia vốn cảm thấy đắc ý vì câu nói của mình, thế nhưng viên đồng sự lên tiếng lại làm cho hắn bị xem thường, gương mặt cũng không tốt lắm. Hắn cũng không định nói nhiều, thế nhưng bây giờ không khỏi dùng ánh mắt hung hăng nhìn người kia rồi nói, hừ, anh biết gì mà nói, không biết đừng nói mò. Tốt, tôi không nói mò, nhưng anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Người kia cũng không buông tha mà mở miệng khiêu khích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.